chương 2241 lục địa không gian này ngược lại là không nhỏ, dõi mắt nhìn lại còn không thể nhìn thấy biên giới, chỉ là đáng tiếc chỗ này đều là loạn thạch, sinh vật sinh trưởng rất ít. Đây cũng là không có biện pháp, ở trong hoàn cảnh ác liệt này có thể có sinh vật đã là vô cùng không tệ rồi, còn hy vọng xa vời cái gì đây? Huống chi chu tước thần thú là hỏa thần chi thể, chúng nó ở chỗ này chính là như cá gặp nước, chỉ cần cắn nuốt hỏa diễm ở chỗ này, cũng đã đủ cho chúng nó một mực sinh tồn rồi, không cần quá nhiều những tư nguyên khác. Lăng tiếu từ trên lưng chu tước thần thú nhảy xuống, lập tức đến phía dưới khoảng Ngô Đồng Thụ này. Hắn nhìn Ngô Đồng Thụ này thần sắc ở nên ngây ngốc. Hắn rõ ràng phát hiện ở phía dưới Ngô Đồng Thụ lại là thủy nguyên thạch làm thổ nhưỡng, từng cái dễ đâm sâu vào trong thủy nguyên thạch, từng đạo thụ căn giống như là long tu phượng vũ đan chéo tung hoành, đã sớm cùng với một khối thủy nguyên thạch cự đại thật sâu liền thành một thể. Từng trận thủy nguyên lực hỏa thuộc tính ngưng tụ ở chỗ này, khiến cho lực lượng của phiến lục địa không gian này cực kỳ nồng đậm dị thường bất kỳ trí tôn thủy thần hỏa thuộc tính nào đến chỗ này, đều phải kêu to thiên đường rồi. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ đến trồng ngô đồng thụ này lại là lợi dụng thủy nguyên thạch, còn có loạn thạch ở phụ cận này cư nhiên có đại bộ phận là hỏa vẫn thạch, thạch khối khác có phẩm giai đều không thấp, tùy tiện đào một chút đi ra ngoài cũng để cho luyện khí sư vì đó mà mừng rỡ. Trừ cái này ra, ở trên ngô đồng thụ mang theo từng khỏa hỏa quả lóng lánh thấu ra hỏa mang, lộ ra dụng người trí cực. Đây chính là ngô đồng quả đều có thần hiệu nhất bàn, bất kỳ trí tôn nào thấy đều muốn vì đó mà điên cuồng không thôi lăng tiếu thiếu chút nữa không nhịn được đi tới đem những ngô đồng quả này đều thu vào nhưng mà hắn lại không dám làm như vậy khoảng ngô đồng thụ này tuyệt đối đã sản sinh ra thụ linh cho dù hắn muốn hái ngô đồng quả cũng không có cái khả năng này quả nhiên đúng lúc này ngô đồng thụ kia sản sinh biến hóa từng cái cành cây giống như là long xả hướng về phía lăng tiếu bao vây lại thần sắc lăng tiếu biến đổi lập tức bứt ra cùng lui chỉ là tốc độ sinh trưởng của cành cây ngô đồng này lại là cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn đem lăng tiếu quấn quanh. Mà lúc này bất tử, thụ ở trong thức hải của lăng tiếu rốt cuộc là chủ động hiện thân, lục ông lấy thân thể thụ linh xuất hiện, một cây lục trượng hướng về những cành cây của ngô đồng thụ kia huy vũ qua. Ba ba, lục ông cư nhiên đem cành cây của ngô đồng thụ này ngăn cản lại, hơn nữa còn rút đến cành cây kia nhanh chóng co rút lại. Bất quá đây không có nghĩa là ngô đồng thụ liền quên đi như vậy, trong khoảnh khắc lại càng nhiều cành cây xông tới, mỗi một cái đều giống như long xả thế đến hung hăng chúng nó hóa thành một con chu tước hướng về phía lục ông bao phủ xuống đồng thời mang theo trận trận hỏa thế đáng sợ thiêu đốt qua lăng tiếu đại hãi hắn phát hiện lực lượng một kích này của ngô đồng thụ hết sức đáng sợ hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người coi như là hắn cũng ngăn không được trong lòng không khỏi thay lục ông mà lo lắng rồi bởi vì lục ông trải qua nhiều năm khôi phục cũng hấp thu rất nhiều bổn nguyên chi vật mộc thuộc tính do hắn cung cấp nhưng mà hắn lại biết đằng dai của lục ông xa xa không cách nào so sánh với ngô đồng thụ, mà ngô đồng thụ này còn là hỏa vật, lục ông lại không thể là ngăn được một kích này đâu. Quả nhiên lục ông quái khiếu lên một tiếng, song trưởng mở ra, vô số thanh đằng chợt hiện, cùng hỏa cành kia đối oanh dây dưa lại với nhau, mà phản kích của lục ông lại là xuất hiện tình huống nghiêng về một bên, căn bản không ngăn cản được công kích của ngô đồng thụ. Ôi chao, ngô đồng ngươi thật là hảo thủ đoạn, khi phụ lão ca già yếu như ta đấy. Lục ông hết sức tức cười mà quái khiếu một tiếng, thân hình co lại lại từ giữa khe hở của hỏa cành kia xông qua thụ trượng trong tay bay thẳng đến thân cây ngô đồng thụ mà đâm đến nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha lục ông nhìn đến là rất già nua nhưng mà động tác của nó lại là linh hoạt mau lẹ xuất thủ cũng là cực kỳ tấn mãnh thân cây của ngô đồng thụ kia lại giống như không phòng bị chút nào bị lục ông hung hăng đâm vào chỉ là khi lục sắc năng lượng kia tiêu tán thì ngô đồng thụ kia lại là không có một chút tổn hại mà thôi mà thôi thật là đánh không được ngô đồng ngươi rồi lục ông lại đặt mông ngồi ở dưới đất hết sức buồn bã nói lăng tiếu thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu lục ông trở về hắn cũng không muốn lục ông bị ngô đồng thụ này giết chết tuy nói lục ông bây giờ đối với hắn có tác dụng không lớn nhưng mà lưu lại nói đối với hắn cũng có chỗ dựa tuyệt đối bảo vệ tính mạng liền ở lúc này ở trong thân ngô đồng thụ kia đi ra một đạo nhân ảnh ha ha người lão bất tử này không nghĩ đến lại xa suốt đến tình trạng này thực lực thật là kém đến hết mức một đạo thanh âm cười sang sảng thô quánh từ trong miệng của bóng người kia nói ra ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé nhân ảnh này rõ ràng là thụ linh của ngô đồng thụ là một cái lão giả không sai biệt lắm với lục ông nhưng mà da thịt quanh người lão đều là hiện lên vẻ thông hồng giữa trán thấu ra hỏa quang sắc bén bá đạo lăng tiếu thoáng cái ngây ngẩn cả ngươi nghe ngữ khí của chúng nó thật giống như đã sớm nhận biết nhau lúc này tiểu chu thức thần thú hạ xuống ở trước ngô đồng thụ linh vui vẻ kêu lên ra mặt Ngô Gia Gia. Hạ Huyên Huyên cũng ở một bên ngoan ngoãn nói, "Ra mắt Ngô Gia Gia." Ngô Đồng Thụ Linh nhìn nhị nữ gật đầu cười nói, "Tốt tốt, các ngươi trở về là tốt rồi, đỡ phải một mình lão gia hỏa này ở chỗ này buồn bực." Ngừng một chút lão lại nói, "Các ngươi đến một bên chơi đi, ta cũng lão bất tử này nói chuyện một chút, nghĩ lại cũng không biết đã bao nhiêu tuế nguyệt chưa gặp mặt." Tuế Nguyệt không tha một ai, bản thân ta thụt lùi, ngươi lại là sống đến càng thêm thoải mái rồi. Lục Ông nhìn Ngô Đồng cảm khái nói, "Đúng vậy, nhớ lúc đó ngươi nhưng là càng mạnh hơn so với ta, bây giờ thì tốt rồi, phong thủy luân chuyển. Trên khuôn mặt của ngô đồng đều là vẻ hết sức đắc ý nói. Lăng tiếu cũng không thích nghe đến tình nghị giữa những thần thụ này, hắn chỉ là nghĩ tới một thân trí bảo của ngô đồng thụ, thầm nghĩ, nhất định phải để lục ông kiếm một chút chỗ tốt mới được. Lăng tiếu đến bên cạnh hạ huyên huyên, nói với nàng một tiếng hắn muốn tiến vào trạng thái bế quan, để nàng tạm thời không nên quấy nhiễu hắn. Hạ huyên huyên tự nhiên là rất nghe lời mà đồng ý, cũng chúc Lăng Tiếu phá quan thành công. Lăng Tiếu ở trên khối lục địa này tìm được một chỗ rộng rãi, sau khi thiết kế một ít cấm chế phòng quấy nhiễu liền chuẩn bị tham mộ chỗ mấu chốt của mấy loại thuộc tính khác, hơn nữa tính toán nhất cử đột phá cảnh giới chí tôn. Hôm nay hắn là có tự tin trước nay chưa từng có, cảm thấy một lần này nhất định có thể thành tựu cảnh giới trí tôn thủy thần. Ở trước lúc này, Lăng Tiếu đem Si Mị Thiên Hỏa Châu từ trong thức hải thả ra, để nó đi ra khu vực hỏa diễm ở bên ngoài hấp thu hỏa diễm lực lượng, ở chỗ này, tăng cường lực lượng tự thân. Chỉ là nó vừa mới xuất hiện, liền thiếu chút nữa bị tiểu chu tức thần thú ngậm vào trong miệng. Còn may lăng tiếu kịp thời ngăn lại, bằng không si mị thiên hỏa châu này, liền bị tiểu chu tức thần thú kia cắn nuốt sạch sẽ rồi. Bởi vì thiên hỏa châu có lợi hại đi nữa cũng không ngăn được tiểu chu tước, cường hành cắn nuốt hấp thu. Sau khi để si mị thiên hỏa châu tự hành hấp thu lực lượng, lăng tiếu rốt cuộc có thể tĩnh tâm thăm ngộ cảnh giới mới giỏi. Bởi vì hắn đã đem lực lượng nguyên tri vũ trụ lĩnh ngộ, còn có không gian loạn lưu công kích hỏa thuộc tính phía sau còn kém kim mộc băng phong bốn loại thuộc tính không gian loạn lưu lực lượng xem như thế nào đi tham ngộ trưởng khống chúng nó rồi trong không gian bất kỳ nào đều ẩn hàm chín đại thuộc tính lực lượng bởi vì đây là thuộc tính lực lượng cơ bản nhất cấu thành thế giới thiếu một thứ đều không được cho nên sau khi đạt tới trí tôn chính là có thể đem thuộc tính lực lượng thuộc về chính mình tùy thời dẫn xuất ra trở thành lực lượng công kích cường đại nhất mà không gian loạn lưu lực lượng chính là một loại lực lượng thiên nhiên khủng bố nhất thuộc về thiên tai, tỉ như hỏa vẫn, nham thạch, kim chi duệ khí, mưa đá. Hết thảy lực lượng đều ở trong không gian liệt phùng, đều sẽ từ vực ngoại bị dẫn dắt tới tạo thành lực sát thương tuyệt đối. Nhân lực có lớn hơn nữa cũng khó có thể ngăn cản được tồi ngược của thiên tai, thần thể có cường hãn đi nữa, cũng không cách nào ngăn cản được trùng kích loạn lưu cùng bạo của vực ngoại. Lăng tiếu bây giờ muốn làm chính là như thế nào đi tìm không gian loạn lưu lực lượng thuộc về chính mình, hơn nữa đem nó khống chế vì chính mình sử dụng thủ đoạn này sẽ phải có quan hệ với thủy nguyên lực chỉ có cảm ứng đến tồn tại của thủy nguyên lực mới có thể tìm đến điểm thiết nhập kia mới có thể đem lực lượng mà mình muốn mượn đến lăng tiếu đã có thể mượn được loạn lưu lực lượng hỏa thuộc tính rồi muốn tiếp tục tìm những loạn lưu lực lượng khác liền dễ dàng hơn nhiều rồi chỉ thấy hắn tĩnh tu không lâu sau các loại lực lượng sắc thái không ngừng ở quanh người hắn biến huyễn thủ trưởng của hắn thì làm ra động tác kỳ dị thỉnh thoảng lại có dị tượng phủ xuống những dị tượng này chính là không gian loạn lưu lực lượng mà lăng tiếu tìm đến cũng là chỗ thủy nguyên lực lượng mà hắn cảm ứng đến. Chỉ cần có thể cảm ứng được chỗ của thủy nguyên lực, Lăng Tiếu liền có thể tiến vào mà hấp thu, khiến cho thần lực bên trong thân thể mình trở nên càng thêm cường hãn, tiến đến nhất cử đột phá cảnh giới chí tôn. Muốn tham ngộ hết thảy này nhìn như đơn giản, nhưng mà lại cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Lăng Tiếu ngồi xuống lần này chính là thời gian dài 3 năm, hắn giống như là pho tượng không đếm xỉa đến bất kỳ ngoại vật, tĩnh tọa ở trong đó không động đậy, cũng cảm ứng không tới bất kỳ khí tức nào của hắn. Nếu như phàm nhân bình thường nhìn thấy được nhất định sẽ cho hắn là một người đã chết rồi. Hạ Huyên Huyên ở chỗ xa buồn bực không thôi. nàng tuy là cũng tình tu một đoạn thời gian, lực lượng tăng trưởng không ít, nhưng mà lại thủy chung quan sát lấy nhất cử nhất động của Lăng Tiếu, hy vọng đại ca ca của nàng có thể mau chóng đột phá thành công. Đại ca ca còn cần phải bao lâu mới thành công a? À? Hạ Huyên Huyên ngồi ở trên một khỏa loạn thạch. Hai tay chống má, Mỹ Mông chớp động lên quang mang như ngọc mà lẩm bẩm nói, "Bây giờ ngay cả tiểu Chu Tước cũng đang tiến hành đột phá, không có ai nói chuyện với nàng liền trở nên phiền muộn rồi." Hai lão thụ linh ở một bên lại là giống như không nói hết chuyện, một mực Hàn Huyên còn chưa ngừng. Đúng lúc này trên lục địa rốt của có động tĩnh, thủy nguyên lực hòa thuộc tính trên thủy nguyên, thạch thạch kia cư nhiên bị hút về một phương hướng. "Gì, lại còn dám đoạt tinh hoa lực lượng của lão phu?" Ngô Đồng cùng Lục Ông nói chuyện phiếm đột nhiên hướng về một cái phương hướng nhìn qua kinh ngạc nói lục ông ở một bên vuốt nhẹ lấy dâu dài nói tiểu hữu tuyệt đối là cổ kim đệ nhất nhân tốc độ trưởng thành này thật là để người ta kinh thán đáng tiếc một lần này ta không có ở trong thức hải của hắn bằng không khẳng định có đại lợi ích bình thường thần vương đỉnh phong hoặc là bán thủy thần muốn đột phá cảnh giới trí tôn thủy thần phải cần có chuẩn bị đầy đủ thứ nhất là cần hoàn cảnh có thủy nguyên lực lượng nồng đậm phải đảm bảo có lực lượng hấp thu đầy đủ nhất mới có thể nhất cử đột phá cảnh giới Thứ hai là phải chuẩn bị trí tôn thần tài phù hợp với chính mình để hấp thu, đây là vì để phòng ngừa chính mình trong lúc đột phá không đủ lực lượng, đột phá không thể tiếp tục, có trí tôn thần tài chính là nhiều hơn một tầng bảo đảm để đột phá. Còn nữa ở lúc đột phá cần có trí tôn tùy thời hộ pháp an toàn chính mình, tránh gặp phải những lúc phát sinh ngoài ý muốn cũng tốt cho chiều ứng kịp thời. Bằng không đột phá thất bại nhưng là không chỉ cảnh giới bị thương tổn, có thể rơi vào kết cục cả đời không cách nào tiếp tục tiến dai được nữa, từ xưa đến nay nhưng không thiếu bán thủy thần thất bại như vậy. Lăng Tiếu ở thời khắc này đột phá, hắn cũng không mượn chí tôn thần tài, đó là bởi vì lực lượng của hắn tích lũy đầy đủ rồi, kém chỉ là tham ngộ trên cảnh giới mà thôi. Mà ở chỗ này cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác quấy nhiễu, huống chi còn có Thủy Nguyên Thạch Hỏa thuộc tính ở chỗ này làm chỗ dựa, để hắn có thủy nguyên lực hấp thu đầy đủ. Ở dưới loại hoàn cảnh này hắn còn không đột phá còn đợi khi nào? Lăng Tiếu phóng khai tất cả kinh mạch, toàn lực tiếp thu thủy nguyên lực nồng đậm đến cực điểm ở chỗ này, hắn giống như là bông thấm nước một mực cuồng hấp không ngừng. Lăng Tiếu dù là năm loại thuộc tính đồng tu, nhưng mà độc tôn quy nguyên công của hắn, lại có thể đem lực lượng thuộc tính đơn nhất chuyển hóa thành bất lý loại lực lượng nào mà hắn cần. Cũng chính là nói hắn hấp thu chính là lực lượng hỏa thuộc tính, nhưng mà sau đến đến đan điền, của hắn lại có thể phân hóa thành năm loại lực lượng thuộc tính bất đồng. Đây cũng chính là chỗ thần kỳ khi kết hợp làm mới độc tôn Tà Vương thần công của Tà Đế, cùng Tam phân quy nguyên khí. Thủy nguyên thạch không hổ là đỉnh cấp chí tôn thần thạch, nó có thể ngày đêm tích lũy vô số thủy nguyên, lực khiến cho trên lục địa không gian mà chu tước thần thú cư ngụ bốn phía đều tràn đầy thủy nguyên lực mà bản thân nó lại ẩn hàm tinh hoa của vô số vạn năm ngưng tụ lại lại cùng ngô đồng thụ hỗ trợ lẫn nhau coi như là thủy nguyên lực mà lăng tiếu cần hấp thu kinh người cũng không cách nào đem chỗ này hút hết rất nhiều thủy nguyên lực hỏa thuộc tính đem lăng tiếu bao lại thành một cái kén lớn thủy nguyên lực mang theo nhiệt độ nồng liệt kia có thể đem thần vương bình thường trực tiếp bốc hơi chỉ là những lực lượng này đối với lăng tiếu mà nói lại là hắn cần nhất Hắn là năm loại thuộc tính đồng tu, trong đó hỏa thuộc tính cũng là một loại thuộc tính cường đại nhất mà hắn dựa vào, những thủy nguyên lực hỏa thuộc tính này lại há có thể đốt thương hắn được. Lăng Tiếu nhanh chóng hấp thu loại thủy nguyên lực lượng này, tất cả kinh mạch đều bị căng ra trứng lên vô cùng, lực lượng nơi từng cái kinh mạch giống như là hà thủy gầm thét, càng không ngừng hướng về đan điền quán thâu thủy nguyên lực vừa mới hút vào này. Thủy nguyên thạch lượng vốn chính là bản thăng cấp của bổn nguyên lực lượng, do đại lượng bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành mỗi một điểm thủy nguyên lực lượng tương đương với mấy chục điểm bổn nguyên lực lượng sau khi lăng tiếu hút vào nhiều bổn nguyên lực lượng như vậy ngũ thải đan điền của hắn trong nháy mắt bị bành trướng mênh mông lên nhiều vô số thủy nguyên lực hòa thuộc tính lập tức bị ngũ thải đan điền đồng hóa trở thành mấy loại lực lượng còn lại khi ngũ thải đan điền bị cứng rắn bành trướng đến không cách nào khoách trương được nữa thì những lượng lượng nhiều ra kia trong nháy mắt hướng về phía thần kiều của lăng tiếu trùng kích qua hư hừ, lực lượng mênh mông trực tiếp trùng kích thần kiều của lăng tiếu mà ở thức hải của hắn thần hồn cũng lập tức hưởng ứng đại lượng hồn lực đi xuống nghênh đón thủy nguyên lực lượng ở đan điền cùng thần hồn lực lượng bắt đầu giao hòa dung hợp ở chung một chỗ bắt đầu sinh ra ngũ sắc thần lực tinh thuần thần kiều của lăng tiếu lập tức bị tràn ngập một loại lực lượng vô cùng mênh mông bàng bạc thần kiều còn chưa đầy kia lập tức trở nên trong suốt điểm điểm ngũ sắc thần lực kia nhuộn đầy hơn phân nửa thần kiều cũng thuận theo tiến hóa của nhiều thần lực như vậy khí thế của lăng tiếu ở một khắc này bạo phát lên oanh long Cảnh giới bán thủy thần viên mãn của Lăng Tiếu trong nháy mắt bị xông phá. Trùng kích kia giống như là hải khiếu ở bên trong thân thể của Lăng Tiếu, không ngừng xông phá tới, từng cái kinh mạch, khiếu huyệt, tạng phủ, cốt cách. Mỗi một cái bộ vị đều bị những lực lượng này hoàn toàn tràn ngập lấy, chúng nó đều đồng thời hấp thu những lực lượng này khiến cho trở nên càng thêm kiên nhận, sinh mệnh lực càng mạnh, càng hoàn mỹ hơn. Đây là một lần đoán thể mới, để thần thể lại một lần nữa thăng cấp, khiến cho trở thành tồn tại cao cao tại thượng chân chân chính chính. Hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ phạm chất nào, tấn thương đến một loại thể chất hình thái hoàn mỹ. Chỉ có loại thế chất này mới có thể thích ứng được lực lượng loạn lưu cùng bạo. Ở vực ngoại kia mà không bị bất kỳ thương hại nào, chỉ có loại thể chất này mới được xưng là nguyên thủy chi thần. Giữa thủy thần cùng thần vương, thủy thần chính là một loại chân thần chân chân chính chính, mà thần vương cũng chỉ có thể xưng là ngụy thần. Giữa hai cái có khác biệt giữa trời với đất, lực lượng tầng thứ cái trước cũng xa xa cường hãn hơn vô số lần so với cái sau thần uy kia càng thêm mênh mông khó đoán. Sau khi Lăng Tiếu đột phá cảnh giới vẫn không có lập tức tỉnh lại, vô số thủy nguyên lực vẫn đang không ngừng hướng thân thể hắn tập quyền mà đến, lực lượng kia như cũ là khổng lồ đến kinh người. Ở trên lục địa không gian này đã tạo thành chấn động cực lớn, khí thế của hắn cho dù là động tĩnh của năm tên D cấp trí tôn đồng thời đột phá tạo thành điều không lớn, như vậy, lục địa không gian đều là bị những thủy nguyên lực lượng này toàn chuyển đến độ theo đó run rẩy lên, vô số loạn thạch phiên phi không ngừng vô số hỏa chi lực lượng ở bên ngoài hỏa vực càng là bị sinh sinh chấn đến bay ra rất xa. Ngay lập tức trên phương lục địa không gian này, hiện ra năm loại thủy nguyên lực bất đồng thuộc tính từ trên trời hạ xuống. Năm loại lực lượng này dù lấy hỏa thuộc tính làm đầu, nhưng mà bốn loại lực lượng còn lại như cũ có thể xé rách không gian mà tới. Loại thủ đoạn này rốt cuộc là kinh hãi trí cực, không hổ là trí tôn, bất luận ở dưới hoàn cảnh nào vẫn có thể mượn đến không gian lực lượng mà mình cần. Cũng không biết qua đi bao lâu, loại dị tượng này cuối cùng là biến mất. Lục địa không gian khôi phục bình tĩnh, một đạo nhân ảnh trùng thiên mà lên, trực tiếp lướt vào bên trong hỏa vực kia, huy vũ ra cường chiêu khủng bố. Chỉ thấy người này cư nhiên cũng không cần mượn hộ thể thần quang gì, trực tiếp sáp nhập vào trong hỏa vực này, mỗi một quyền đem những hỏa diễm này đều nhấc lên sóng lửa cuồn cuộn, phóng tới phụ cận hỏa vực này đều phiên đằng không ngừng. Một con hỏa long ngưng hình giống như tồn tại chân thật, chúng nó gầm thét bốn phương, uy trấn thiên hạ. Tiểu Chu Tước thần thú ở trong hỏa hài kia bị sợ hãi kêu to một tiếng vội vàng từ trong hỏa vực xông ra quay trở về lục địa không gian, sợ bị từng đạo lực lượng đáng sợ này lan đến gần. Hôm nay tiểu chu tức thần thú đã lại đột phá một giai, đạt tới cảnh giới thập giai cao cấp, thân thể hình dạng lớn thêm không ít, dáng vẻ trở nên càng thêm uy lẫm bất phàm rồi. Tước Nhi tỷ tỷ ngươi cũng đột phá a. À. Hạ Huyên Huyên hướng về phái tiểu chu tức thần thú lướt qua họ. Đúng a à, tiểu Huyên Huyên, ta đã ở cảnh giới trước kia dừng lại thời gian không ngắn rồi, nếu không phải đại ca ca của ngươi đi nhầm vào tử hắc hỏa địa đái kia, ta cùng nương thân cũng không tìm được chúng nó, bây giờ hấp thu lực lượng của chúng nó, hỏa lực của ta càng thêm cường đại." Tiểu Chu Tước vui vẻ mà đáp. Nơi ở của tử hắc hỏa kia luôn luôn không ngừng biến đổi, cũng không phải là chỉ dừng lại ở một địa phương, Chu Tước chúng nó cần hấp thu các loại bổn nguyên hỏa diễm cao giai để tiến dai mà tử hắc hỏa kia không nghi ngờ là một loại hỏa diễm tốt nhất đạt tới thủy nguyên lực, đối với chúng nó mà nói tuyệt đại bổ phẩm những năm này đại tiểu chu tước một mực tìm kiếm tử hắc hỏa kia nhưng mà lại vẫn tìm không được nhưng mà sau khi lăng tiếu đến đây lại để cho chúng nó tìm được hơn nữa còn gặp được một khỏa nhất bàn thiên hỏa châu đúng lúc là thứ để thăng lực lượng mà đại chu tước khát vọng đạt được cho nên tiểu chu tước ngược lại là vô cùng cảm kích lăng tiếu ha ha địa ca ca chính là lợi hại hắn bây giờ cũng đột phá cảnh giới cao hơn thật là thay các ngươi cảm thấy cao hứng hạ huyên huyên rất là cao hứng mà nói tiểu huyên huyên ngươi cũng phải nỗ lực thực lực đại ca ca của ngươi so sánh với ngươi mạnh hơn nhiều lắm, ngay cả ta cũng có tranh lệch rất lớn với hắn, ta cảm giác được lực lượng của hắn đều sắp cường đại giống như mẫu thân của ta rồi. Tiểu Chu Tức nói, ừ, ta cũng phải nỗ lực, không thể kéo chân của đại ca ca. Hạ Huyên Huyên nắm lấy bàn tay nhỏ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Lăng Tiếu ở trong hỏa vực phóng tiếng cười to lên, hiện tại tâm tình của hắn là thoải mái đến cực điểm từ thiên thần vương đỉnh phong vượt qua trở thành trí tôn thủy thần là môn hạm lâu nhất, mà hắn từ trước tới nay vướng mắc. Bế quan 20 năm, lại là vài năm từ thiên nguyên địa vực chạy tới thiên tước địa vực, cuối cùng vài năm ở trong niết bàn không gian này, tính đến đã là 30 năm rồi. Lợi dụng thời gian 30 năm hoàn thành một bước nhảy này đối với hắn, mà nói là có chút lâu, nhưng mà đối với những võ gia khác mà nói đây đơn giản là kỳ tích, sáng tạo ra một loại kỳ tích ngắn nhất đột phá trở thành trí tôn. Từ viễn vổ đến nay có bao nhiêu người từ thần vương, đỉnh phong đến cảnh giới trí tôn chỉ mất 30 năm đây. Chỉ sợ bọn họ dùng thời gian 300 năm có thể bước ra một bước kia đã là vô cùng giỏi rồi, cũng không biết có bao nhiêu người chỉ có thể bước ra nửa bước, sau đó liền không thể tiến thêm bước nào, mà nửa bước sau đó nếu không có trí tôn thần đan, hoặc cơ duyên nghịch thiên lại càng đừng nghĩ đến dễ dàng bước qua. Nếu như một gã bán thủy thần dùng 3 vạn năm mới thuận lợi đột phá trí tôn, đây tuyệt đối không cần phải kinh ngạc, lại càng không cần cười nhạo, bởi vì đây mới chính là thời gian đột phá bình thường nhất. Cho nên nói thời gian mà Lăng Tiếu dùng để đột phá này đơn giản là một kỳ tích rồi. Mà hắn lấy niên kỷ ước chừng 130 tuổi đạt tới một bước này, bản thân lại càng là một loại kỳ tích có 102. Khi hắn trở lại thiên vực chính là ngày hắn được vinh dự ghi vào sử sách. Vinh diệu đệ nhất nhân từ xưa đến nay là thực chí danh quy rồi. Lăng Tiếu đạt tới một bước này hắn mới cảm giác được thế giới này trở nên càng thêm rộng rãi, hắn cảm thấy nhất thiên nhất địa ở chỗ này đều chỉ là một cái địa phương nhỏ thiên ngoại còn có thiên địa rộng rãi hơn đang chờ đợi hắn hàng lâm. Đương nhiên hắn còn không có tự đại đến mình có thể vô địch khắp thiên hạ. Hắn chỉ bất quá là bước ra bước đầu tiên trở thành tối cường giả mà thôi, trừ phi ngày sau hắn có thể đạt tới chí tôn đỉnh phong mới có thể xưng bá thiên vực. Bởi vì hắn từ trong ký ức của hồn phong biết được, cổ tộc nhưng là có không ít chí tôn tồn tại. Khi nào thật muốn cùng bọn họ gọi nhịp, nội tình chân chính của bọn họ mới sẽ triển hiện ra. Nhớ lúc trước hồn phong, cũng không sai biệt lắm có thể xưng làm đệ nhất nhân trên trí tôn bảng, nhưng mà cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục hài cốt không còn sao. Cho nên Lăng Tiếu bây giờ vẫn cần không kiêu không ngạo mà đi tốt mỗi một bước. Đương nhiên phong mang hiện tại của hắn đã có thể lộ ra ở trên thiên vực rồi, bằng không người khác đều không biết hắn là tồn tại nhất hào. Chí tôn thủy thần là cảnh giới mà bất kỳ võ giả nào đều mộng mị dĩ cầu. Lăng Tiếu rốt cuộc là bài trừ vạn khó, dựa vào năng lực của mình từng bước từng bước mà đạt tới rồi chân thân hắn đạt tới một bước này, mà thần hồn của hắn thì lại không tiến thêm một giai, chỉ bất quá là đạt tới đê cấp chí tôn đỉnh phong. Từ đê cấp chí tôn cảnh giới so thành nhất cử đạt tới đê cấp đỉnh phong tuyệt đối là một bước nhảy rất lớn. Rồi, bởi vì tranh lệch giữa cảnh giới chí tôn cùng thần vương có hào sâu cực lớn. Hơn nữa đến một bước này thì lực lượng cần tích lũy là vô cùng khổng lồ. Chí tôn bình thường muốn từ sơ thành đạt tới hậu kỳ đỉnh phong còn không biết phải tiêu hao bao nhiêu ngàn năm hoặc vạn năm tích lũy. Lăng Tiếu có thể ở trong đột phá khiến cho thần hồn đạt tới một bước kia đã coi như là nguyên nhân thần hồn trước đây của hắn so với chân thân cường đại hơn mà có, nếu như dễ thần hồn của hắn nhất cử đột phá đến trung cấp, vậy hắn lại càng nghịch thiên giỏi. Đương nhiên Lăng Tiếu muốn đạt tới một bước kia cũng không coi là quá gian nan, một là tập trung tu luyện khống thần quyết làm lớn hồn lực, lại nhất cử đột phá, thời gian tiêu tốn tự nhiên sẽ không quá ngắn. Đừng thấy đạt tới đỉnh phong rồi cách một bước kế tiếp nhìn như rất gần. Nhưng mà bình cảnh mới là khó qua nhất. Một cái biện pháp khác chính là chu sát chí tôn thủy thần, đoạt lấy thần hồn của đối phương, tin tưởng đây là phương thức đột phá nhanh nhất, điều kiện tiên quyết là Lăng Tiếu có thể gặp được địch nhân như vậy. Bất quá trong cả đời này của Lăng Tiếu hắn sẽ thiếu hụt các loại địch nhân cường đại sao? Ở trong thiên vực nhưng là có không ít cổ tộc cùng hồn tộc là địch thủ, chí tôn ở trong bọn họ cũng không ít. Đương nhiên Lăng Tiếu, nhưng không nghĩ tới lập tức quay lại đem tất cả cổ tộc đều khiêu chiến, hắn còn không có tự đại đến trình độ này hiện trong giai đoạn này hắn còn là muốn ổn định tâm thần cùng cảnh giới một chút, làm quen các loại thần năng của trí tôn thủy thần một chút rồi lại nói. Hắn còn thật không nghĩ đến một chuyến đi Niết Bàn, không gian này thu hoạch được còn thật là không nhỏ. Đầu tiên là tìm được thủy nguyên thạch mà hắn muốn, lại thừa cơ đột phá trở thành trí tôn thủy thần chân chính, hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Bước kế tiếp trừ trở về thiên vực ra, vẫn là ở trước lúc trở về thành tựu dược thần, có hai cái thân phận này, hắn liền trở thành một trong những người tôn quý nhất ở trong thiên vực cũng trở thành chí tôn dược thần duy nhất ở bên trong Thiên Long địa vực. Chỉ là hết thảy những cái này đều phải từ từ mà đến, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Lăng Tiếu từ trong hỏa vực bay trở lại trên lục địa không gian, Hạ Huyên Huyên lập tức chạy tới chúc mừng. Đại ca ca ngươi đã sắp đuổi kịp ra gia, gia ta rồi, thật là quá lợi hại. Ở trong lòng Hạ Huyên Huyên, hình tượng của Lăng Tiếu đã là vô cùng cao lớn. Lăng Tiếu sờ sờ đầu của Hạ Huyên Huyên cười nói, ta còn kém ra gia, gia ngươi xa tiếp theo hắn lại nói huyên huyên ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng cũng không thể thỏa mãn như vậy được sau khi hạ huyên huyên nhận được ngô đồng quả cải tạo đã vô hạn đến gần hòa thần chi thể thiên phú này tuyệt không thua kém bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào chỉ bất quá nàng không giống như người khác có khả năng chịu được tịch mịch một lòng tu luyện bất quá nàng cũng có chỗ mạnh của nàng đó chính là có thể khống ngự vạn thú liền ngay cả chu tước thần thú cũng thân cận nàng một điểm này đã đủ để cho nhiều người vì đó mà hâm mộ rồi Ta biết rồi, sau này ta nhất định sẽ càng cố gắng." Hạ Huyên Huyên cũng là rất nghe lời của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên đến trước mặt Tiểu Chu Tước, lại cùng Tiểu Chu Tước hàn huyên mấy câu, không có gì nhưng chỉ là hỏi mẫu thân của Tiểu Chu Tước một chút có trở về hay không. Bởi vì lực lượng của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, mà nó cắn nuốt kia cũng không kém thực lực của nó bao nhiêu, nhưng nhất thiết đừng bị Niết Bàn Thiên Hỏa Châu kia cắn trả mới tốt. Bất quá lo lắng của Lăng Tiếu xác thật có chút quá rồi. Đại Chu Tức dám làm như vậy tự nhiên có tự tin của nó. Ba năm qua đi Đại Chu Tức còn chưa trở về, bất quá nó cũng không có ngoài ý muốn, Tiểu Chu Tức có thể cảm ứng được đến, cho nên nó cũng không lo lắng cái gì. Lăng Tiếu cũng là triệt để yên tâm, bởi vì đây nhưng là thần thú đi theo Hạ Huyên Huyên, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ Chu Tức thần thú còn muốn tiêu diệt Kim Ô nhất tộc, nó có thể tiến một giai tự nhiên là chuyện tốt nhất. Chỉ là Lăng Tiếu lại vô cùng không giải thích được, Chẳng lẽ Chu Tước nhất tộc cũng chỉ còn lại hai đầu này thôi sao? Nghi vấn này Lăng Tiếu cũng không tốt mở miệng hỏi, hắn lại là đến bên phía Lục Ông cùng Ngô Đồng. Cho dù hắn đã đạt tới cái trí tôn khỉ gió gì, nhưng mà không có nghĩa là hắn đã vô dục vô cầu. Bất kể cảnh giới cao thấp, hắn vẫn là hắn, tâm tư không thể nào phát sinh biến hóa quá lớn. Cho nên trước mắt có Ngô Đồng thần thụ ở chỗ này, nếu không kiếm một chút chỗ tốt đó, há không phải là vô ích gặp nó một phen rồi sao? hại vị lão nhân gia đang nói chuyện cổ kim lý thú gì vậy lăng tiếu cười chào hỏi hắn còn thật không rõ ràng giữa thần thụ cùng thần thụ cũng có tình hữu nghị sao đây cũng là giao tình của bọn họ cần biết mỗi một loại thần thụ đều là phân lạc ở mỗi một góc địa vực bất đồng không thể nào sẽ sống chung một chỗ chỉ là trước mắt lục ông cùng ngô đồng này lại giống như sớm biết nhau trong lòng lăng tiếu không khỏi cảm thấy kỳ quái ha ha tiểu hữu đáng mừng đáng mừng ngươi đã trở thành một gã võ giả nhân loại đỉnh cấp Lục ông dẫn đầu cười to cùng hạ nói. Nhớ đến lúc trước lão vừa mới gặp lăng tiếu, hắn chỉ là một tên thiếu niên, thực lực thấp, khó vào trong mắt của lão. Chỉ là khi ấy lão nhìn chúng thức hải của lăng tiếu khác với thường nhân, cho nên liền đến bên trong thức hải của hắn tĩnh dưỡng. Thuận theo nhiều năm qua đi, thành tựu của lăng tiếu đã đạt tới cảnh giới đến lão cũng ngưỡng mộ, mà lão đã từng ở trong thức hải của lăng tiếu lấy được rất nhiều chỗ tốt. Tuy nói cảnh giới của lão chỉ đạt tới thập giai, nhưng mà lão đã nhận được các loại ôn nhuận của tinh thần dịch cùng hồn lực kia, khiến cho lão càng thêm có nhân tính, căn cơ kia càng thêm hoàn mỹ, có lợi cho ngày sau gia tốc trưởng thành. Chỉ là trong lòng lão có chút đáng tiếc, lần này Lăng Tiếu đột phá lão không thể ở trong thức hải của Lăng Tiếu, bằng không lão lại có thể từ trong đột phá của Lăng Tiếu có thu hoạch rất lớn. Cho nên nói lão bây giờ cũng không phải là rất hâm mộ Ngô Đồng so với lão còn có đẳng giai cao hơn, chờ lão ngày sau tìm được một chỗ sinh trưởng thích hợp, tốc độ tiến giai của lão sẽ rất nhanh, hơn nữa chắc chắn sẽ còn có tiền cảnh hơn so với Ngô Đồng. Ha ha chỉ là may mắn mà thôi, những năm này phải đa tạ lục ông ngài trợ giúp. Lăng tiếu mang theo vài phần cảm kích nói, tiếp theo hắn lại nhìn về phía ngô đồng ở một bên nói, vị này chắc là ngô đồng lão gia tử rồi. Cái thái độ kia của lăng tiếu cung kính trí cực. Lục ông vừa nhìn cái nụ cười này của lăng tiếu, liền cảm thấy có chút dựng tóc gáy lên, bởi vì lão hiểu lăng tiếu, nụ cười này của hắn nhất định là muốn bắt đầu xào trá rồi, trong lòng không khỏi có chút thay ngô đồng cảm thấy vui vẻ khi người gặp hoạn nạn tiểu hữu này nếu có thể từ trên người ngô đồng lấy xuống một sợi lông, lão hủ khẳng định bội phục đến dập đầu xuống. Lục ông thầm nghĩ ở trong lòng. Lão nhưng là biết ngô đồng nổi danh giữ của, muốn từ trên người nó nhổ lông nhưng là tương đối không dễ dàng. Quả nhiên ngô đồng không cho lăng tiếu cái mặt mũi gì, chỉ là nhẹ đáp một tiếng ư, liền không có trả lời lăng tiếu nữa. Bởi vì ngô đồng thụ hàng năm sống ở trong phiến hỏa hải này, trên căn bản đều không gặp qua nhân loại, nó trừ thân cận chu tước thần thú ra, đối với sự tình khác cũng không có hứng thú quá lớn lăng tiếu hơi lộ ra vài phần ngượng ngùng nói ngô đồng lão gia tử quả nhiên là uy nhiếp bát phương khí thế như hồng giống như trong truyền thuyết không giống như lục ông lão gia tử là uy nghiêm như hào mao thần thụ lão thật sự là khó có thể so sánh với lão gia tử ngươi lăng tiếu hôm nay được thấy ngô đồng lão gia tử tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh ngô đồng lão gia tử thỉnh thụ tiểu tử một lễ lăng tiếu vừa nói vừa hướng ngô đồng chắp tay khom người hành một cái đại lễ lăng tiếu là đối với ngô đồng nhún nhường dễ bảo uốn gối sao đây đương nhiên là không thể nào hắn dù là lấy tu võ làm chủ nhưng mà thông minh của hắn cũng không thể xem thường lời của hắn vừa dứt lục ông liền chịu không được mà hét lớn này này ta nói tiểu hữu giao tình trăm năm của chúng ta ngươi làm sao lại hướng về phía lão ngô đồng này mà nói chuyện làm sao làm thấp mặt mũi của ta như thế ngươi nhìn ta một thân chính khí nghi biểu đường đường điểm kia so ra làm sao kém hồng lão quái kia được tiểu hữu, nói chuyện cũng phải có lương tâm. Lục ông vừa nói, vừa cố gắng ưỡn lên cái thân còng kia, lấy đó bày ra uy nghiêm của lão. Lúc này ngô đồng không thích rồi. Lão nghe lời của tiểu tử này ngược lại là hết sức lọt tai, chính là phù hợp với hình tượng của lão. Bây giờ ngược lại là bị lục ông gọi là hồng lão quái, đây không phải là hủy hoại lão sao. Ngô đồng đối với lăng tiếu cười nói, tốt tốt, lời của tiểu hữu nói cũng rất lọt tai. Người nào mà không biết ngô đồng ta uy phong lẫm lẫm, bá khí phi phàm, tiếp theo lão lại nhìn về phía lục ông nói lão bất tử này gọi ai là hồng lão quái vậy ta đây là bá khí lộ ra ngoài có hiểu không có muốn bây giờ ta đốt người một phen hay không Ngươi cái tên lục mao quái này cũng dám so sánh với ta còn là tiểu hữu tuệ nhãn như đuốc lăng tiếu lập tức ở một bên sưng phải nói đó là đương nhiên bất kể là người nào thấy ngô đồng lão gia tử đều sẽ so sánh với lục ông lão gia tử uy mãnh hơn nhiều lắm ngài đứng ở bên cạnh lão một cái lão còn thấp hơn ngài không ít đâu mà một thân hỏa khí này của ngài càng có thể chấn nhiếp lòng người, cũng không phải là lục ông lão gia tử có thể so sánh đấy. Ngô Đồng lộ ra cười to nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ha ha, không sai không sai, lời của tiểu hữu thật sự là rất được lòng ta, rất được lòng ta. Lục ông tức giận nói, tiểu hữu, ngươi quá không phúc hậu rồi, vốn định thay ngươi kiếm mấy khoảng ngô đồng quả cho ngươi nếm một chút, xem ra ngươi là không có lộc ăn, lại làm thấp đi lão hủ như vậy, uổng công lão hủ trí giao trăm năm với ngươi. Sắc mặt của Lăng Tiếu đau khổ nói, lục ông lão gia tử, ta cũng chỉ là theo như sự thật nói chuyện, ngài sắc thật thấp hơn so với ngô đồng lão gia tử nha, tốt lắm tốt lắm, ta không nói là được. Chỉ nghe ngô đồng kia lãng thanh nói, tiểu hữu ngươi không cần khổ sở, trái cây của ta chẳng lẽ còn là lục mau quái này nói không được liền thôi sao? Đến đến, lão hủ cho ngươi mấy khỏa nếm một chút. Nói xong, tay của lão vẫy một cái, mấy khỏa ngô đồng quả trong suốt, như hỏa ngọc liền xuất hiện ở trong tay lão hướng về phía Lăng Tiếu ném qua. Lăng Tiếu áp chế quả trái tim đang đập thình thịch, hắn xoa sao đôi bàn tay, mắt lộ ra tình mang nói, "Đây, đây làm sao không biết xấu hổ như vậy được?" Kỳ thật ở lúc hắn đang nói lời này đã là, không khách khí mà đem những ngô đồng quả này ở trong tay ngô đồng, nhanh chóng bắt tới tay, phảng phất giống như sợ ngô đồng đổi ý. Một chiêu vỗ mông ngựa thượng thừa này của Lăng Tiếu quả nhiên là có hiệu quả vô cùng, cuối cùng nhất là lấy lui làm tiến, lại càng là thần hồ kỳ kĩ ngô đồng thụ linh nhưng là không có loại lừa bịp như nhân loại không nghĩ đến xa như vậy sau khi lão được lăng tiếu dâng tặng cho mấy câu tốt liền ném cho lăng tiếu năm khoảng ngô đồng quả phải nói tên choáng đầu lăng tiếu này quá biết cách nói chuyện rồi lục ông ở một bên nhìn nụ cười bị lăng tiếu áp chế kia tự hồ là hiểu được tâm tư của hắn lập tức chỉ lấy lăng tiếu cười nói tiểu hữu nhân loại các ngươi thật là giảo hoạt thật là giảo hoạt trong công phu mấy câu nói của lăng tiếu liền kiếm được mấy khoảng ngô đồng quả đồng thời cũng cùng ngô đồng thụ linh mở ra chủ đề chiếm được tán thành của ngô đồng thụ linh nếu như là nhân loại khác muốn mượn cơ hội nói chuyện cớ ngô đồng lão còn không chịu lên tiếng đâu cũng sẽ không bởi vì mấy câu vốt mông ngựa này mà đối với lăng tiếu đặc biệt hậu đãi chủ yếu là lăng tiếu có thể đi tới lục địa không gian này bản thân hắn chính là chiếm được tán thành của chu Tước thần thú cũng gián tiếp để cho ngô đồng đối với hắn có vài phần hào cảm mặt khác sự xuất hiện của lục ông để lão càng thêm tò mò về lăng tiếu mà lão cùng Lục ông nói chuyện vài năm qua, cũng đã hiểu rõ nhiều chuyện mà Lục ông cùng Lăng Tiếu trải qua. Cho nên tất cả tâm phòng bị của Ngô Đồng đối với Lăng Tiếu đã tiêu trừ. Chỉ là lão trời sinh tính tình đối với sự vật mới mẻ đều là đặc biệt lãnh đạm, cho nên lúc mới bắt đầu không cho Lăng Tiếu mặt mũi mà thôi. Không ngờ mấy câu nói của Lăng Tiếu chẳng những để cho Ngô Đồng cao hứng, càng kéo gần khoảng cách với lão, đây đơn giản là hóa mục nát thành thần kỳ. Sau khi trải qua một phen nói chuyện, Lăng Tiếu từ chỗ của Ngô Đồng lấy được vài cái Ngô Đồng. Cành cung với vài phiến ngô đồng diệp, đây nếu để cho những chí tôn khác nhìn thấy đều muốn đỏ mắt vô cùng rồi. Người khác không biết phải phí bao nhiêu sức lực, kinh qua cái loại hung hiểm gì mới sẽ thu được chí tôn thần tài. Mà Lăng Tiếu liền dựa vào ba tấc lưỡi không nát liền kiếm được mười mấy thứ chí tôn thần tài, đây để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Lăng Tiếu cũng không phải là loại người lòng tham không đáy, sau khi chiếm được những ngô đồng quả, ngô đồng cành với ngô đồng diệp này thấy tốt liền thu lại, không hề có một muốn người rồi lăng tiếu còn cảm kích mà nói với ngô đồng ngô đồng lão gia tử liền là hào phóng vừa ra tay thật không phải như lục ông lão gia tử có thể so sánh được lão nhưng là tiểu khí vô cùng mỗi lần hướng lão muốn một chút gì đó đều ra sức khước từ ngô đồng nghe lời này càng thêm hài lòng rồi lô ra lão càng thêm hào phóng so với lục ông rồi khuôn mặt của lục ông bị tức đến càng thêm xanh rồi bất quá lão cũng không tốt nói nhiều cái gì miễn cho bị lăng tiếu biếm thành không đáng giá một đồng hôm nay lăng tiếu đã trưởng thành rồi lão nhưng không có ý, ý lại dám uy hiếp dù sao lăng tiếu mạnh hơn lão nhiều lắm địa vị của lão đã trở nên có thể có có thể không rồi bất quá lão vẫn quyết định chủ ý lại ở với lăng tiếu một đoạn thời gian nói không chừng lăng tiếu có thể tìm tới thủy nguyên thạch mộc thuộc tính đến lúc đó lão có thể mượn nó làm thổ nhưỡng giống như ngô đồng thụ nhất định có thể lại phục hồi thịnh danh của bất tử thụ lăng tiếu ở bên trong lục địa không gian này di chuyển một vòng lấy đi không ít hỏa vẫn thạch lại phát hiện có mấy gốc thần thảo có dính tinh huyết của Chu Tước thần thú, loại thần thảo này đối với thần vương mà nói nhưng là thần vật chân quý tuyệt đối, bên ngoài nhưng là có thần tinh cũng khó có thể mua được. Mục đích chuyến đi này của Lăng Tiếu đã đạt tới rồi, hắn đã muốn rời khỏi chỗ này, bởi vì hắn ở lại chỗ này đã không còn chuyện gì để làm, cũng tạm thời không muốn luyện đan ở chỗ này, hắn muốn mau chóng chạy về Thiên Long địa vực, đem khối thủy nguyên thạch hòa thuộc tính này hiến cho trong tộc rồi lại nói, tránh cho bọn họ lo lắng đồng thời hắn cũng muốn tiếp tục tìm hạ lạc của những thủy nguyên thạch khác, nhanh chóng hợp lại chín loại thủy nguyên thạch cứu ra lão tổ tông của hắn. Lăng Tiếu hướng Hạ Huyên Huyên đưa ra quyết định trở về, nhà đầu này như là cao hứng vô cùng. Thật tốt quá, ta cũng sắp ở chỗ này bị buồn bực chết rồi, chúng ta liền đi ra đi. Hạ Huyên Huyên nhảy lên kinh hô, tiếp theo nàng hướng Tiểu Chu Tức nói, "Tước Nhi tỷ tỷ chúng ta cùng đi ra ngoài chơi." Chỗ này dù là địa bàn của Chu Tức thần thú, nhưng mà không có nghĩa là chúng nó vĩnh viễn sống ở trong này, chúng nó cũng thỉnh thoảng ra ngoài niết bàn không gian đi dạo buông lỏng một chút cảm thụ hết thảy thế giới bên ngoài chỉ là lần này tiểu chu tước lại nói tiểu huyên huyên ngươi đi ra ngoài trước ta còn phải đợi mẫu thân trở về lại quyết định cũng là đại chu tước hiện tại đang ở thời kỳ đột phá mấu chốt tiểu chu tước lại như thế nào an tâm đi ra bên ngoài chơi được hạ huyên huyên lộ ra thần sắc không muốn nói tước nhi tỷ ta ta không nỡ rời ngươi sau khi đợi tước a di trở về ngươi nhất định phải cùng a di đến gặp ta Ừ, ta nhất định sẽ đi gặp ngươi. Tiểu Chu tước đáp, chỉ là ngừng một chút nó lại nói, ta trước hộ tống các ngươi đi ra ngoài, các ngươi đều không biết được đường ra, huống hồ các ngươi nếu là gặp phải những hỏa diễm thú kia liền phiền toái rồi. Đối với quyết định này, Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên không có lý do cự tuyệt, bởi vì bọn họ xác thật không biết được đường đi ra bên ngoài. Chỉ là lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là sau khi Tiểu Chu tước đưa bọn họ ra ngoài, lúc trở về gặp phải hỏa diễm thú thì làm như thế nào? cần biết những hỏa diễm thú kia nhưng là có tồn tại thập nhất dai cho dù tiểu chu tước đã đạt tới thập giai cao cấp rồi vẫn cùng chúng nó tranh lệch quá nhiều lăng tiếu do dự một hồi nói nếu như người hộ tống chúng ta đi ra ngoài sau đó trở về cũng là một cái phiền toái bằng không chúng ta chờ một chút có thể chu tước a ri cũng sắp trở về rồi yên tâm những hỏa diễm thú kia dù cường đại nhưng là ta cũng có biện pháp đối phó với chúng nó tiểu chu tước không sợ mà nói Lăng Tiếu tự nhiên biết đây là tôn nghiêm của Chu Tước Thần Thú, hắn cũng không dám thật để cho tiểu Chu Tước này mạo hiểm. Hạ Huyên Huyên cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, lập tức cũng tán đồng lời nói của Lăng Tiếu. Tước Nhi Tỷ, Đại Ca Ca nói cũng đúng, Tước A Di hẳn là sắp trở lại rồi, chúng ta chờ một chút cũng có thể đấy. Cuối cùng Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên tạm thời bỏ đi miệng đi ra ngoài, không có Đại Chu Tước Thần Thú hộ tống thủy chung không an toàn. Lăng Tiếu cũng không thể từ vấn đề của một mình hắn mà cân nhắc còn phải suy nghĩ cho an nguy của hạ huyên huyên cùng tiểu chu thức thần thú ở trong phiến không gian này nhàn nhã nhàm chán lăng tiếu cũng không muốn tiếp tục tu luyện cũng không muốn nghiên cứu trí tôn dược thần mà là bình tĩnh lại hảo hảo luyện đan vốn hắn không muốn nhanh như vậy thử luyện chế trí tôn thần đan nhưng mà thời gian bây giờ phát tiết vậy chỉ có thể luyện đan phát tiết nhàn hạ một chút rồi hắn cũng muốn tốt nhất có thể nhanh chóng luyện thành trí tôn thần đan đến lúc đó đi ra ngoài cũng thêm một cái thân phận kinh người cũng tốt hiệu triệu những nước khác đem thủy nguyên thạch đến trao đổi. Ở lúc Lăng Tiếu rời khỏi Dược Minh công hội, thì nhị điện chủ Liên Hạo công kia đã cho hắn một cái không gian giới, bên trong đó có một ít chí tôn thần tài. Những chí tôn thần tài này nhưng là tính toán để cho Lăng Tiếu dùng khi đột phá chí tôn. Hôm nay vừa lúc để hắn dùng đến thử luyện chế đan dược chí tôn tuyệt phẩm một chút. Lăng Tiếu dù có truyền thừa của chí tôn dược thần, nhưng mà ở lúc hắn luyện chế cũng không khỏi không cẩn thận, sợ luyện hủy một gốc chí tôn thần tài, đây nhưng là đỉnh cấp thần vật nhưng muốn tìm điều tìm không được. Rốt cuộc ở sau nhiều lần thất bại, Lăng Tiếu cũng là may mắn mà luyện chế ra một khỏa trí tôn tuyệt phẩm đan dược chân chân chính chính. Một khỏa này cũng không phải là trí tôn thần đan để tăng lên thực lực của trí tôn, mà là đan dược tương đối bình thường ở trong trí tôn tuyệt phẩm. Đây chủ yếu là trí tôn thần tài ở trong tay Lăng Tiếu không nhiều lắm, cũng không thể luyện trí ra trí tôn thần đan càng tinh phẩm hơn. Hắn có thể thành công mà ngưng đan đã là vô cùng tốt rồi cũng để cho hắn trở thành một gã trí tôn dược thần chân chân chính chính ở trên thiên vực có vinh diệu cùng lực hiệu triệu trí cao vô thượng chớp mắt đã trôi qua hơn nửa năm đại chu tước thần thú như cũ không thấy trở về lăng tiếu cùng hạ huyên huyên đã là đợi đến có chút không nhịn được nữa rồi xong một ngày này tiểu chu tước rốt cuộc là mang đến tin tức tốt cho bọn họ đại chu tước rốt cuộc ở trên đường trở về rất nhanh liền trở lại chỗ này lăng tiếu cùng hạ huyên huyên cũng rốt cuộc là trở nên cao hứng đại chu tước thần thú trở về chứng tỏ bọn họ có thể rời khỏi chỗ này trở lại thiên vực ước chừng sau một tháng đại chu tước thần thú rốt cuộc là về đến khí thế của nó như thiên hỏa thế đại trướng triệt để bày ra khí thế của hỏa thần chi uy ô ô nó đầu tiên là kinh khiếu lên mấy tiếng cùng tiểu chu tước ở một chỗ cộng vũ bày ra y vui mừng khi gặp lại sau đó nó mới hướng về phía lăng tiếu cùng hạ huyên huyên bay lướt tới đối mặt với đầu đại chu tước thần thú này Lăng Tiếu cơ hồ là có một loại vọng động muốn chiến với nó một trận, nhưng mà vừa nghĩ tới tranh lệch với nhân gia xa như vậy liền bỏ đi ý niệm này, bằng không chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đại Chu Tức thần thú đầu tiên là chào hỏi Hạ Huyên Huyên một tiếng, tiếp theo nó lại hướng Lăng Tiếu phun ra một quả hạt châu. "Lăng Tiếu, đây là lễ vật cho ngươi, hy vọng sau khi ra ngoài nhất định phải để cho Hỏa Kỳ Lân cùng ta nhất khởi diệt Kim Ô nhất tộc." Đại Chu Tức thần thú nói. Lăng Tiếu nhìn hạt châu ở trước mắt này rõ ràng là Niết Bàn Thiên Hỏa châu kia, đây, đây làm sao có thể? Nó, nó không phải là bị ngươi hấp thu sao? Lăng Tiếu kinh ngạc mà nhìn Niết bàn Thiên Hỏa Châu này nói. Đại Chu Tước thần thú nói, ta chỉ là hấp thu đại bộ phận tinh hoa của nó mà thôi, nó còn ẩn chứa không ít tinh hoa, so sánh với Hỏa Châu ở trong thức hải của ngươi yếu nhược hơn một chút, chỉ cần nó có thể tiếp tục ở lại chỗ này, sự trưởng thành của nó tuyệt đối so sánh với ở trong thức hải của ngươi càng nhanh hơn, nếu như ngươi không cần, ta nhưng để lại cho nữ nhi của ta. Niết bàn thiên hỏa châu kia muốn trốn nhưng mà lại bị lực lượng của đại chu tước, giam cầm đến xích sao, căn bản là không di chuyển được. Lăng tiếu không nghĩ đến Niết bàn thiên hỏa châu, mà trước đó hắn một mực khát vọng cư nhiên vẫn còn, chỉ là bị hút ra đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là một khỏa trí bảo nghịch thiên hiếm có. Muốn, vì cái gì mà không muốn? Lăng tiếu lập tức đem khỏa Niết bàn thiên hỏa châu kia bắt vào trong tay, nó muốn vùng vẫy bay đi. Nhưng mà thực lực của lăng tiếu xưa đâu bằng nay, mà thực lực của nó lại là đã bị giảm mạnh muốn trốn tự nhiên là không thể nào lăng tiếu nhìn đại chu tước thần thú nói yên tâm như ý nguyện của ngươi ta liền mang ngươi đi gặp huynh đệ hỏa ký lân của ta về phần nó có nguyện ý cùng ngươi diệt kim ô nhất tộc hay không chính là chuyện của các ngươi rồi đại chu tước cho hắn niết bàn thiên hỏa châu này chính là vì lời hứa này của hắn lăng tiếu tự nhiên sẽ không thất tín với nó tốt lắm ngươi đã nhận được thứ ngươi cần rồi chúng ta liền đi ra khỏi đây đại chu tước thần thú cũng là lôi lệ phong hành vừa trở về liền định đưa đám người Lăng Tiếu đi ra ngoài. Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên tự nhiên là vui mừng chí cực, bọn họ đã muốn sớm rời khỏi rồi. Ở trước lúc rời đi, Lăng Tiếu vẫn cùng Ngô Đồng Thụ Linh từ biệt, đồng thời cũng hỏi Lục ông có muốn lưu lại hay không. Lục ông tự nhiên là không muốn lưu lại, ở trong hỏa vực không gian này căn bản là bất lợi cho tu hành trưởng thành của lão. Ngược lại là Ngô Đồng hết sức không nỡ rời Lăng Tiếu, lại đem Lăng Tiếu làm thành chi kỷ, đều hận không được cùng Lăng Tiếu đi ra bên ngoài dạo một chút nhưng mà lão cũng biết hiểm ác của thế gian bên ngoài cũng sẽ không thật cùng lăng tiếu đi ra ngoài ở trước lúc ly biệt ngô đồng lại cho lăng tiếu một ít ngô đồng quả ngô đồng canh cùng với ngô đồng diệm coi như là kết giao nhân loại lăng tiếu này thành bạn vong nghiên rồi lăng tiếu tự nhiên là sau một phen than thở hoàn toàn không khách khí mà thu lại một lần từ biệt này hắn không biết đến năm nào tháng nào lại gặp Chí tôn thần tài của ngô đồng thụ này cũng không thể bỏ sót rồi rốt cục phải rời khỏi niết bản không gian cũng như lúc đến, đại chu tức thần thú trở lăng tiếu, hạ huyên huyên cùng với tiểu chu tức rời khỏi phiến không gian này. Tốc độ của đại chu tức thần thú rõ ràng đã nhanh hơn trước mấy chục lần, nó như một đoàn ánh sáng lướt qua hỏa vực vậy, nó đi đến đâu những hỏa diễm kia rõ ràng tách ra hai bên, dọn ra cho nó một con đường để nó tự do phi hành. Lăng tiếu muốn không kinh ngạc cũng không được. Đại chu tức thần thú này rốt cục có thể tùy tâm sử dụng khống chế những hỏa diễm này, lô hỏa thuần thanh rồi. Thật không hổ là hỏa thần chi thể. Dùng loại tốc độ này của Chu Tước muốn xuyên thẳng qua phiến Hỏa vực này, trở về Thiên vực chỉ sợ phải mất 2-3 tháng mới có thể. Ở trên đường bọn hắn lại một lần nữa gặp được những Hỏa Diễm thú kia chỉ là, chia tay 3 ngày đã phải lo mắt mà nhìn, Đại Chu Tước thần thú và Tiểu Chu Tước thần thú thực lực đại trưởng, chúng đều không muốn buông tha cho những sinh vật ở chỗ này xâm chiếm địa bàn chúng. Vì vậy hai đại thần thú liền tiến hành một hồi đại càn quét, với những Hỏa Diễm thú này, diệt sát không ít Hỏa Diễm thú, đồng thời cũng cắn nuốt không ít thú đan Hỏa Diễm thú. Những thú đan này đối với đại chu thức thần thú cũng không là gì, nhưng đối với tiểu chu thức thần thú lại là một liều thuốc bổ cực lớn. Mặt khác, lăng tiếu cũng gia nhập vào chiến đấu, chém hai đầu hỏa diễm thú thập nhất dài đê dài. Đối với thực lực trước mắt cảm thấy tương đối thỏa mãn. Ở trong quá trình này, lăng tiếu không khỏi lại thu đi một tí cực phẩm thần tinh coi như tiền lãi. Nhưng mà khiến hắn kinh hỉ nhất chính là, trong địa bàn hỏa diễm thú này hắn phát hiện ra một khối thủy nguyên thạch, so với khối thủy nguyên thạch trước nhỏ hơn gấp đôi. Niết không gian có thủy nguyên thạch là sự thật mà mọi người đã sớm biết, mà Hạ Huyên Huyên cũng đã sớm nói qua trong địa bàn, mà hỏa diễm thú chiếm lĩnh cũng có thủy nguyên thạch. Lúc trước, hắn cho là khối thủy nguyên thạch hắn phát hiện kia là của hỏa diễm thú, nhưng giờ xem ra khối thủy nguyên thạch này mới là thủy nguyên thạch mà hỏa diễm thú chiếm giữ. Thủy nguyên thạch xem như đỉnh cấp trí tôn thần tài, loại thần vật này không ai chê cả, Lăng Tiếu tự nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Có khối thủy nguyên thạch này rồi, ngày sau Át hẳn sẽ có tác dụng rất lớn đối với hắn nếu quả thật có một ngày có thể chữa trị thủy nguyên lực của huyền linh đại lục khôi phục bổn nguyên lực lượng và thiên địa linh khí như vậy thì tiếu ngạo cung vẫn là thực lực cự đầu ở đó đến lúc đó để thủy nguyên thạch này trấn trong tiếu ngạo cung liền có thể gia tăng thêm nội tình của tiếu ngạo cung bồi dưỡng được càng nhiều cường giả hơn nữa lăng tiếu cũng không khỏi đắc ý nói vài tiếng chuyến này thu hoạch tương đối khá thu hoạch tương đối khá sau khi diệt đi không ít hỏa diễm thú cao dai đại chu tước thần thú liền đình chỉ tàn sát bừa bãi nó rõ ràng không đuổi tận giết tuyệt. Về sau, Lăng Tiếu mới hiểu được những hỏa diễm thú này là địch nhân của nó không sai, nhưng mấy con cao đẳng dai đều đã bị diệt hết, còn lại cũng không đủ gây sợ, đợi đến khi thực lực chúng lại tăng lên sẽ để tiểu Chu Tước lại đến thu thập chúng. Đây cũng là đối thủ mà đại Chu Tước, thần thú đặc biệt lưu lại để khảo nghiệm tiểu Chu Tước, chiến thắng chúng, nuốt thú đan của chúng sẽ khiến thực lực tiểu Chu Tước đại trướng. Đương nhiên, đó chẳng qua chỉ là suy đoán của Lăng Tiếu, hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến dụng ý của Chu Tước Thần Thú làm gì. Hơn 2 tháng sau, dưới tốc độ phi hành khủng bố của Đại Chu Tước Thần Thú, rốt cục cũng đã ra ngoài Niết Không Gian, gặp lại Nhật Nguyệt, gặp lại núi rừng, gặp lại vạn thú. Loại cảm giác này quả nhiên là vô cùng thoải mái. Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên đều nhịn không được kinh hô lên, bọn hắn hít một hơi thật sâu linh khí bên ngoài, chỉ cảm thấy vẫn là ở thiên vực càng khiến người vui sướng hơn. Đi thôi, chúng ta lập tức quay về gặp gia gia của ngươi, miễn cho hắn lo lắng. Lăng Tiếu nói với Hạ Huyên Huyên. Hạ Huyên Huyên vui vẻ gật gật đầu nói, ân, chúng ta về đi về gặp Gia Gia, bất quá. Hắn khẳng định sẽ hỏi ta Thủy Nguyên Thạch, ta cũng không có để cho hắn. Ha ha, yên tâm đi, lần này trở về ta sẽ đưa cho Gia Gia người một ít lễ vật, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Lăng Tiếu cười nhạt nói, dùng tốc độ của Chu Tước Thần Thú quay về vạn thú sơn mạch. Chỉ mất không đến 3 ngày, so sánh với trước kia nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần thực lực cảnh giới tăng lên, tốc độ dĩ nhiên sẽ tăng lên, thực lực cường đại mới thật sự là vương đạo. Đổi lại Lăng Tiếu toàn lực phi hành, hắn cũng không thể đạt tới tốc độ như chu tốc được, dù sao thực lực cũng kém nhau quá xa. Không sai biệt lắm 4 năm, Vạn Thú Sơn mạch cũng không có thay đổi gì. Chắc hẳn trận chiến giữa Viêm tộc và Vạn Thú minh vào 4 năm trước, cũng không gây ra quá nhiều gợn sóng. Ở trong đó tự nhiên không thoát khỏi quan hệ đến việc Độc Cô Tấn, tọa trấn nơi này rồi. Trong truyền thuyết hắn có được hai đầu biến dị thánh thú thập nhất giai cao giai làm chỗ dựa, cho dù là viêm tộc muốn xâm phạm cũng phải hảo hảo suy nghĩ cẩn thận mới được. Lúc bọn hắn vừa về đến chỗ của Hạ Huyên Huyên, thì Độc Cô Tấn đã lập tức hiện thân. Hắn vẫn như trước, bất quá giữa hai đầu lông mày lộ ra thêm vài phần sầu lo, hiển nhiên là đang bị chuyện gì đó làm phiền não rồi. Bất quá, lúc hắn trông thấy Hạ Huyên Huyên vẫn thoải mái cười nói, tiểu nha đầu lần này trở về còn sớm hơn tưởng tượng. Nhìn vẻ quan tâm nồng đậm của hắn đối với Hạ Huyên Huyên, Quả nhiên là yêu mến Hạ Huyên Huyên thật tâm. Đương nhiên ra ra, tước A Di thực lực đại trướng, tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Hạ Huyên Huyên đối với độc cô Tấn không hề có chút để phòng nói. Nàng cũng coi độc cô Tấn là người mà mình ý nhiệm nhất, ở trong lòng địa vị song song với Lăng Tiếu. Độc cô Tấn và Hạ Huyên Huyên sau khi nói vài câu, ánh mắt dừng lại ở trên người Lăng Tiếu, ánh mắt có chút nhảy lên. Lăng Tiếu cười tiến lên hơi cúi người với độc cô Tấn hô, bái kiến lão gia tử lúc trước hắn thật muốn cùng hạ huyên huyên nhận thức ra ra tiện nghị này nếu thế thì hậu trường của mình sẽ cứng rắn hơn nhiều không ngờ độc cô tấn lại không tiếp thụ đề nghị của hắn cho nên hắn cũng chỉ có thể gọi độc cô tấn là lão gia tử thôi không nghĩ tới tiểu tử người nháy mắt đã đạt đến một bước này, lão phu lúc trước đạt tới một bước này đã bỏ ra trọn vẹn một vạn năm nghìn năm chậm hơn ngươi cả trăm lần thật sự là người so với người thức chết người độc cô tấn cảm khái ngàn vạn nói lăng tiếu khiêm tốn nói cũng chỉ là có chút may mắn thôi Tiếp theo, trong tay hắn nhiều ra hai khỏa ngô đồng thụ, hai cành ngô đồng chi cùng hai mảnh ngô đồng diệp đưa tới trước độc cô tấn nói, lão gia tử, chút lễ vật nhỏ này xem như vãn bối hiếu kính ngài, cảm tạ ngươi nhiều năm qua một mực chăm sóc dạy bảo huyên huyên, xin ngài không nên ghét bỏ. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Độc cô tấn lão mục đỏ lên, lập tức thấp tất cả thần vật qua. Hảo tiểu tử, lúc trước huyên huyên tiến vào trong niết không gian, cũng chỉ được chu tước thần thú cho nàng một khoảng ngô đồng thụ thôi tiểu tư ngươi không ngờ ngay cả ngô đồng chi và ngô đồng diệp cũng lấy tới hơn nữa khẳng định không chỉ có chút ấy thật sự là rất có nghề độc cô tấn cuối cùng nhịn không được nữa tán dương lăng tiếu lăng tiếu đáp nếu không phải huyên huyên và chu tước thần thú dẫn ta đi vào ta cũng khó mà có được cơ duyên bực này ta rất cảm kích các nàng quả thực nếu không có hạ huyên huyên hắn cũng sẽ không được chu tước thần thú dẫn đường đi vào cũng sẽ không thuận lợi khiến hắn đạt được thủy nguyên thạch Ngô Đồng thần tài cùng với đột phá tới cảnh giới hiện giờ. Nếu lúc trước hắn mạo muội một người đi vào Niết Không Gian, không nói có gặp phải hỏa diễm thú hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ mất phương hướng, trong gió không biết lúc nào mới có thể trở ra được. Ân, những lời này cũng không cần nói nhiều, ngươi có thể ghi ở trong lòng là tốt rồi, ngươi tới đây một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Độc Cô Tấn không muốn đi hỏi cơ duyên của Lăng Tiếu, có một số việc căn bản không thể hâm mộ được. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, theo Độc Cô Tấn đi đến bên kia. Hạ Huyên Huyên cũng thức thời quay về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Độc Cô Tấn đưa lưng về phía Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở dài nói, "Viêm tộc định tuyên chiến với vạn thú minh ta." Lăng Tiếu nghe ra được ngữ khí của Độc Cô Tấn tựa hồ không có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là vì trận chiến 4 năm trước sao? Lăng Tiếu có chút lo lắng hỏi thăm. Nếu Viêm tộc và Vạn thú Minh toàn diện khai chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, Vạn thú Minh nhất định sẽ nguyên khí đại thương, mà Hạ Huyên Huyên cũng sẽ bị liên quan đến. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Hạ Huyên Huyên lắm, có chu Tất thần thú ở đó, ngoại trừ đỉnh cấp trí tôn ra không ai có thể làm gì được nàng. Hắn chỉ là không muốn Hạ Huyên Huyên mất đi chỗ dựa vạn thú minh này thôi. Dù sao nàng từ nhỏ lớn lên chỗ này, nhất định sẽ có cảm tình, đến lúc đó nàng không lý nào sẽ một mình chạy trốn cả. Trận chiến 4 năm trước chẳng qua chỉ là dây dẫn nổ, ta vốn cho rằng bọn họ sẽ vì thủy nguyên thạch mà hướng chúng ta chịu thua, đáng tiếc ta vẫn đánh ra thấp tâm huyết những người cổ tộc này bọn hắn rõ ràng ở bên ngoài vạn thú sơn mạch bắt đầu phong sát người và lính thú của vạn thú minh chúng ta chúng ta tự nhiên không thể nuốt xuống cơn tức này bởi vậy đã phát sinh không ít xung đột độc cô tấn giải thích nói tiếp theo hắn còn nói bọn hắn đến địa bàn chúng ta tự nhiên sẽ không chiếm được chỗ tốt cái này cũng khiến viêm tộc bắt đầu quyết liệt với vạn thú minh chúng ta bọn hắn đang triệu hoán đội ngũ tiến hành thảo phạt vạn thú minh đấy tình thế thật sự khẩn trương như vậy lăng tiếu nhíu thoáng lông mày nói Độc cô tấn cười khổ một tiếng, còn khẩn trương hơn ngươi tưởng nhiều. Một tháng sau viêm tộc muốn phát động tiến công vạn thú minh ta rồi. Tiếp theo, độc cô tấn liền nói một ít động thái gần đây của viêm tộc cho lăng tiếu nghe. Lăng tiếu mới ý thức thì ra chuyện đã đến mức không thể nào vãn hồi rồi. Viêm tộc có một gã trí tôn dược thần, còn có một gã trí tôn thần khí sư, phía dưới còn có không ít thần dược sư và thần khí sư, lực triệu hoán của bọn hắn ở thiên tước địa vực quả thật phi thường khổng lồ. Còn nữa viêm tộc là đệ nhất cổ tộc trong thiên tước địa vực, có biết bao nhiêu người muốn muốn gia nhập vào thế lực của bọn hắn chứ? Cho nên, bọn hắn triệu hoán thiên hạ, người nguyện cùng bọn họ thảo phạt vạn thú minh sẽ trở thành thượng tân của viêm tộc, có thể được bọn hắn ban cho thần đan, thần khí. Lúc viêm tộc bắt đầu công khai lên án vạn thú minh, đã có không ít tán tu, dòng binh, thậm chí là một ít thế lực từng có kết giao với viêm tộc đều tập kết lên, tổng cộng có gần 20 vạn đại quân tề tụ ở viêm thành. Độc cô Tấn đã sớm thông qua các thủ đoạn biết rõ viêm tộc, Quả thật tập kết được 20 vạn đại quân, mỗi một người đều có tu vị ngoài thánh giả cả. Trong mắt hắn tuy là đám ô hợp, nhưng đối với những người khác trong vạn thú minh tuyệt đối là một uy hiếp cực lớn. Tuy nói bọn hắn có thể có vài chục vạn linh thú làm chỗ dựa, nhưng đệ tử vạn thú minh cũng chỉ có chừng hơn 2.000 người thôi. Nếu như những người này bị điên, vậy thì linh thú đại quân sẽ không còn uy hiếp gì nữa rồi. Hôm nay chỉ đợi viêm tộc ra lệnh một tiếng, những người này sẽ từ viêm thành giết đến vạn thú minh bọn hắn chỉ là hiện giờ tạm thời còn chưa có động tĩnh bởi vì viêm tộc đã bắn tiếng với vạn thú minh rồi chỉ cần vạn thú minh đáp ứng điều kiện của hai người bọn họ viêm tộc sẽ bỏ qua chuyện thảo phạt vạn thú minh điều kiện thứ nhất là vạn thú minh phải gả thiên nữ hạ huyên huyên cho thần dược sư trẻ tuổi nhất viêm tộc viêm dương làm vợ điều kiện thứ hai chính là vạn thú minh phải giao ra thủy nguyên thạch hòa thuộc tính để làm của hồi môn cho hạ huyên huyên chỉ cần đáp ứng hai điều kiện này viêm tộc sẽ bỏ qua việc tuyên chiến với vạn thú minh nếu không, nhất định sẽ san bằng vạn thú sơn mạch. Cùng lúc đó, rất nhiều chí tôn thủy lão viêm tộc đều đã xuất quan, hơn nữa tìm đến bằng hữu chí tôn thủy thần ở các nơi đến đây trợ trận, tất phải bắt cho được vạn thú minh đệ nhất nhân độc cô tấn. Mặc kệ viêm tộc có năng lực như thế hay không, nhưng rất nhiều động thái đã cho thấy nếu như người vạn thú minh không đáp ứng hai điều kiện này, giữa viêm tộc và vạn thú minh nhất định phải có một trận chiến. Hôm nay cách thời gian khai chiến còn không đến một tháng, trong một tháng này vạn thú minh nếu không chịu thua viêm tộc, vậy thì đại chiến nhất định sẽ khó tránh khỏi. Sau khi nghe độc cô Tấn nói xong, lăng tiếu cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao hắn lại u sầu. Chuyện này quả thật liên quan đến sinh tử tổn vong của vạn thú minh, hơi không cẩn thận nhất định sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục ngay. Cho dù lăng tiếu không có quan hệ gì với vạn thú minh, nhưng sau khi hắn nhận biết hạ huyên huyên, kỳ thật đã nhiều hơn một tầng liên quan gián tiếp rồi. Độc cô Tấn nói việc này, cho hắn biết chính là vì để cho hắn cùng tồn vong với vạn thú minh hay là bảo hắn mang hạ huyên huyên cao chạy xa bay đây lăng tiếu còn chưa hỏi tới độc cô tấn nói ra ý của mình người mang huyên huyên quay lại thiên nguyên địa vực đi thôi lăng tiếu không nghĩ tới độc cô tấn rõ ràng làm ra quyết định này có thể thấy trong lòng hắn hạ huyên huyên quả thật chiếm một vị trí phi thường trọng yếu việc này không thể khác sao lăng tiếu hỏi độc cô tấn cười khổ nói người vạn thú minh ta mặc dù không nhiều lắm nhưng lại có được thiên thiên vạn vạn linh thú, nếu viêm tộc khai chiến với chúng ta, bọn hắn nhất định phải trả một cái giá thảm trọng, bọn hắn sở dĩ tạo ra thanh thế lớn như thế mục đích chính là muốn vạn thú minh, cúi đầu xưng thần. Dừng một chút hắn hừ lạnh nói, lão bất tử viêm tộc nghĩ thật hay, ta định như hắn mong muốn, tử chiến đến cùng với viêm tộc, xem bọn hắn có quyết tâm như vậy hay không. Lăng Tiếu nghe rõ, Độc Cô Tấn không phải một người nguyện ý tùy tiện nhận thua cúi đầu, hắn cho dù bại cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hai điều kiện này của viêm tộc. Chí tôn thủy thần có tôn nghiêm của mình, có thiết cốt của mình, tình nguyện chết trận cũng không muốn cùi đầu thần phục người khác. Lăng tiếu không khỏi có chút bội phục độc cô tấn. Đổi lại là hắn đứng trên lập trường của độc cô tấn cũng tuyệt đối không lùi bước. Viêm dương là ta cứu, có lẽ ta có thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Lăng tiếu do dự một chút nói. Viêm dương là bằng hữu của hắn, nhưng hạ huyên huyên mới là muội muội hắn, nếu như hai phe thật sự khai chiến, hắn đương nhiên là đứng bên vạn thú minh rồi, nhưng hắn không hề hy vọng nhìn thấy kết quả này. Độc cô Tấn lắc đầu nói, chuyện tới nước này đã không phải do tiểu tử kia làm chủ nữa, đây là quyết định của toàn viêm tộc, càng là quyết định của lão tổ tông bọn hắn, há có thể vì một thần dược sư mà thay đổi lập trường chứ. Lăng tiếu lại cảm thấy độc cô Tấn nói rất có lý, nhưng hắn lại không cam lòng như vậy. Ai biết độc cô Tấn cười lạnh nói, người có thể yên tâm, viêm tộc xâm phạm vạn thú minh ta, bọn hắn cũng sẽ phải trả một cái giá thảm trọng, đừng cho là vạn thú minh chúng ta không có bằng hữu trợ giúp. Tiếp theo hắn lại nói, ngươi chỉ cần đáp ứng ta hiện giờ mang theo Huyên Huyên, tạm thời rời khỏi thiên tức địa vực là được, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nàng bị tổn thương gì phải không? Lăng Tiếu biết rõ hắn không có lựa chọn, hắn không muốn lưu lại cùng tồn vong với Vạn Thú Minh, bởi vì hắn và Vạn Thú Minh quan hệ không lớn, cho nên hắn cũng không thoái thác, định mang Hạ Huyên Huyên rời khỏi nơi này, để miễn cho nàng bị tổn thương. Về phần về sau lúc nàng biết rõ viêm tộc và vạn thú minh, đánh nhau sẽ lại nghĩ biện pháp trấn an nàng sau. Chỉ là lăng tiếu trung quy vẫn không cam lòng rời đi như vậy, hắn muốn đi dò xét ý viêm dương một chút, xem có thể khiến viêm tộc và vạn thú minh biến chiến tranh thành tơ lụa hay không. Lăng tiếu muốn lập tức mang hạ huyên huyên rời khỏi vạn thú minh, hạ huyên huyên lại có chút khó hiểu nhìn lăng tiếu nói, đại ca ca chúng ta vừa trở về sao lại sốt ruột đi thiên nguyên địa vực thế. Ta muốn gặp ra ra trước đã rồi mới rời đi. Lăng Tiếu cười nói, Huyên Huyên, ta muốn vội vã đưa Thủy Nguyên Thạch về, ngươi không muốn ở với đại ca ca mấy ngày này sao? Đợi đến khi ta đưa Thủy Nguyên Thạch, về thiên nguyên địa vực sẽ cùng người quay về thăm gia gia có được không? Đôi mắt dễ thương của Hạ Huyên Huyên nhìn Lăng Tiếu chớp chớp nói, đại ca ca ngươi không cần nói dối, trong thú minh có nguy cơ ta đã biết rồi, ta sẽ không cùng ngươi quay về thiên nguyên địa vực đâu, ta muốn ở cùng một chỗ với gia gia. Dừng chút nàng còn nói, ngươi không phải nói ta phải hiếu kính gia gia nhiều chút sao? ta sao có thể vứt bỏ hắn một mình được lăng tiếu thoáng cái ngây ngẩn cả người hắn không ngờ tới hạ huyên huyên lại biết vạn thú minh gặp nguy hiểm huyên huyên ngươi làm sao mà biết được lăng tiếu phi thường khó hiểu hỏi thăm hắn nói chuyện với độc cô tấn không phải một thần vương như nàng có thể nghe lén được nhưng nàng lại biết tin tức này không thể không khiến lăng tiếu cảm thấy giật mình hạ huyên huyên nhàn nhạt đáp đại ca ca tất cả linh thú ở chỗ này đều là bằng hữu của ta ta vừa về đến chúng đã nói những chuyện xảy ra gần đây cho ta rồi cho nên ta mới biết được. Lăng Tiếu giờ mới rõ, xem ra trong vạn thú sơn mạch này đều có tai mắt của Hạ Huyên Huyên, tiểu nha đầu này mặt ngoài thoạt nhìn ngây thơ chất phác, không có tâm cơ gì, nhưng nàng quả thực đã trưởng thành, biết rõ lợi dụng ưu thế của mình để làm ra ít bố trí. Lăng Tiếu ôn nhu nói, nếu ngươi đã biết, vậy thì nên hiểu rõ nỗi khổ tâm của đại ca ca, gia gia của ngươi cũng không hy vọng ngươi lưu lại ảnh hưởng đến hắn. Ngươi vẫn nên cùng ta quay về Thiên Nguyên địa vực đi thôi." Hạ Huyên Huyên quật cường lắc đầu nói, đại ca ca, gia gia một tay nuôi ta lớn, chính là gia gia của ta, sao ta có thể một mình chạy trốn, để mình hắn ở lại đây được. Huống chi ta còn nhiều bằng hữu linh thú như vậy, ta không hy vọng chúng đều chết hết, ta muốn lưu lại cùng chiến đấu với chúng. Lăng Tiếu từ trong ánh mắt của Hạ Huyên Huyên nhìn ra quyết tâm của nàng, thấy được một mặt quật cường của nàng. Lăng Tiếu biết rõ cho dù tiếp tục khuyên Hạ Huyên Huyên, chỉ sợ cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, trừ phi hắn ra tay đánh nàng ngất xỉu rồi mang đi, chỉ là hắn lại không phải làm như vậy huyên huyên ta có một biện pháp có lẽ có thể khiến viêm tộc không chiến mà bại ngươi có muốn cùng đại ca ca đi thử một lần không lăng tiếu do dự một chút nói thật vậy chăng đại ca ca ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ hạ huyên huyên mang theo vẻ nghi hoặc nói lăng tiếu gật đầu nói đương nhiên ta sao lại lừa ngươi được ngươi trước hãy nghe ta nói ngay sau đó lăng tiếu liền nói kế hoạch của hắn cho nàng nghe nhà đầu kia quả nhiên đã bị hắn thuyết phục lúc này có chút hưng phấn nói đại ca ca làm như vậy thật sự có thể giải quyết uy hiếp của vạn thú minh sao? Lăng tiếu khẳng định gật gật đầu nói, nếu như như vậy cũng không thể khiến viêm tộc kiêng kỵ thì cũng không còn cách nào nữa, đến lúc đó ta với ngươi cùng nhau lưu lại, giúp gia gia của ngươi một tay. Tốt, chúng ta lập tức chiếu theo kế hoạch của đại ca ca đi làm, nhất định phải khiến viêm tộc biết khó mà lui mới được. Hạ huyên huyên nắm chặt nắm đấm tin tưởng mười phần nói. Lăng tiếu cùng hạ huyên huyên định ra kế hoạch, lập tức mang theo hai đầu chú tức thần thú rời khỏi vạn thú minh độc cô tấn ở trên chín tầng trời nhìn thân ảnh bọn hắn rời đi nhẹ nhàng thở dài một hơi cháu gái ngoan hy vọng ra già còn cơ hội gặp lại ngươi độc cô tấn đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết người vạn thú minh bọn hắn gần đây không liên hệ với những người khác nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có minh hữu đáng tin cậy tất cả mọi người không rõ ràng lắm giao tình sâu nhất với vạn thú minh thật ra chính là một cổ tộc khác của thiên tước địa vực cổ tộc độc cô tấn đã liên hệ với cổ tộc một khi viêm tộc thực muốn khai chiến với vạn thú minh cổ tộc bọn hắn sẽ từ bên ngoài tiến hành bao vây người viêm tộc đến lúc đó thế tất sẽ khiến viêm tộc trả giá thảm trọng đương nhiên những chuyện này cũng không phải là lăng tiếu và người viêm tộc có thể biết được độc cô tấn bảo lăng tiếu mang hạ huyên huyên rời đi cũng chỉ là để ngừa vạn nhất thôi chỉ là hắn lại không ngờ tới lăng tiếu và hạ huyên huyên lại làm ra một chuyện oanh động cả thiên thức địa vực ở viêm thành trong thành đã tụ tập đủ loại hào kiệt bọn hắn có dòng binh có tán tu có người các thế lực thực lực đều không dưới cảnh giới thánh giả mảng lớn bóng người rậm rạp chằng chịt nhìn sơ qua cũng có chừng hơn 10 vạn người những người này chính là người sau khi viêm tộc hiệu triệu thảo phạt vạn thú minh đã lục tục đến đây tập kết bọn hắn đều muốn đạt được phong thưởng của viêm tộc hoặc được viêm tộc nhìn chúng có thể gia nhập viêm tộc đương nhiên trong đó khẳng định cũng không ít người muốn đục nước béo cò những người này đang lặng yên chờ một tháng trôi qua đến lúc đó liền có thể hạo hạo đáng đáng tiến vào vạn thú sơn mạch trắng trợn giết chóc rồi. Trong viêm tộc, tất cả viêm tộc đều đã mài tốt đao, đều muốn khai chiến với vạn thú minh. Bởi vì viêm tộc bọn hắn vào 4 năm trước phái ra ba gã trí tôn, 10 tên bán thủy thần cùng với 300 viêm vệ, tiến đến vạn thú sơn mạch, cuối cùng chỉ có ba gã trí tôn, cùng với bốn gã bán thủy thần và một số viêm vệ trở về được, những người còn lại đều bỏ mạng tại vạn thú sơn mạch. Đây là sỉ nhục của viêm tộc bọn hắn, là tổn thất cực lớn với viêm tộc. Cho nên, bọn hắn một mực đều muốn tìm cơ hội trả thù vạn thú minh. Sau đó, sau khi trải qua nhiều lần va chạm, lão tổ tông viêm tộc bọn hắn rốt cục cũng lên tiếng, muốn khai chiến với vạn thú minh. Sau khi tin tức này truyền ra, mọi người viêm tộc đều chấn phấn, muốn diệt tuyệt vạn thú minh trả thục cho các tộc nhân viêm tộc đã vẫn lạc. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết vạn thú minh không dễ đối phó, đây chính là siêu cấp thế lực có thể cùng viêm tộc nổi danh, bọn hắn không thể không dốc hết tất cả lực lượng đi đối phó mọi người viêm tộc đều đã làm tốt chuẩn bị trước chiến tranh chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể chỉ huy đại quân sông vào vạn thú sơn mạch viêm thiệu khang viêm tộc lão tổ tông là một nhân vật kiệt xuất cùng thời với độc cô tấn là một trong các nhân vật được tôn sùng nhất tại thiên thức địa vực thực lực của hắn trong viêm tộc cũng không phải cường đại nhất chỉ là trung giai trí tôn đỉnh phong nhưng địa vị trong tộc lại cao nhất bởi vì hắn còn có danh xưng dược thần là một trong vài trí tôn dược thần tại thiên vực danh tiếng chấn động khắp nơi lần này quyết định khiêu chiến với vạn thú minh, hắn quả thật cũng không mong muốn lắm. Vạn thú minh nhân số tuy ít, nhưng nguyên một đám đều có khống thú chi năng, có thể lấy một địch trăm, bọn hắn muốn hạ vạn thú minh tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng tất cả cao tầng trong tộc đều yêu cầu xuất chiến với vạn thú minh, hắn cũng không thể không tỏ thái độ đồng ý, bởi vì hắn cũng hy vọng có thể cướp khối thủy nguyên thạch, kia của độc cô tấn đến tay. Trong viêm tộc bọn hắn cũng không phải không có thủy nguyên thạch, mà là thủy nguyên thạch trong tộc bọn hắn quá nhỏ, Thủy nguyên lực tụ đến quá ít, đã sớm bị người đột phá cảnh giới trí tôn trong tộc hấp thu khiến càng ngày càng nhỏ rồi. Những năm này bọn hắn vẫn tìm kiếm khắp thiên vực, nhưng không tìm ra một khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính nào cả. Cái này khiến bọn hắn vô cùng sốt ruột. Nếu như không có thủy nguyên thạch như vậy bán thủy thần của viêm tộc bọn hắn muốn vượt qua một bước kia sẽ cực kỳ gian nan cho nên bọn hắn biết rõ thiên nữ vạn thú minh từ niết bàn không gian tìm được thủy nguyên thạch liền nghĩ cách muốn chiếm khối thủy nguyên thạch kia làm của riêng. Đến tận giờ bọn hắn không thể không áp dụng phương pháp cực đoan nhất để bức bách vạn thú minh. Bất quá Viêm Thiệu Khang ngược lại cơ trí hơn người, rõ ràng nghĩ ra chiêu lấy thế đè người, ý định dùng thanh thế cực lớn khiến Độc Cô Tấn phải đi vào khuôn khổ. Bởi vì hắn cảm thấy Độc Cô Tấn nhất định sẽ suy nghĩ vì người và lính thú trong vạn thú sơn mạch, cuối cùng đáp ứng điều kiện của hắn. Dù sao điều kiện của hắn rất rộng rãi, đã rất chiếu cố đến mặt mũi vạn thú minh rồi. Chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp sự cao ngạo của Độc Cô Tấn hôm nay cách ngày quyết chiến chỉ còn lại 3 ngày, vạn thú minh bên kia chuyển đến tin tức, vạn thú minh đã bắn tiếng rồi, bọn hắn đã tập kết trăm vạn linh thú thủ hộ vạn thú sơn mạch, chuẩn bị tử chiến một trận với viêm tộc. Ai dám bước vào vạn thú minh một bước tất sẽ máu tươi năm bước. Đây là tuyên thệ chỉnh trọng nhất của vạn thú minh, là tuyên thệ nhắm vào 20 vạn đại quân mà viêm tộc hiệu triệu đến. Trăm vạn linh thú, số lượng này khiến những người kia không khỏi phải suy nghĩ lại. Dù sao những người bọn hắn, dù kết hợp với đại quân viêm tộc nhiều nhất cũng chỉ chừng 30 vạn, so với số linh thú kia tranh lệch rất lớn, trừ phi mỗi người bọn hắn có thể đối phó 3-4 đầu linh thú, thì mới có khả năng khiêu chiến vạn thú minh. Hơn nữa, vạn thú minh tuy nói có trăm vạn linh thú, nhưng số lượng chân chính chỉ sợ không chỉ vậy. Số lượng này chỉ sợ là chỉ số đã đạt đến ngoài bát giai, nếu vậy thì trận này không cần đánh cũng được. Quả nhiên, tuyên thệ này của vạn thú minh đã tạo thành hiệu quả không nhỏ, trực tiếp khiến liên quân viêm tộc bớt đi mấy vạn người không cần phải nói, những người này chính là những người muốn đục nước béo cò, bọn hắn biết rõ chuyện không thể làm, liền rời đi. Chỉ là sau khi bọn hắn rời đi, viêm tộc lại truyền ra tin tức kinh người, viêm tộc đã triệu tập 25 tên chí tôn tiến đến Vạn Thú Sơn Mạch rồi. Tin tức này vừa mới công bố lập tức khiến mọi người phấn chấn, cũng ổn định quân tâm. 25 tên chí tôn là cỗ lực lượng cường đại cỡ nào, nếu bọn hắn đồng loạt ra tay, Vạn Thú Sơn Mạch nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Trong những trí tôn thủy thần này, ngoại trừ viêm tộc có 15 tên ra, có 10 tên đều là do viêm tộc lão tổ tông viêm thiệu khang, dùng danh nghĩa dược thần hiệu triệu đến. Có mấy người từng chịu ân huệ viêm thiệu khang, cho nên tới trợ quyền, có mấy người lại muốn đạt được trí tôn thần đan, muốn cảnh giới tăng lên, cho nên bọn hắn liền chủ động chạy tới gia nhập. Có 10 người, người này gia nhập, viêm tộc liền không e ngại đám thập nhất thánh thú trong vạn thú minh nữa. Lại một ngày trôi qua, thời điểm viêm tộc đại quân đi đến vạn thú sơn mạch sắp đến, chỉ là vào ngày cuối cùng, phía trên viêm thành lại có một vị khách không mời. Ô ô, một tiếng đê minh to rõ không ngừng quanh quẩn trên không viêm thành, một vòng ánh lửa như dị tượng hiện ra, khiến mọi người trong thành đều phải ngửa mặt lên nhìn. Khi tất cả người thấy rõ hỏa ảnh trên không trung thì đều trở nên hoảng hốt. Đó, đó là vật gì? Hỏa thuộc tính lực lượng thật cường liệt, ép tới khiến người thở không thông. Là một đầu hỏa điểu, đôi cánh kia dương ra thật lớn, sao có vẻ trông giống như chu tước thần thú trong truyền thuyết thế? không nó nó chính là chu tước thần thú là thần thú tọa kỵ của thiên nữ vạn thú minh việc lớn không tốt vạn thú minh sớm đến tiến công chúng ta chạy mau đầu chu tước thần thú này đã có thực lực thập nhất giai thật thật cường đại có thể gặp nó một mặt coi như chết mà không oán rồi trốn cái gì mà trốn viêm tộc nhất định sẽ phái trí tôn đi ra vạn thú minh thật có gan rõ ràng dẫn đầu đến công viêm thành nó càng bay càng thấp rồi ta ta hình như trông thấy trên lưng chu tước có người trong đó có một người hẳn là thiên nữ. Người trong Viêm Thành trở nên có chút hoảng hốt, đều sợ Chu Tức đột nhiên phát động tiến công bọn họ, những người này sao đỡ nổi một kích của nó chứ? Nhưng lại có không ít tiếng thú giống từ trên không truyền xuống. Giống giống, chỉ thấy từng đạo thú ảnh che trời từ mấy phương hướng lao đến, từng đạo thú giống kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Đây rõ ràng đều là thánh thú thập nhất giai, mỗi một đầu đều vô cùng khổng lồ, khí thế vô cùng kinh người, hơn nữa tất cả đều là biến dị thánh thú thậm chí còn có một số đầu là tuyệt chủng dị thú từ thái cổ lưu truyền đến nay. Những thánh thú này tổng cộng có 12 đầu, chúng triệt để bao phủ lấy viêm tộc, khí thế khát máu kinh khủng kia tán phát ra dọa khiến đùi người viêm tộc đều mềm nhũn, không ít người thực lực yếu bị dọa đến mức té cất té đái, khiến cho mùi hôi trùng thiên. Nguyên một đám người bắt đầu cướp đường mà trốn, bọn hắn đều ý thức được đây nhất định là vạn thú minh sớm tiến công trước, hơn nữa còn xuất động thập nhất giai thánh thú, cái này thật là đáng sợ liên quân tụ tập trong viêm thành lập tức hỗn loạn, từng tiếng kêu sợ hãi truyền đến, phảng phất như bọn hắn đã bị thánh thú công kích vậy. Không bao lâu, liên quân bên ngoài viêm tộc rõ ràng đã ít đi một phần ba người. Những thánh thú này lớn tiếng dọa người, đã khiến liên quân viêm tộc quân lính tan rã, khí thế đại ngã rồi. Người nào dám đến địa bàn viêm tộc ta làm càn. Một tiếng giống từ phương xa truyền đến, mấy đạo thân ảnh mau lẹ lập tức thoáng hiện trên không viêm thành. Người tới chính là trí tôn thủy thần của viêm tộc, viêm thiên bá. Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long, còn có mấy bán thủy thần khác cũng theo đến. Bọn hắn nhìn đám thập nhất giai thánh thú, trên không trung thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn không cần đoán, cũng biết đây là người vạn thú minh sớm đến đối phó bọn hắn rồi. Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long trong lòng vô cùng lo lắng, bọn hắn tuy muốn đại quân tiếp cận vạn thú sơn mạch, nhưng đối phương đột nhiên đột kích lại không biết, thật sự là một đại thất sách. Nếu người vạn thú minh thực liều lĩnh phát động tiến công, liên quân chắc chắn sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, cuối cùng nhất định sẽ hoàn toàn tan tác. Đến lúc đó, kế hoạch triệu hoán thảo phạt vạn thú minh của Viêm tộc lần này, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong thiên tước địa vực. Ở trên chu tước thần thú là một nam hai nữ, nam thần phong tuấn lãng, tiêu sái phiêu giật, nữ tuyệt mỹ tú lệ, đều tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy. Ba người này không phải là lăng tiếu, Hạ Huyên Huyên và tiểu chu tước đã hóa hình sao? Mà 12 đầu thập nhất giai thánh thú kia đều quanh chung quanh người đại chu tước, thần thú, giống như hộ vệ bảo vệ xung quanh nó vậy. Dưới phòng thủ nghiêm mật như thế, ai cũng khó có thể tổn thương được đến Hạ Huyên Huyên cùng với Tiểu Chu Tước. Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long đều chưa từng gặp qua Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy có thể ở cùng một chỗ với thiên nữ nhất định là người vạn thú min, nguyên một đám đều vô cùng cảnh giác, đồng thời đã truyền tấn để trí tôn thủy thần trong tộc chạy đến. Bằng không chỉ, bằng hơn 10 đầu thánh thú của người ta thôi đã đủ giết cho Viêm tộc người ngã ngựa đổ, rồi. Bọn người Lăng Tiếu lớn tiếng dọa người, đương nhiên là muốn ngăn cản liên quân viêm tộc áp hướng vạn thú minh rồi. Mà thập nhất giai thánh thú có một bộ phận là chu tước, thần thú từ trong niết bàn sơn mạch hiệu triệu đến, có vài đầu là trắng đinh, từ các cổ sơn mạch khác bị cứng rắn lôi đến hai đại siêu cấp thế lực chiến đấu, bình thường đều là so đấu chỗ dựa cường đại nhất. Lăng Tiếu hiệu triệu những thập nhất giai thánh thú này, đến tự nhiên không phải là để khai chiến với viêm tộc, mà là để chúng nó tới dọa trận, khiến hắn có tiền vốn đàm phán với viêm tộc. Nếu như viêm tộc không chịu, như vậy bọn hắn chỉ có thể trước áp chế khí thế viêm tộc, đến lúc đó bọn hắn còn muốn cường công vạn thú sơn mạch, thì phải hào hào xem lại rồi. Lăng tiếu đã trở thành trí tôn thủy thần, cho dù chỉ là trí tôn thủy thần đê dai, nhưng lực cảm ứng của hắn lại không thua bất luận một trung giai trí tôn nào cả, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra thực lực bọn người viêm thiên bá. Lăng tiếu mở miệng nói, tại hạ lăng tiếu, chính là khách khanh trưởng lão dực minh công hội, cũng là người kim tộc thiên long địa vực, từng gặp mặt viêm dương của quý tộc một lần, chuyến này đặc biệt đến đây gặp bằng hữu cũ mấy vị đại nhân không cần lo lắng lăng tiếu hiện giờ mặc chính là một bộ áo choàng luyện dược sư một là biểu lộ thân phận hai là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ bằng không không muốn khai chiến với viêm tộc lăng tiếu vừa nói ra thân phận lập tức khiến cho ba gã trí tôn thủy thần dò xét hắn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm bọn hắn đương nhiên sẽ không vì lăng tiếu bày ra thân phận mà có vẻ mặt ôn hòa với hắn rồi dù sao cử động lần này của lăng tiếu đã khiến bọn hắn phải cẩn thận ta mặc kệ các hạ là người nào nhưng ngươi không chút kiêng nể chạy vào địa bàn viêm tộc còn kinh hãi đến dân chúng viêm thành ta đây là cớ gì viêm thiên bá trầm giọng hỏi nếu như bên phía bọn hắn đầy nhân thủ thì không chừng đã lập tức xuất thủ với lăng tiếu rồi dù sao lăng tiếu lần này thật quá mức khiêu khích quá mức đường hoàng rồi đúng lúc này viêm tùng quân ở sau lưng viêm thiên bá tiến lên trước một bước nói thiên bá thủy lão hắn thật sự là bằng hữu của viêm dương lúc chúng ta ở vạn thú sơn mạch chính là do hắn xuất thủ tương trợ viêm tổng quân lúc trước là một trong những bán thủy thần đi cứu viêm dương hắn đã từng thấy qua lăng tiếu chỉ là không rõ lăng tiếu sao lại ở cùng một chỗ với thiên nữ lại quy mô xâm phạm viêm tộc bọn hắn lúc trước hắn từng thấy qua lăng tiếu đại sát tứ phương rõ ràng dám chính diện đi đối phó minh chủ vạn thú minh minh chủ thân khôn báo nữa ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé hắn vẫn cho rằng lăng tiếu có thể đã bị người vạn thú minh giết chết hoặc là bắt giữ, nhưng giờ xem ra đều đã nghĩ sai rồi. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này được thiên nữ nhìn trúng, đã trở thành phò mã của vạn thú minh sao? Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn đã nói cho Viêm Thiên Bá, cứ để Viêm Thiên Bá đi giải quyết đi các chí tôn khác của Viêm tộc nghe được tin lập tức hành động, bọn hắn cũng không lập tức bay lên trời, chỉ ở bốn phía tùy thời ứng biến, một khi những thánh thú này phát động tiến công, bọn hắn nhất định sẽ trước tiên chém giết chúng, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có năng lực như vậy bọn hắn hiện giờ yên lặng theo dõi kỳ biến, trước để Viêm Thiên Bá nói chuyện với đối phương đã, có lẽ bọn họ là đến đáp ứng điều kiện của Viêm tộc cũng không chừng Viêm Thiên Bá. Nghe Viêm Tòng Quân nói xong liền híp mắt, quét một vòng quanh Chu Tước thần thú và Hạ Huyên Huyên đứng trên người nó, sau đó mới nói với Lăng Tiếu, hẳn là ngươi đến làm bà mối cho Viêm Dương sao? Viêm Thiên Bá hỏi câu này rất hay, hắn chính là muốn thông qua lời này để Lăng Tiếu lộ ra ý đồ đến. Lăng Tiếu lắc đầu nói, ta cũng không có bổn sự làm bà mối. Tiếp theo hắn chỉ chỉ Hạ Huyên Huyên nói, ngươi nên biết nàng là thiên nữ vạn thú minh, cũng là muội muội của ta, lần này đến đây chính là muốn nói chuyện với Viêm tộc, chuyện giữa hai nhà các ngươi lúc trước cho qua có được không? Bọn người Viêm Thiên Bá thần sắc phát lạnh, không nghĩ tới Lăng Tiếu lại vô lễ như thế, rõ ràng đến để điều đình. Hai nhà bọn họ đều là thế lực lớn số một thiên tước địa vực, có thể nói là tồn tại nổi danh cùng Thiên Long môn, so với Dược Minh công hội chỉ kém hơn một đường, mà trước mắt chỉ là một thiếu hơn hơn trăm tuổi, hắn dùng thân phận gì để giảng hòa chuyện này trừ phi là nhân vật phía trước trên trí tôn bảng mới có năng lực này bất quá viêm thiên bá ngược lại nhìn ra lăng tiếu tuổi còn trẻ đã có thực lực trí tôn quả thực khiến hắn phải chấn động hắn vừa muốn mở miệng thì viêm cương tu đã hừ lạnh nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao chỉ bằng ngươi cũng xứng hòa giải thật sự là không biết tốt xấu viêm hạ long ở bên cũng nói lưu thiên nữ lại giải tán những thập nhất giai thánh thú này bằng không các ngươi đừng mong rời khỏi đây lăng tiếu không để ý tới hai người bọn họ mà nhìn viêm thiên bá nói đây là đạo đãi khách của các ngươi sao nói như thế nào viêm dương cũng là do ta cứu ta xem viêm tộc các ngươi là bằng hữu thật tình không muốn đối địch với các ngươi viêm cương tu và viêm hạ long thấy lăng tiếu bỏ qua bọn hắn trong lòng căm tức muốn tiến lên ra tay với lăng tiếu nhưng khi nhìn đám thánh thú che khuất bầu trời kia lại không có can đảm đó viêm dương là ngươi cứu không sai nhưng vạn thú minh lại giết nhiều thần vương trưởng lão của chúng ta khoản nợ này không thể không tính toán." Viêm Thiên bá trầm giọng nói, tiếp theo hắn còn nói, "Chỉ cần Vạn Thú Minh đáp ứng hai điều kiện của Viêm tộc chúng ta, chúng ta đương nhiên sẽ không đối địch với Vạn Thú Minh rồi. Chúng ta sẽ không đáp ứng điều kiện của các ngươi đâu, nếu các ngươi lại cản quấy, đừng trách ta hiệu triệu Thánh Thú Đại Quân đến đây tiêu diệt Viêm tộc các ngươi." Hạ Huyên Huyên cuối cùng ở một bên mở miệng trách móc nói, "Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, đừng tưởng rằng có một đầu thần thú liền có thể coi thường người Viêm tộc." Viêm Cương tu quát, Viêm Hạ Long cũng ở một bên nói, ngoan ngoãn làm con dâu Viêm tộc ta đi, chúng ta vẫn sẽ coi trọng bồi dưỡng ngươi, còn có thể chọn đời giao hảo với Vạn Thú Minh, nếu không Vạn Thú Minh các ngươi nhất định phải bị diệt. Diệt Vạn Thú Minh chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Huyên Huyên lộ ra nộ khí, tiếp theo nàng nói với một đầu cửu vĩ thứ vị thú thập nhất giai trung giai ở bên, vị thúc, cho bọn hắn biết chút lợi hại đi theo Hạ Huyên Huyên dứt lời. Đầu cửu vĩ thứ vị thú như viên cầu cự đại kia phát ra một tiếng kêu kỳ quái, nó lập tức như một viên cầu lăn tới chỗ viêm hạ long. Dầm dập, tốc độ nó cực nhanh, như một khỏa thiên thạch vạch phá bầu trời, mà theo nó nhấp nhô, trên không trung không ngừng phát ra trận trận nổ vang thanh âm, giống như thiên quân vạn mã trùng kích xuống vậy, thanh thế mênh mông, tiếng sấm cuồn cuộn. Chỉ thấy trên không trung một mảnh lôi điện rậm rạp, một đoàn lôi điện phóng tới viêm hạ long, lực lượng cực kỳ cường đại. Chí tôn thủy thần muốn ra tay trong thiên vực cũng phải cân nhắc, miễn cho phá hủy hoàn cảnh ở thiên vực nhưng thánh thú lại không có ước thúc này chỉ cần chúng muốn ra tay bất kể là ở đâu cũng đều liều lĩnh cả viêm hạ long chấn động hắn phát hiện lực lượng của cửu vĩ thứ vị thú này quá mức khổng lồ hắn muốn tiếp được là việc không thể nhưng tại địa bàn của mình sao có thể không đánh mà chạy được ngay khi hắn muốn kiên trì ra tay thì viêm thiên bá đã dẫn đầu chắn ở trước hắn viêm thiên bá không dám thật sự động thủ với cửu vĩ thứ vị thú hắn sợ sẽ phá hủy viêm tộc bên dưới chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn loạn lưu không gian hỏa thuộc tính bốn phía hiện ra, hình thành từng đạo lực lượng giao thoa tung hoành, cuối cùng tạo thành một tấm lưới bao tới cửu vĩ thứ vị thú. Cửu vĩ thứ vị thú chính là lôi thuộc tính, nó bị hỏa võng o bao lại, nhưng từng đạo dòng điện trên người nó xuyên thấu qua hỏa võng vẫn đánh tới viêm hạ long. Viêm thiên bá muốn cứu viện nhưng đã không còn kịp, dòng điện kia trùng kích quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước viêm hạ long. Bên người viêm hạ long có viêm cương tu cùng với vài tên bán thủy thần, Viêm Hạ Long không đỡ nổi một kích này sẽ liên lụy những người khác, hắn quyết đoán ra tay, mà Viêm Cương Tu ở bên cũng giúp hắn một tay. Từng mặt hỏa mang không gian hiện ra sinh sinh địa giao thoa với lôi điện, phát ra từng tiếng nổ vang. Cửu vĩ thứ vị thú không hổ là tồn tại thập nhất giai trung giai, lôi thuộc tính lại là thuộc tính công kích cường đại nhất thiên địa, Viêm Hạ Long và Viêm Cương Tu đều bị giật cho tung bay ra ngoài, mà vài tên bán thủy thần bên người bọn hắn mặc dù sớm lui về phía sau, nhưng vẫn đang bị ảnh hưởng đến, nguyên một đám bị giật khiến thân thể cháy đen, nhất là Viêm Hạ Long phải chịu lực lượng lớn nhất, hai tay đều bị giật cho đen thui, như sắp bị hủy đi mất. Cửu Vĩ thứ vị thú ngược lại một kích đắc thủ, lập tức thoát khỏi hỏa võng của Viêm Thiên Bá, nhanh chóng về tới bên người Hạ Huyên Huyên, một thân lôi điện chi lực lập tức thu lại, chín cái đuôi càng không ngừng đung đưa, tựa hồ đối với một kích vừa rồi cảm thấy phi thường hài lòng. Nó còn chưa dốc hết toàn lực, bằng không nơi này đã biến thành một mảnh lôi hải rồi. Viêm Hạ Long khẳng định cũng sẽ mất mạng. Viêm Thiên Bá tức giận quát, tất cả chí tôn thủy thần hoặc thánh thú đều không được khai chiến trong thiên vực, ngươi có hiểu quy củ không? Viêm tộc các ngươi và vạn thú minh chúng ta không chết không ngớt, ta sẽ tử chiến đến cùng với Viêm tộc, cho dù là liều mạng gây ra công phẫn, cũng muốn phá hủy tất cả căn cơ Viêm tộc các ngươi. Trên người Hạ Huyên Huyên lộ ra một cỗ khí tức vô hình khác. Hạ Huyên Huyên đối với Lăng Tiếu giống như tiểu muội, tinh khiết đáng yêu, nhưng không có nghĩa nàng là loại nữ tử ngây thơ ngớ ngẩn, người viêm tộc diệt vạn thú minh các nàng, đối với nàng thì viêm tộc chính là tử định, nàng có thể vì gia gia của nàng, vì vạn thú minh trả giá tất cả, cho dù là hiện giờ quyết một trận tử chiến với viêm tộc cũng không ngại. Còn nữa nàng căn bản không để ý đến quy củ không được ra tay trong thiên vực, cái này khiến người viêm tộc cực kỳ kiêng kỵ. Nếu nàng thật sự hạ lệnh để đám thập nhất giai thánh thú này phát động tiến công ở Viêm Thành, Viêm Thành tuyệt đối không thể nào ngăn được, khẳng định sẽ phải bị hủy diệt mất. Viêm Thiên Bá biệt khuất đến muốn chết, hắn nhìn người bị thương, thật muốn để tất cả thủy lão trong viêm tộc ra tay lưu hạ Huyên Huyên và đám thánh thú này lại. Thế nhưng nếu hắn thật sự làm vậy thì thiên tước địa vực khẳng định sẽ tiêu đời ngay, bởi vì tiểu nha đầu này căn bản không giảng quy củ. Đến lúc đó, bọn hắn cho dù có thể thủ thắng, nhưng cơ nghiệp của viêm tộc đều hủy, hơn nữa khẳng định ảnh hưởng đến không ít hậu bối tử tôn viêm tộc. Đây nhất định là chuyện được không bù mất. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ trong viêm tộc vọt ra. Viêm tộc lại tới bốn gã chí tôn thủy thần, trong đó còn có một gã là trung giai Chí Tôn Đỉnh Phong, đã vô hạn tiếp cận cao giai Chí Tôn rồi, khí tức cực kỳ bá đạo bàng bạc không chút thu liễm lại. Bọn hắn thật không hổ là cổ tộc đệ nhất tại Thiên Tước Địa vực. Chỉ có điều trong mấy tên Chí Tôn này lại có một gã thần vương, mà thần vương này chính là Viêm Dương. Các ngươi thật to gan, rõ ràng dám động thủ trên Viêm Thành, chẳng lẽ cho rằng Viêm tộc ta không người hay sao? Một đạo thanh âm già nua chợt ông ông vang lên. Nói chuyện chính là gã trung giai Chí Tôn Đỉnh Phong kia cũng chỉ là viêm tộc lão tổ tông viêm thiệu khang, một gã trí tôn dược thần. Viêm thiệu khang thoạt nhìn bộ dáng chỉ trung niên. Hắn vừa đến đây đã nhìn thẳng vào chu tức thần thú, trong mắt mang theo ý hưng phấn nồng đậm. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng viêm thiệu khang vẫn luôn phi thường muốn có một đầu chu tức thần thú chấn thủ tại viêm tộc bọn hắn. Bởi vì thiên long môn có kim long thần thú chấn thủ, huyền vũ tông nghe nói cũng có huyền vũ thần thú làm chỗ dựa. Về phần ma hổ tông cũng không thể không có thần thú chấn thủ, viêm tộc bọn hắn cũng hy vọng có thể có được một đầu chu thức thần thú áp trận để lộ ra uy phong của viêm tộc cổ tộc chỉ tiếc nhiều năm qua bọn họ tuy biết rõ sự tồn tại của chu thức thần thú nhưng muốn tìm được chúng hoặc hàng phục chúng là việc khó như lên trời chu thức thần thú ở ngay trước mắt viêm thiệu khang tự nhiên cực kỳ quen mắt mà lúc trước hắn bỏ viêm dương hướng vạn thú minh cầu hôn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cưới thiên nữ làm vợ cũng chính là muốn chu thức thần thú nhập chủ viêm tộc bọn hắn các ngươi khi vạn thú minh chúng ta không người ta coi như viêm tộc các ngươi không người hạ huyên huyên chống đối nói với viêm thiệu khang chu tước thần thú đã tiến giai thành thập nhất giai cao giai thực lực của nó đã là tồn tại đỉnh cấp trong thiên vực rồi hạ huyên huyên có nó thủ hộ hoàn toàn có được tư cách khiêu chiến trí tôn thủy thần lúc này viêm dương ở một bên nhìn lăng tiếu thở nhẹ nói lăng tiếu huynh ngươi đây là cớ gì lăng tiếu một mực xem viêm dương là bằng hữu mà viêm dương đối với lăng tiếu cũng phi thường bội phục nhớ ngày đó lúc ở dược minh công hội hắn vốn tưởng rằng có bản lĩnh đoạt hàng đầu nhưng lăng tiếu đã trước tiên lọt vào mắt dược minh công hội điện chủ phá lệ trực tiếp thu hắn làm khách khanh trưởng lão sau đó hắn cũng từ trong miệng yên điệp kiều biết được lăng tiếu luyện thần đan có thể một lần ngưng tụ thành ba khỏa huống chi lăng tiếu so với hắn và điệp kiều còn nhỏ tuổi hơn sau đó qua tiếp xúc với lăng tiếu hắn cảm thấy lăng tiếu là một người phi thường không tệ không chỉ là thần dược sư còn có thực lực bán thủy thần đáng để thiếu tông chủ viêm tộc tương lai như hắn buông tư thái để kết giao từ khi lăng tiếu xả thân cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh hắn càng cảm thấy quyết định lúc đó anh minh cỡ nào chỉ là không nghĩ tới lăng tiếu giờ lại ở cùng vạn thú minh đứng ở mặt đối lập với viêm tộc khiến hắn đồng thời giật mình còn cảm thấy đáng tiếc cho một người bằng hữu như thế hiện giờ hắn hiểu rõ lăng tiếu sao lại đột nhiên đứng ở bên phía vạn thú minh lăng tiếu nhìn viêm dương nói viêm dương huynh ta xem ngươi là bằng hữu hôm nay đến đây cũng là dùng thân phận bằng hữu khuyên ngươi một tiếng, tất cả mọi chuyện giữa Viêm tộc và các ngươi vạn thú minh coi như bỏ qua đi, Huyền Huyền là muội muội ta thất lạc nhiều năm, ta phải đứng ở bên phía nàng, huống chi ngươi cũng thấy đấy, Huyền Huyền đã quyết tâm cùng tồn vong với vạn thú minh rồi, nếu như các ngươi cố ý tiến công vạn thú sơn mạch, như vậy hôm nay chúng ta dù thế nào cũng phải ngăn cản. Dừng chút hắn lại phi thường chân thành nói, nói thực ra, chúng ta hôm nay đã ôm quyết tâm phải chết mà đến, chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên chính là nghĩ ra phương pháp cá chết lưới rách này, để bức bách viêm tộc, đi vào khuôn khổ. Bên phía bọn hắn có một đầu thập nhất giai cao giai thần thú, bốn đầu thập nhất giai trung giai thánh thú, tám đầu thập nhất giai đê giai thánh thú, mà bản thân Lăng Tiếu lại là một gã đê giai trí tôn thủy thần. Một cổ thực lực như vậy đủ sức khiến viêm tộc phải kiêng kỵ rồi. Chủ yếu nhất là Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên ôm quyết tâm muốn chết, một khi hợp lại bọn hắn có lẽ không cách nào tiêu chết tất cả trí tôn, của viêm tộc, nhưng bọn hắn lại có cách chém giết rất nhiều người viêm tộc. Cho nên, trí tôn viêm tộc không thể không suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, đến cuối cùng bọn hắn cho dù thắng, đời đời con cháu viêm tộc nhất định sẽ phải chết không ít, nhất định sẽ dao động đến căn cơ viêm tộc bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lăng tiếu bảo hạ huyên huyên, gọi chu tước thần thú đi triệu hoán những thập nhất giai thánh thú này cùng đến. Hắn cũng không tin người viêm tộc thật dám cùng bọn họ liều đến ngươi chết ta sống. Dù sao nơi này đang ở trong địa bàn viêm tộc mà không phải nơi nào khác, Chí tôn thủy thần viêm tộc phải bận tâm rất nhiều. Viêm Dương không nghĩ tới khẩu khí Lăng Tiếu lại tuyệt như vậy, hắn cũng không hiểu thiên nữ Vạn Thú Minh sao lại đột nhiên trở thành muội muội Lăng Tiếu nữa. Chỉ là đại sự như viêm tộc khai chiến với Vạn Thú Minh, cũng không tới phiên hắn quyết định, Viêm Thiệu Khang ở bên mở miệng nói, tiểu tử ta không cần biết ngươi là ai, rõ ràng dám nói ra lời bực này, chẳng lẽ cho rằng âm mưu của mình sẽ thực hiện được sao? Có được hay không ta không biết, chúng ta ngay ở chỗ này, nếu như các ngươi thật muốn đi đến Vạn Thú Sơn mạch, chúng ta sẽ lập tức phát động tiến công, không tin ngươi có thể thử xem. Lăng tiếu trầm giọng nói. Viêm thiệu khang rất căm tức, hắn là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy tại thiên tước địa vực, rõ ràng lại bị một tên tiểu tử uy hiếp, hắn chừng mắt nhìn lăng tiếu nói, tiểu tử ngươi có biết ta là ai không? Rõ ràng dám nói chuyện với ta như vậy. Lăng tiếu cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi là ai, nếu như viêm tộc các ngươi đáp ứng thì coi như mọi chuyện đều tốt, nếu như không đáp ứng thì cứ đọ sức là được. Kỳ thật Lăng Tiếu đã biết rõ thân phận của Viêm Thiệu Khang, Hạ Huyên Huyên ở bên đã thấp giọng nói cho hắn biết rồi. Nếu như đổi thành trước kia, Lăng Tiếu có lẽ sẽ tương đối cung kính Viêm Thiệu Khang, dù sao đây cũng là tồn tại cùng nổi danh với Tam Đại Điện Chủ Dược Minh Công Hội. Thế nhưng hôm nay Lăng Tiếu đã có được tư cách ngồi ngang hàng với hắn, hắn ha sẽ cho Viêm Thiệu Khang mặt mũi, phải biết rằng hiện giờ đang là lúc đối địch. Lão Tổ Tông cần gì nói nhảm với hắn, lập tức triệu tập tất cả thủy lão lưu toàn bộ chúng lại đi viêm hạ long phi thường mất kiên nhẫn nói hắn dùng thần đan khôi phục thương thế nơi tay chỉ là y phục trên người vẫn lộ ra chật vật không chịu nổi bị thương trước mặt mọi người hắn đối với lăng tiếu và hạ huyên huyên hận đến thấu xương thật muốn bắt bọn hắn đến hung hăng sửa chữa một phen xem ra giáo huấn vừa rồi còn chưa đủ khiến ngươi khắc sâu lăng tiếu lạnh lùng nói một tiếng thần hồn phân thân lặng yên xuất hiện ba bỗng nhiên khuôn mặt viêm hạ long như thứ gì đó tát một cái cả người hắn bay ra thật xa máu tươi nơi khóe miệng cũng vẩy ra ngoài đám thủy lão viêm tộc nguyên một đám đều trở nên khẩn trương bọn hắn đều không rõ viêm hạ long sao lại đột nhiên bị đánh như thế ẩn hồn bí kỹ hạng nhất cuối cùng của khống thần quyết quả thật khiến cho đại bộ phận phần người ăn phải thiệt thòi cũng không rõ chuyện gì xảy ra ai rốt cuộc là ai cút ra đây cho ta viêm hạ long ổn định thân thể không ngừng quát to với bốn phía đáng tiếc ở bên cạnh hắn đều là người viêm tộc mà Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên còn có những thánh thú kia đều ở yên bên kia, thật sự không biết vừa rồi là ai đả thương hắn nữa. Có mấy lời không nên nói lung tung, nên biết họa là từ miệng mà ra đấy. Lăng Tiếu hít mắt nói, người viêm tộc nguyên một đám đều trở nên khẩn trương, bọn hắn cũng hoài nghi có phải là có trí tôn thủy thần, đáng sợ hơn tiềm phục ở bên này hay không. Viêm thiệu khang không nói gì, thần niệm không ngừng qua lại chớp động, giống như muốn tìm ra người nọ vậy. Cùng lúc đó, lại có không ít khí tức cường đại xuất hiện ở bên này, rất hiển nhiên là người viêm tộc và ngoại tộc trí tôn mà bọn hắn mời đến rồi hai gã cao giai trí tôn sóng vai mà đến bộ dáng hiên ngang thập phần thoải mái hai người tới bên người viêm thiệu khang rõ ràng đều có chút cung kính khom người hành lễ cao giai trí tôn chính là tồn tại cao cấp nhất trong thiên vực mà viêm thiệu khang chẳng qua chỉ là trung giai trí tôn đỉnh phong nhưng lại có thể khiến bọn hắn hành đại lễ như thế điều này thật sự là thiên đại mặt mũi hai tên cao giai trí tôn này một người là một cây cột chống trời khác của viêm tộc Viêm Diệp, hắn còn có một thân phận là trí tôn thần khí sư, nhưng hắn lại là tôn tử của Viêm Thiệu Khang, nhỏ hơn Viêm Thiệu Khang vào bối phận, cho nên thực lực của hắn dù mạnh hơn Viêm Thiệu Khang, nhưng vẫn hành đại lễ như thế cũng là bình thường. Tên còn lại là Cao Giai Trí Tôn mà Viêm Thiệu Khang mời đến trợ quyền. Mao Lợi Đông đã từng dừng ở Trung Giai Trí Tôn đỉnh phong như Viêm Thiệu Khang, về sau được Viêm Thiệu Khang đưa tặng Trí Tôn Thần Đan trợ hắn một lần hành động đạt đến cảnh giới Cao Giai, bởi vậy hắn thiếu nợ Viêm Thiệu Khang một phần nhân tình bên phía viêm tộc nhân số trí tôn thủy thần tăng vọt, hai gã cao giai trí tôn, càng có thêm lực uy hiếp bọn hắn đầu tiên đều nhìn vào chu tước thần thú, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được đầu chu tước, thần thú này rõ ràng đã đạt đến cảnh giới thập nhất giai cao giai, dù là bọn họ cũng phải kiêng kỵ không thôi. Thái gia gia hiện giờ nên làm sao? Viêm Diệp hỏi Viêm Thiệu Khang, có thể làm gì nữa? Người ta muốn bức chúng ta nhượng bộ, hơn nữa còn là nhượng bộ vô điều kiện, bằng không sẽ ở nơi này tử chiến với viêm tộc kéo toàn bộ tộc nhân chúng ta đều chôn cùng. Viêm Thiệu Khang trừng mắt liếc Lăng Tiếu nói, vừa rồi hắn lợi dụng thần hồn hơn hẳn thường nhân quét qua nơi này một cái, dường như cảm ứng được chút gì đó, nhưng rất nhanh đã mất đi cảm ứng, hắn cảm thấy ẩn nấp ở chỗ này nhất định là cao thủ, hắn không thể không cẩn thận được. Viêm Diệp thần sắc biến đổi, hắn nhìn về phía Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên nói, chỉ bằng những thánh thú này, của các ngươi đã muốn viêm tộc chúng ta trả giá thật nhiều sao? Thật sự là thật can đảm. Dứt lời, trong tay Viêm Diệp đã nhiều ra một kiện cổ thần khí, đó rõ ràng là một thanh thần chùy, thần chùy lập tức liền lớn lên như ngọn núi, tản ra thuộc tính lực lượng nồng đậm, chấn khiến không gian đều run rẩy. Đây là một kiện trung giai cổ thần khí, nó đủ để uy hiếp rất nhiều thánh thu ở đây rồi, huống chi Viêm Diệp còn là một gã cao giai chí tôn. Viêm Diệp rõ ràng động, hắn tựa hồ không để ý nhiều, thần chùy trong tay nặng nề nện về phía Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên. Một chiêu đánh tới, không gian lập tức nát bấy, không gian loạn lưu lập tức hiện ra một vòng hỏa mang lóng lánh trướng mắt chu tước thần thú triển khai thần dực kêu lên giận dữ một đầu thập nhất giai cao giai thánh thú hỏa phượng hoàng ở sau lưng nó lập tức lao ra thần vũ bắn nhanh tới thần trùy kia phượng hoàng và chu tước vốn là đồng tộc chỉ cần phượng hoàng trải qua chín lần niết bàn sẽ có cơ hội thoát biến thành chu tước thần thú chính thức đạt được chu tước vũ linh đầu hỏa phượng hoàng trước mắt này dường như đã có dấu hiệu rất tiếp cận chu tước thần thú rồi nếu nó hoàn thành một lần nét bàn cuối cùng nhất định sẽ trở thành chu tước, nhưng lần nét bàn cuối cùng kia là cửa ải gian nan nhất, nó cũng không dám đơn giản bước ra. Lúc này chu tước thần thú mời nó đến đây trợ trận, đã đồng ý hứa hẹn nó, trợ nó thoát biến, khiến nó biến thành chu tước thần thú chính thức. Vũ linh công kích của hỏa phượng hoàng vô cùng dày đặc, lập tức đánh cho lực lượng thần trùy tán loạn không chịu nổi. Ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, y đầu phượng hoàng này liền kêu lớn một tiếng, hóa thành một đạo hỏa diễm sông tới viêm diệp. Bồng bồng, chỉ ở lập tức trên không trung lập tức nhộn thành một cái biển lửa, hỏa phượng hoàng và viêm diệp đối chiến cùng một chỗ. Viêm diệp thật không nghĩ tới đầu hỏa phượng hoàng, này lại có thực lực thập nhất dai cao dai, nếu như thêm đầu chu tức thần thú kia nữa, viêm tộc bọn hắn chưa hẳn đã đạt được chỗ tốt. Giống giống, những thánh thú do lăng tiếu và hạ huyên huyên mang đến đều lên tiếng gào rú, một bộ muốn lập tức giết tới. Chu Tước Thần Thú cũng huy vũ hỏa dục, khí thế hoàn toàn tán phát ra, từng đạo hỏa diễm như hỏa vũ bắn nhanh xuống dưới viêm thành. "Hỗn đản, mau cản lại cho ta." Viêm Thiệu Khang khẩn trương, lập tức kinh hô một tiếng, không thể không ra tay ngăn cản hỏa diễm do Chu Tước Thần Thú vung vẩy xuống, bằng không những hỏa diễm kia rơi xuống thành trì bên dưới, viêm thành nhất định sẽ bị hủy diệt, càng sẽ có không ít người thương vong. Viêm Thiệu Khang lợi dụng không gian liệt phùng chi lực, đưa những hỏa diễm do Chu Tước Thần Thú đánh ra vào không gian hư không lúc này lăng tiếu kinh quát là các ngươi động thủ trước chúng ta hôm nay sẽ cùng các ngươi liều đến ngươi chết ta sống xem xem viêm tộc các ngươi khủng bố cỡ nào nhìn loại khí thế này của lăng tiếu quả nhiên là muốn từ chiến một hồi với viêm tộc rồi lần đại chiến này hết sức căng thẳng dừng tay viêm diệp dừng tay cho ta có việc gì từ từ nói viêm thiệu khang cả kinh kêu lên bọn hắn tuyệt đối không thể thật sự khai chiến với đám lăng tiếu ở chỗ này được nếu quả thật như vậy tất cả căn cơ của viêm tộc bọn hắn đều sẽ bị hủy mất dù sao địa bàn của viêm tộc cũng ở ngay phụ cận viêm thành tuy rằng trí tôn cấm chế ngăn cách nhưng trí tôn đại chiến nhất định có thể bài trừ mất cấm chế kia khiến tộc nhân bọn hắn bị thương viêm thiệu khang không thể không sốt ruột hắn vốn chỉ muốn viêm diệp thăm dò lăng tiếu một chút xem có thật muốn liều mạng với bọn họ hay không thôi xem ra lăng tiếu và hạ huyên huyên thật không nói đùa với họ dù là bỏ qua quy củ cũng muốn gây áp lực với viêm tộc viêm diệp không thể không lui nhưng hỏa phượng hoàng lại không thuận theo muốn làm lớn một hồi với viêm diệp dù sao chu tức thần thú mời nó đến đây đây là lúc nó lộ ra trung tâm đây chính là việc quan hệ đến nó có thể vượt qua bước niết bàn cuối cùng hay không nó không thể không dốc sức bắn mạng được ngươi còn không mau bảo nó đình chỉ tiến công viêm thiệu khang hướng phía lăng tiếu quát là các ngươi ra tay trước cùng lắm thì chiến một hồi chúng ta ai sợ ai chứ lăng tiếu bảo chu tức thần thú tạm thời ngăn trở các thánh thú khác xuất động nhưng lại không ngăn cản hỏa phượng hoàng chính là muốn để Viêm tộc nhìn xem, bọn họ có can đảm khai chiến hay không. Viêm Diệp cảnh giới cao, nhưng chiến lực lại không phải đỉnh tiêm, chỉ có thể đánh ngang tay với Hỏa Phượng Hoàng. Sóng chiến đấu do bọn hắn phát ra lực trùng kích thật lớn, Cửu Thiên Bình chướng cũng không ngừng vỡ tan ra, từng đạo cương phong loạn lưu trùng kích xuống. Lại tiếp tục như vậy, chiến đấu ảnh hưởng đến bên dưới, thì nguy lớn rồi tên cao giai trí Tôn Mao lợi Đông kia liền nhịn không được muốn gia nhập vòng chiến, ý định cùng Viêm Diệp bức lui Hỏa Phượng Hoàng chỉ là lúc này lăng tiếu lại lần nữa hạ lệnh bảo chu thức thần thú gọi hỏa phượng hoàng trở về khiến mao lợi đông kia phải vồ hụt chuyện giữa viêm tộc và vạn thú minh coi như xong dù sao cũng do viêm tộc các ngươi đã làm sai trước không trách được vạn thú minh mà trước đó các ngươi không có chút thành ý muốn lấy thế đè người cuối cùng mới dẫn đến kết quả này cái này không trách được bất luận kẻ nào lăng tiếu chậm lại ngữ khí sâu kín nói với viêm thiệu khang hừ chẳng lẽ lang nhi viêm tộc chúng ta chết không vậy sao viêm thiệu khang cực kỳ bất mãn nói hắn không nghĩ tới mình đường đường là trí tôn dực thần uy danh lan xa khắp thiên tước địa vực rõ ràng bị hai người trẻ tuổi trần trụi uy hiếp trong nội tâm vô cùng biệt khuất lúc trước nếu các ngươi bồi thường thú minh chúng ta sao lại ra tay với các ngươi hơn nữa thú minh chúng ta cũng đã chết rất nhiều thánh thú chẳng lẽ chúng không phải chết vô ích sao hạ huyên, huyên lật lọng chất vấn súc sinh chết thì có làm sao viêm thiệu khang khinh thường quát ai biết hắn lời này vừa ra lập tức trêu chọc đại phiền toái Chu Tước thần thú dẫn đầu bất mãn si. Si. Âm một tiếng, thánh thú còn lại cũng nhao nhao điên cuồng hét lên. Nhân loại các ngươi cũng không phải vật gì tốt, ăn sạch bọn hắn đi. Chu Tước thần thú lên tiếng nói. 12 đầu thánh thú rõ ràng toàn thể xuất động vọt tới người Viêm tộc. Chí tôn thủy thần Viêm tộc nguyên một đám phóng lên trời, tổng cộng có 25 người, khí thế của bọn hắn đều phong tỏa lấy phiến thiên địa này, muốn dẫn dắt những thánh thú này đến ngoại vực đại chiến. Lăng Tiếu âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới viêm tộc thật sự mạnh mẽ như vậy, lập tức xuất hiện nhiều trí tôn như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy ở tộc địa viêm tộc, chỉ sợ vẫn còn có trí tôn tồn tại. Hắn không thể không lập tức nói với Hạ Huyên Huyên, Huyên Huyên trước bảo chúng nó đừng xúc động, hiện giờ cơ bản có thể nói điều kiện với bọn họ rồi, cũng không thể một phát không thể vãn hồi được. Hạ Huyên Huyên đối với Lăng Tiếu luôn là nói gì nghe nấy, lập tức bảo chu tức thần thú Trấn an các thánh thú khác, trước khắc chế lệ khí, tạm thời không nên xúc động. Chu Tước thần thú vẫn rất nghe lời Hạ Huyên Huyên, lúc này lại phát lệnh bảo các thánh thú đều không được lộn xộn. Chỉ có điều chúng nguyên một đám nhìn Viêm Thiệu Khang đều hận không thể nuốt sống hắn. Viêm Thiệu Khang tuy có Viêm Diệp và Mao Lợi Đông che chở, nhưng vẫn sợ đến đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn đã có chút hối hận vì chọc giận những thánh thú này rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy cho qua? Thật sự không cam lòng. Viêm Thiệu Khang ở trong lòng thầm nói. Mặt khác người Viêm tộc cũng nổi tâm tư như vậy, bọn hắn lần này còn chưa xuất chiến đã bị người dọa đến không dám động, như vậy ngày sau còn dừng chân ở thiên tước địa vực thế nào được nữa thế nhưng mà bọn hắn lại không thể không suy nghĩ cho an nguy tộc nhân nếu đối phương thật sự liều lĩnh hơn nữa đội hình lại tương đối cường hãn không thể không khiến bọn hắn cẩn trọng đối đãi không thể không nói kế hoạch mà lăng tiếu đưa ra với hạ huyên huyên đã cho thấy hiệu quả kế hoạch này của hắn tương đối mạo hiểm nếu viêm tộc thực muốn tử chiến những thánh thú này mặc dù có lực sát thương rất lớn nhưng cuối cùng khẳng định cũng chỉ có nước thảm bại dù sao đây là địa bàn Viêm tộc, bọn hắn sẽ có rất nhiều chỗ dựa cường đại, mà 25 tên chí tôn thủy thần trước mắt này chính là minh chứng tốt nhất. Lăng Tiếu tới đây thật sự không muốn khai chiến với Viêm tộc, chỉ muốn dọa người Viêm tộc và liên quân một chút thôi. Trải qua lần này, rất nhiều người của liên quân đã thấy rõ một sự thật, Viêm tộc có bận tâm. Không ít người liên quân đã bắt đầu rút lui ra xa xa. Trước mắt chỉ có hơn 10 đầu thập nhất giai thánh thú, nhưng nếu vạn thú chi chủ Độc Cô Tấn Đích thân tới, vậy thì chỉ sợ số lượng sẽ càng nhiều hơn nữa muốn đối phó vạn thú minh những con tôm nhỏ bọn hắn còn chưa đủ tư cách kỳ thật bọn hắn cũng rõ viêm tộc sở dĩ hiệu triệu bọn hắn đến đây chẳng qua chỉ là để tạo áp lực cho vạn thú minh thôi chính thức vẫn là đọ sức giữa trí tôn thủy thần trí tôn thủy thần phương nào có thể thủ thắng liền đại biểu cho thế lực phương đó sẽ thắng hiện giờ tốt rồi người ta đánh đến nhà người viêm tộc lại bó tay bó chân không ai dám chính thức liều chết cả chuyện cứ thế này viêm tộc các ngươi nếu thực chịu dừng tay ta cam đoan các ngươi cũng sẽ không lỗ lả muốn thủy nguyên thạch hòa thuộc tính cũng không khó nhưng huyên huyên đối với viêm dương huynh không có cảm tình gì mà các ngươi lại náo thành ra như vậy nàng càng không thể nào gả cho viêm tộc các ngươi được các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi lăng tiếu lùi một bước nói hiệu quả hắn muốn đã đạt được lập tức chậm lại ngữ khi nói ra đề nghị cũng không thể quá bức bách viêm tộc bằng không thật sự khai chiến đó cũng không phải là bản ý của hắn kế hoạch khi nắm khi buông của Lăng Tiếu quả nhiên khiến người Viêm tộc dễ chịu, lại cảm thấy thở dài một hơi. Viêm Thiệu Khang cũng biết chuyện hôm nay nếu không cho hai người trẻ tuổi này một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ tiếp tục rằng có cũng không phải biện pháp. Hắn cũng biết muốn dựa vào liên quân áp bách Độc Cô Tấn, đi vào khuôn khổ là chuyện không thể, chỉ có thể trước bàn điều kiện với người trẻ tuổi này. Thật sự không được liền trước ứng phó để bọn hắn rời đi, lại nghĩ biện pháp đối phó vạn thú minh sau. Bọn hắn lần này thật sự là xuất sư bất lợi còn ở trước cửa nhà bị một cái hạ mã uy, thật sự là quá mất mặt danh tiếng cổ tộc đệ nhất thiên tước địa vực. Tốt, chỉ cần các ngươi giao ra thủy nguyên thạch, mặt khác lại bồi thường 100 tỷ thần tinh và 3.000 gốc thần thảo, việc này cho qua. Viêm thiệu khang đáp lời lăng tiếu. Viêm thiệu khang ở viêm tộc nói một hai, những người khác cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì với viêm thiệu khang. Xem ra chỉ có thể tranh tài một hồi rồi. Hạ huyên huyên lộ về tức giận. Viêm thiệu khang yêu cầu thế quả thực là công phu sư tử ngoạng, khiến người khó có thể tiếp nhận. Nếu độc cô tấn ở chỗ này, nhất định sẽ không nói hai lời, khẳng định phải đánh một hồi với viêm thiệu khang. Lúc này, lăng tiếu đột nhiên phá lên cười, ha ha, vị lão gia tử này, ngươi còn không rõ ràng tình huống. Dừng chút hắn còn nói, ngươi có lẽ còn chưa hiểu rõ y ta, muốn thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính, trừ phi các ngươi mang thủy nguyên thạch thuộc tính khác ra đổi mới được, những điều kiện khác cũng đừng nói nữa. Chuyện giữa viêm tộc và vạn thú minh là do các ngươi khiêu khích trước, mới tự nhận ác quả, cho nên vạn thú minh không nợ viêm tộc các ngươi cái gì cũng không cần bồi thường gì cả lăng tiếu nói lời này rất có khí phách thập phần quả quyết không cho viêm thiệu khang nửa điểm tình cảm bằng không người viêm tộc còn cho mình là phương chịu thiệt nữa dù sao lúc trước cũng do người viêm tộc nói lung tung trong vạn thú minh bởi vậy vạn thú minh bắt bọn người viêm dương mà người vạn thú minh cũng không làm gì bọn người viêm dương nhưng viêm tộc lại phái rất nhiều cao thủ tới đòi người mà không phải là tâm bình khí hòa đưa ra ý trao đổi cuối cùng mới dẫn đến việc người Viêm tộc đánh một trận với Vạn Thú Minh, tử thương hơn 200 thần vương. Hiện tại bọn hắn muốn trả thù Vạn Thú Minh, cảm thấy bọn hắn đuối lý trước, tự nhiên muốn thu chỗ tốt rồi. Thế nhưng bọn hắn còn không nhận rõ sự thật, Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên mang nhóm thập nhất giai thánh thú này đến đây, cũng không phải là để đầu hàng bọn họ. Viêm Thiệu Khang giận dữ, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ Lang Nhi Viêm tộc chúng ta lại chết không vậy sao? Ta cho ngươi biết, nếu các ngươi không đáp ứng ta điều kiện này, ta viêm thiệu khang còn chưa dứt lời chu tước thần thú và những thánh thú kia đã lần nữa triển khai khí thế một bộ muốn từ chiến đến cùng viêm thiệu khang biệt khuất hắn tung hoành vinh quang thiên vực nhiều năm rõ ràng tại địa bàn của mình bị người khác uy hiếp lại hết lần này tới lần khác không thể phát tác trong nội tâm khó chịu đến muốn chết ngươi suy nghĩ thật kỹ tất cả đều là do viêm tộc khơi màu trước nếu như ngươi cố ý muốn bồi thường như vậy chúng ta liền chiến đi lăng tiếu sâu kín nói dừng thoáng chút hắn còn nói nếu như các ngươi chịu ngưng chiến như vậy có thể giao dịch thủy nguyên thạch cũng đồng thời có thể đạt được tình hữu nghị của dược minh công hội và thiên long môn chúng ta cái này đối với viêm tộc các ngươi cũng là chuyện rất may mắn rồi các ngươi cần gì phải giết địch một ngàn tự tổn tám trăm chứ quả thật không sáng suốt hừ nói thật hay chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu cho dược minh công hội và thiên long môn sao viêm thiệu khang cực độ khinh thường hừ lạnh nói hắn mặc dù có thể cảm ứng được lăng tiếu là một gã đê giai trí tôn thủy thần nhưng hắn cũng không nhận ra chỉ bằng điểm ấy có thể khiến hai thế lực kia giao hảo, với Viêm tộc. Sai rồi, chỉ bằng ta có thể đại biểu được Dược Minh công hội và Thiên Long môn, giao hảo với Viêm tộc các ngươi." Lăng Tiếu rất khẳng định nói, tiếp theo khí thế của hắn phóng ra ngoài, một đầu kim long như chân thật gào thét bay lên, đồng thời trong tay hắn lại nhiều ra một đạo hỏa diễm như hỏa long, tiếp theo hắn mới lên tiếng, "Viêm Dương huynh có lẽ sớm biết ta là một gã thần dược sư hàng thật giá thật, cũng hiểu rõ ta là người Thiên Long môn." không, phải nói ta cũng là người kim tộc, ta vào không lâu trước đột phá trí tôn thủy thần, lại luyện chế ra trí tôn tuyệt phẩm đan dược, dùng tư cách trí tôn dược thần của ta, còn không đại biểu được hai thế lực lớn giao hảo với các ngươi sao. Trí tôn dược thần, danh xưng trí cao vô thượng này ở trong thiên vực cũng chỉ có mấy người có được. Dù sao muốn đạt tới một bước này, điều kiện chủ yếu chính là bản thân võ giả phải có thực lực trí tôn thủy thần, mới có đủ năng lượng để luyện chế đan dược trí tôn tuyệt phẩm võ giả đạt đến trí tôn thủy thần đã ít càng thêm ít, mà luyện dược sư muốn đạt tới một bước này đã khó càng thêm khó. Dù sao luyện dược sư cả đời đều dùng luyện đan làm chủ, mà lúc đột phá cấp bậc, đa số đều nhịn không được phục dụng đan dược để đột phá, cũng chính vì luyện đan đã tốn hao đại lượng thời gian, lại dùng không ít đan dược tiến giai nên căn cơ sẽ không được vững chắc, còn muốn phẩm giai luyện đan và luyện võ đều tiến giai, tự nhiên sẽ phải cố gắng hơn thường nhân gấp mấy lần, lại có thiên phú kinh diễm mới làm được ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lăng Tiếu ở trước mặt mọi người nói hắn là trí tôn có lẽ sẽ có người tin, dù sao khí tức của hắn vẫn còn đó, chỉ cần người thực lực mạnh hơn hắn là có thể nhìn ra được, nhưng nếu nói hắn cũng là dược thần, bọn hắn vô luận thế nào cũng sẽ không tin. Ha ha, chỉ bằng tiểu tử ngươi mà cũng là trí tôn dược thần, vậy trí tôn dược thần trong thiên hạ này chẳng lẽ không phải đều đi đầy đường rồi sao? Viêm Thiệu Khang dẫn đầu cuồng tiếu nói ngay sau đó viêm tộc trí tôn ở cạnh hắn cũng theo đó bắt đầu mỉa mai. Nói lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi, chẳng qua là may mắn có thể trở thành trí tôn, rõ ràng lại nói mình là dược thần, tưởng là gia châu nào cũng có thể thôi sao. Có lẽ hắn tưởng rằng thân phận thần dược sư chính là dược thần nữa nha, thật sự là tiểu nhi vô tri. Mau chóng đáp ứng điều kiện của chúng ta đi, bằng không không cần biết ngươi là dược thần gì đó cũng phải chết thôi. Nếu không thì lưu lại tất cả những thánh thú này cho viêm tộc chúng ta, việc này cũng có thể coi như xong. Đề nghị này không tệ, lưu những thánh thú này lại, quả thật cũng đủ để bồi thường. Chí tôn thủy thần viêm tộc dường như đều đã coi lăng tiếu như cho cười vậy, vốn không tin lời hắn nói. Chỉ là lúc này, viêm dương lại mở miệng nói, lão tổ tông, ta, ta cảm thấy lăng tiếu huynh chắc có lẽ không nói dối đâu. Dừng chút hắn lại nói, lúc trước ta quen biết hắn ở dược minh công hội, không trưởng lão đã nói với ta lăng tiếu huynh có thực lực bán thủy thần, mà lúc đó hắn lại có thể một lò thần đan ngưng tụ thành hơn ba khỏa dùng thủ đoạn như thế nếu thực lực lại tăng lên trở thành trí tôn dược thần chắc có lẽ cũng không quá khó khăn. Huống chi lăng tiếu huynh dung nhan chắc tuyệt ngay cả hai đại điện chủ dược minh công hội đối với hắn cũng phải lo mắt mà nhìn phá lệ trực tiếp phong hắn làm khách khanh trưởng lão điểm này cũng đủ để chứng minh dược minh công hội coi trọng lăng tiếu huynh thế nào rồi. Viêm dương có lý do tin tưởng lăng tiếu hắn không ngờ tới lăng tiếu vài năm không gặp rõ ràng đã đột phá trí tôn lại căn cứ đủ loại dấu hiệu có thể chứng minh thủ đoạn luyện đan của Lăng Tiếu, tuyệt đối hơn xa hắn, đã có thực lực lại có thiên phú luyện đan, hắn cảm thấy Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần cũng là chuyện hợp lý. Hắn vừa lên tiếng, thần sắc tất cả chí tôn viêm tộc đều chịu cứng ngắc. Viêm Thiệu Khang ở một bên khẽ nhíu mày nói, "Tiểu Dương, chuyện đó ngươi không nói lung tung đấy chứ? Không phải là giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện chứ? Nếu như Lăng Tiếu thật là chí tôn dược thần, vậy hắn không thể không cân nhắc lập trường một chút rồi." Tuy nói hắn cũng là chí tôn dược thần, nhưng lại kết giao một gã chí tôn dược thần, lại có thể đậu vào hai thế lực bá chủ tại thiên vực, chuyện này tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thanh thế viêm tộc bọn hắn, hắn cũng không thể không cân nhắc lại lời lăng tiếu rồi. "Lão tổ tông, ta biết gì nên nói gì không nên, ở trước mặt ngươi ta cũng không dám nói dối, ta thấy không bằng coi như xong đi, nếu thật sự tranh đấu tiếp, đối với viêm tộc chúng ta cũng không có nơi điểm chỗ tốt nào cả." Viêm Dương ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Tuy nói Viêm Dương cũng muốn báo thù thay người Viêm tộc, nhưng nói thế nào cũng là Viêm tộc bọn hắn đuối lý trước, cũng có thể nói là tự rước lấy, trách không được người khác. Viêm Thiệu khang lộ vẻ do dự, hiện giờ người Viêm tộc đã chờ để xuất phát rồi. Nếu thật sự cứ vậy cho qua, thì mặt mũi Viêm tộc bọn hắn để đâu? Nếu vẫn muốn liều tiếp thì đám thánh thú trước mắt này lại khiến hắn đau đầu, nếu không cách nào nháy mắt tiêu diệt bọn chúng, thì đó chính là tai nạn của Viêm tộc bọn họ. So sánh ra thì rất nhiều người đều cảm thấy chỉ có hòa giải mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng đối với đại gia tộc mà nói, có đôi khi mặt mũi còn quan trọng hơn cả tánh mạng. Thật sự là một chuyện khiến người khó giải quyết. Ở trên lưng Chu Tước thần thú, Hạ Huyên Huyên đã khẩn trương tới cực điểm. Nàng lần này gượng chống đến nói chuyện với đám Viêm tộc Chí Tôn, này đã phi thường rất giỏi rồi, nàng hy vọng có thể đạt được kết quả như mình muốn. Lăng Tiếu Lặng Yên nắm chặt tay Hạ Huyên Huyên, một tia lực lượng ôn hòa truyền tới. Hạ Huyên Huyên chỉ cảm thấy một cổ an tâm trước nay chưa từng có. Nàng lướt qua Lăng Tiếu, cảm thấy có đại ca ca ở đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ không có vấn đề gì nữa cả. Viêm Thiệu Khang trầm ngâm hồi lâu sau, mới sâu kín hỏi thăm, ngươi thật có thể lấy ra được Thủy Nguyên Thạch Hỏa thuộc tính. Cái này phải xem Viêm tộc các ngươi có Thủy Nguyên Thạch thuộc tính khác không mới được. Lăng Tiếu bình tĩnh mà đáp. Hắn nghe lời này của Viêm Thiệu Khang liền biết rõ tiếp theo sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Tốt, nếu như ngươi có được Thủy Nguyên Thạch, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trao đổi với ngươi, nhưng Vạn Thú Minh, phải bồi thường cho viêm tộc chúng ta 50 tỷ thần tinh và 1.000 gốc thần thảo. Nếu ngươi không đáp ứng điều kiện này, cho dù hiện giờ khai chiến, viêm tộc chúng ta cũng sẽ không lùi nửa bước. Viêm thiệu khang nói, mặt gia tộc không thể ném, vạn thú minh nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng, bằng không bọn hắn tình nguyện chiến đến cùng, đây chính là chỗ tôn nghiêm của gia tộc. Viêm thiệu khang đưa ra quyết định này là vì vãn hồi chút mặt mũi, cho bọn hắn một bậc thang xuống đài, nếu như lăng tiếu điểm này cũng không đáp ứng, vậy đàm phán phải dừng lại thôi lăng tiếu cũng biết viêm thiệu khang thối lui đến một bước này đã là cực hạn lại không cảm thấy đủ vậy thì hôm nay quyết không êm chuyện được năm mươi tỷ thần tinh và một ngàn gốc thần thảo chúng ta cũng không có lăng tiếu sâu kín nói hắn vừa nói đến đây người viêm tộc liền phóng khí thức ra ngoài tùy thời chuẩn bị xuất thủ chỉ là lăng tiếu lại nói tiếp không biết dùng chút đồ này đến thay thế có được không lăng tiếu nói xong trong tay đã nhiều ra một khoảng ngô đồng quả một cành ngô đồng chi một ngô đồng diệp cùng với mấy viên hỏa thiên thạch Ngô Đồng Thần Thụ một thân đều là bảo ba thứ này của nó tuyệt đối là trí tôn thần tài, tuy nói có chút tranh lệch so với Viêm Thiệu Khang đề nghị nhưng nếu thêm vào những hỏa thiên thạch kia nữa thì cũng đủ rồi. Người Viêm Tộc Nguyên cả đám đều đỏ mắt bởi vì bọn hắn đều nhận ra đây là trí bảo của Ngô Đồng Thần Thụ, cái này đối với trí tôn tu luyện hỏa thuộc tính như bọn hắn mà nói tuyệt đối là thần vật khó lường. Về phần Viêm Diệp kia thấy mấy khối hỏa thiên thạch khổng lồ kia cũng cực kỳ đỏ mắt, chừng đó đủ cho hắn luyện chế không ít thần khí rồi coi như là dùng để luyện chế cổ thần khí cũng dư xài thái ra ra đã nếu vị tiểu hữu này đã thức thời như vậy ta thấy việc này dừng ở đây đi viêm diệp nói ra hắn thân là cao giai trí tôn ở ngoại vực cũng gặp gỡ qua không ít hỏa thiên thạch nhưng loại hỏa thiên thạch được rèn luyện đến không còn chút tạp chất trong niết bàn không gian này lại rất hiếm thấy có thể nói loại này xưng là hỏa vẫn tinh thạch cũng không đủ mặt khác ngô đồng chi kia cũng có thể luyện chế ra cổ thần khí không tầm thường cho nên hắn mới bức thiết như vậy Lúc này, Viêm Thiên Bá ở một bên nói, ta cũng đồng ý lời Diệp trưởng lão. Dù sao vị tiểu hữu này cũng là chí tôn dược thần, chúng ta phải cho hắn chút mặt mũi. Viêm Thiên Bá nhìn chúng chính là khoảng ngô đồng quả kia, niết bàn khởi tử hồi sinh, có thể đạt tới thần hiệu phá rồi lại lập, tất nhiên có thể khiến hắn có cơ hội trùng kích cảnh giới cao giai chí tôn. Chỉ là không chỉ có hắn nhìn chúng ngô đồng quả, mà ngay cả bản thân Viêm Thiệu Khang cũng nhìn chúng ngô đồng quả, hắn kẹt ở trung giai chí tôn đỉnh phong đã thật lâu rồi. Nếu như mạo hiểm nhất bàn một lần, thực lực của hắn nhất định sẽ tiến một bước, tất cả bệnh kín trong người cũng được tiêu trừ, từ đó nâng cao một bước cũng không phải là không được. Lúc này Viêm Thiệu Khang đã động tâm, những thần vương chết đi đã không cách nào sống lại, mà hắn còn có thể tiến dai, còn có thể phát triển viêm tộc càng thêm lớn mạnh nếu không đáp ứng, như vậy hắn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội này. Dù sao cửu đại thần thụ chỉ có một gốc, không có xuất hiện lặp lại, nói cách khác chỉ có Lăng Tiếu mới có thể xuất ra những ngô đồng thần vật này, người khác không thể nào làm được trừ phi bọn hắn có thể tìm được ngô đồng thần thụ chỉ là bọn hắn nếu có thể tìm được đã tìm từ lâu rồi không cần phải chờ tới bây giờ đây chính là cơ duyên có thể gặp mà không thể cưỡng cầu viêm thiệu khang nuốt nước miếng một cái đáp tiểu hữu quả nhiên hào sảng ta tiếp nhận lời cầu hòa của vạn thú minh các ngươi đã có bậc thang xuống đài mặt mũi viêm tộc bọn hắn cũng giữ được rồi vậy chuyện lần này dừng ở đây thôi tốt ta cũng tin tưởng người viêm tộc một lời cửu đỉnh hy vọng tất cả hiểu lầm giữa quý tộc và vạn thú minh đều xóa bỏ cho dù không thể làm bằng hữu, cũng đừng nên là địch nhân." Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đưa thần vật trong tay mình tới chỗ Viêm Thiệu Khang. Hắn không chút lo lắng Viêm tộc sẽ đổi ý, bằng không việc này truyền đi, đối với danh dự Viêm tộc bọn họ sẽ có đả kích rất lớn. Mặt khác, hắn xuất ra những thần vật này không chỉ muốn thay vạn thú minh giải quyết vấn đề, cũng hy vọng có thể giao hảo với Viêm tộc, dù sao thực lực nội tình của Viêm tộc cũng không phải chuyện đùa. Nhiều địch nhân không bằng nhiều một người bạn. Viêm Thiệu Khang thu những thần vật kia vào. Trên gương mặt nghiêm trọng lộ ra dáng cười như gió xuân nói, "Tiểu Hữu thật phách khí, chuyện hôm nay liền xóa bỏ, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của viêm tộc ta, không biết tiểu Hữu có đảm lượng đến viêm tộc ta làm khách một chuyến không?" Chí tôn thủy thần viêm tộc đều nhìn Lăng Tiếu, bọn hắn đều muốn xem thử Lăng Tiếu có dám nhận lời hay không. Dù sao mới vừa rồi còn là địch ta rõ ràng, nhưng bây giờ đã hóa thù thành bạn, nhưng đến cùng là thật hay giả, cũng không ai rõ ràng cả. Cái này cũng chính là lúc xem thử dũng khí của Lăng Tiếu rồi. Hạ Huyên Huyên ở bên người Lăng Tiếu kéo tay hắn khẽ lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Lăng Tiếu căn bản không để ý tới nàng, lập tức cười nói, có gì mà không dám. Lăng Tiếu tài cao mật lớn, hắn dám đến đối kháng viêm tộc cũng đã chứng minh điểm ấy, mà hắn lại tính toán tỉ mỉ, dẫn theo đám thập nhất giai thánh thú kia đến đây, làm ra bộ dáng liều lĩnh, khiến viêm tộc từng bước lâm vào vò bị động. Người trẻ tuổi hữu dũng hữu mưu bực này thật sự là không nhiều lắm. Dưới sự chú ý của đám chí tôn thủy thần viêm tộc, Lăng Tiếu sau khi nói với Hạ Huyên Huyên vài câu, liền một mình một người đi tới đám chí tôn viêm tộc kia. Đại ca ca ngươi bảo trọng đấy, ta về trước báo cho gia gia tin tức này đã. Hạ Huyên Huyên do dự một chút nói với Lăng Tiếu một tiếng, liền dẫn Chu Tức thần thú cùng một đám thập nhất giai thánh thú rút lui khỏi Viêm Thành. Lăng Tiếu không để Hạ Huyên Huyên cùng đến Viêm tộc làm khác cũng là để phòng ngừa. Nhưng người Viêm tộc lại không thể nói gì, dù sao cũng chỉ có Lăng Tiếu đáp ứng đến làm khác, mà không phải là Thiên Nữ Vạn Thú Minh cũng đáp ứng, Hôm nay quan hệ giữa hai thế lực vừa hỏa hoãn, bọn hắn tạm thời không đụng chạm gì nhau cũng tốt, cứ để người trung gian như Lăng Tiếu hóa giải những ân oán này đi. Đương nhiên, Lăng Tiếu biểu hiện ra vẫn là đứng bên phía Vạn Thú Minh, hôm nay hắn náo một trận cũng khiến Viêm tộc cực kỳ mất mặt, mà hắn còn dám bình tĩnh đi bên người những chí tôn Viêm tộc, quả thật phải khiến người lo mắt mà nhìn. Viêm tộc có mấy chí tôn đều ẩn ẩn lộ ra nộ khí muốn ra tay với Lăng Tiếu, nhưng Viêm Thiệu Khang không lên tiếng thì bọn hắn cũng không dám động vừa rồi lăng tiếu có nhiều chỗ đắc tội thật sự là bất đắc dĩ hiện giờ lăng tiếu xin nhận lỗi với các vị lăng tiếu bắt tay thập phần nghiêm túc xin lỗi trí tôn viêm tộc nếu giải quyết được chuyện giữa hai thế lực kia lăng tiếu buông chút mặt mũi cũng sẽ không tiếc thật sự là trẻ tuổi đầy hứa hẹn vốn tưởng rằng ta bồi dưỡng ra tiểu dương đã phi thường xuất sắc rồi tương lai có cơ hội nối nghiệp ta hiện giờ xem ra lăng tiểu hữu đã sớm không thua gì những lão bất từ chúng ta rồi viêm thiệu khang nhìn lăng tiếu đến gần cảm khái vô hạn nói hắn nhìn Lăng Tiếu đang mặc một bộ áo choàng trưởng lão của Dược Minh Công hội, còn đeo huy chương thần dược sư, lại liên tưởng đến lời Viêm Dương nói lúc trước, có lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thật sự đã có tư cách ngồi ngang hàng với hắn rồi. Viêm Dược thần đại nhân thành danh nhiều năm, sao tiểu bối có thể so sánh được? Lăng Tiếu cung kính nói một tiếng. Viêm Thiệu Khang đối với thái độ của Lăng Tiếu cũng coi như thỏa mãn, cũng không nói thêm gì, lập tức phát ra mời nói, có thể nhận thức được một anh kiệt như tiểu hữu, cũng là vinh hạnh của viêm tộc ta thỉnh đến viêm tộc ta một chuyến dứt lời viêm thiệu khang dẫn đầu lao về hướng tộc địa viêm tộc những người khác cũng theo sát phía sau chỉ có viêm dương lưu lại đến bên người lăng tiếu nói lăng tiếu huynh ngươi thật sự là hù chết ta nghĩ đến ngươi muốn là địch với viêm tộc ta ta cho rằng mình đã mất đi một bằng hữu ấy chứ lăng tiếu cười to nói ta cũng không muốn nếu không phải huyên huyên là muội muội ta ta cũng sẽ không lầm vào vũng nước đục giữa hai nhà các ngươi làm gì không có gì quan trọng hơn mạng nhỏ của mình mà Viêm Dương gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không muốn gia tộc đối địch với vạn thú minh, hiện giờ kết quả này đã là tốt nhất rồi. Dừng chút hắn lại nói, đi thôi, đến trong tiểu viện gia tộc ta nghỉ vài ngày, chúng ta cũng tiện luận bàn luyện đan chi thuật một chút. Tốt, chỉ cần trong tộc các ngươi có hảo tử thịt ngon, ta không đi cũng không sao." Lăng Tiếu trêu ghẹo nói. "Đương nhiên là có, chỉ sợ ngươi sẽ chán thôi." Viêm Dương cười nói. "Viêm tộc chi địa có cấm chế Thiên La địa võng do chí tôn thủy thần bố trí xuống." trí tôn bình thường muốn trực tiếp phá hư tộc địa của bọn hắn đều sẽ phải lọt vào sự phản kích của những cấm chế này trong tộc địa bọn hắn hoàn toàn khác với tộc địa kim tộc man tộc cái sau khi cực kỳ đơn sơ mà chỗ viêm tộc lại là từng đám kiến trúc hùng vĩ lộ ra vô cùng xa hoa khí phái như một tòa thành trì khác vậy người đến người đi lộ ra vô cùng náo nhiệt đồng thời bọn hắn còn quy hoạch không ít đất chống dùng để luận võ diễn luyện lại có không ít chỉ dùng để gieo trồng bồi dưỡng linh thảo lăng tiếu theo viêm dương đi đến nghênh khách lâu của viêm tộc đây là nơi viêm tộc tiếp đãi khác quý từ ngoài đến hiển nhiên bọn hắn đã tạm thời buông xuống thành kiến đối với lăng tiếu đã đáp ứng điều kiện của hắn không hề có ích đối địch với vạn thú minh nữa bởi vì lăng tiếu là trí tôn thủy thần lại có thân phận dược thần bất kể thân phận là thật hay giả chỉ bằng vào việc lăng tiếu hôm nay có thể cùng thiên nữ mang theo nhiều thập nhất giai thánh thú như vậy đến đây đã đủ khiến viêm tộc bọn hắn cảm thấy lăng tiếu có thể ngồi ngang hàng với bất kỳ một trí tôn nào trong tộc rồi Huống chi viêm thiệu khang rõ ràng tự mình ra mặt ở chỗ này chiêu đãi lăng tiếu, mấy thủy lão còn lại nguyên một đám đều không dám vô lễ. Chỉ là viêm thiệu khang chỉ để lại mấy người viêm diệp, viêm thiên bá, viêm dương cùng với đương kim tộc trưởng viêm tộc viêm tùng văn, còn có mao lợi đông nữa. Yến tiệc hào tử thịt ngon tự nhiên không thiếu được, mà lăng tiếu trước đây tuy đã đắc tội viêm tộc, nhưng hắn giỏi giao tiếp, đối với người ở chỗ này đều có thể không kiêu ngạo không siểm nịnh, trái phải trò chuyện với nhau thật vui mà người viêm tộc cũng bắt đầu thăm dò thân phận kim tộc của lăng tiếu, cho đến khi lăng tiếu nói ra tên mấy tộc lão trong tộc bọn hắn mới tin tưởng sự thật địa vị của lăng tiếu ở trong kim tộc không thấp. mấy người viêm tộc ở đây cũng bắt đầu tin tưởng, nếu như lăng tiếu thật sự có thận phận chí tôn dược thần, vậy hắn liền có tư cách đại biểu kim tộc liên minh giao hảo với viêm tộc bọn họ, cũng có tư cách khiến quan hệ giữa viêm tộc bọn hắn và dược minh công hội lại tiến một bước. dù sao đa số thủy thần đã đến ngoại vực chiến trường mọi người trung quy đều sẽ gặp gỡ bên kia mới là chiến trường của trí tôn có thể giao hảo với người của hai thế lực lớn này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại mặt khác giữa loại siêu cấp thế lực này sẽ có các loại giao dịch đối phương có thức mình muốn mà bọn hắn lại có thức đố phương muốn chỉ cần quan hệ không trở ngại song phương giao dịch lẫn nhau cùng có lợi cũng là một chuyện tốt người viêm tộc nghĩ thông suốt điểm này cũng không đi so đo chuyện lăng tiếu làm hôm nay nữa hơn nữa, trước đây bọn hắn gây chiến muốn quyết chiến với vạn thú minh, mục đích cũng là vì thủy nguyên thạch. Nếu như lăng tiếu có thể lấy thủy nguyên thạch ra giao dịch, vậy thì bọn họ cũng đã đạt được mục đích, lại không cần hao binh tổn tướng, ngẫm lại cũng là kết cục tốt nhất rồi. Lúc trước, bọn hắn muốn toàn lực đối phó người vạn thú minh, chẳng qua chỉ là muốn phô trương thanh thế, đồng thời cũng muốn nâng cao uy phong đệ nhất cổ tộc của mình. Nhưng ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, tất cả đều có thể bỏ qua dù sao thẻ đánh bạc vừa rồi lăng tiếu lấy ra cơ hồ là độc nhất vô nhị đủ để đả động tâm tư đám bọn hắn rồi hiện giờ vấn đề duy nhất chính là làm sao mới có thể khiến lăng tiếu bằng lòng trao đổi thủy nguyên thạch dựa qua ba tuần viêm thiệu khang cũng trực tiếp cắt nhập chính để nói lăng tiếu tiểu hữu thủy nguyên thạch kia ngươi thật sự làm chủ được sao chỉ sợ độc cô lão đầu không sẽ đồng ý a à. hắn cảm thấy vật trọng yếu như thủy nguyên thạch có lẽ đang ở trên người độc cô tấn còn lăng tiếu chỉ là phô trương thanh thế thôi viêm dược thần đại nhân ta dám nói như vậy tự nhiên là có nắm chắc rồi lăng tiếu đáp vậy ngươi muốn điều kiện gì mới có thể trao đổi viêm thiệu khang nói tiếp theo hắn lại bổ sung ta lấy ba khỏa trí tôn thần đan trao đổi với ngươi có được không lăng tiếu khẽ lắc đầu nói viêm dược thần đại nhân trí tôn thần đan mặc dù không sai nhưng chỉ cần có tài liệu thì tự ta có thể luyện chế cái này không cần dừng chút hắn còn nói ta chỉ có một yêu cầu đó chính là nếu bên phía các ngươi có thủy nguyên thạch thuộc tính nào khác ta sẽ mang ra để trao đổi trên người lăng tiếu có thủy nguyên thạch hơn nữa không chỉ một khối mà có đến hai khối hắn có thể xuất ra khối nhỏ để giao dịch đổi đến một loại thủy nguyên thạch thuộc tính khác cho dù hắn có chút không bỏ nhưng vì tánh mạng lão tổ tông vì tương lai huyền linh đại lục cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích thôi mấy người viêm tộc nghe được ngữ khí khẳng định của lăng tiếu đã biết rõ lăng tiếu cũng không nói dối huống chi lăng tiếu cũng nói không sai Thủy nguyên thạch giá trị rất cao, ngoại trừ trao đổi giữa thủy nguyên thạch ra, cũng chỉ có vài loại trí bảo tuyệt tích thế gian mới có giá trị ngang bằng. Cho nên, viêm tộc muốn đánh chú ý vào thủy nguyên thạch của hắn, nhất định phải xuất ra một loại thủy nguyên thạch thuộc tính khác mới được. Viêm diệp ở một bên cười nhạt nói, tiểu hữu không sợ chúng ta cường đoạt sao. Viêm diệp thân là cao giai trí tôn, tự nhiên có tư cách ở chỗ này nói ra loại lời này rồi. Lăng tiếu cười nhạt, ta tin tưởng viêm tộc còn không đến mức làm ra loại chuyện này với khách nhân của mình dừng chút hắn lại nói, bất quá ta dám đến viêm tộc các ngươi làm khách tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng, có một số việc vẫn không nên nói rõ ràng thì tốt hơn ha ha, lăng tiểu hữu quả nhiên không phải người thường, phần công phu chấn định này, phần dũng khí này thực không phải ai cũng có thể so được, nào, ta mời ngươi ba chén. Viêm Diệp nở nụ cười nói, tiếp theo hắn uống liền ba chén, để bày ý nhận lỗi với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng lập tức uống ba chén, cũng không để lời của Viêm Diệp ở trong lòng, hắn dám tới nơi này tự nhiên có chuẩn bị vạn toàn hơn nữa dùng thực lực của hắn muốn tự bảo vệ mình chắc hẳn không thành vấn đề viêm thiệu khang do dự một hồi nói có phải là thủy nguyên thạch thuộc tính gì cũng có thể đổi không lăng tiếu mừng rỡ nhìn viêm thiệu khang nói đúng vậy bất luận loại thuộc tính nào cũng được tốt chỗ ta có một khối thủy nguyên thạch thổ thuộc tính ta trao đổi với ngươi ngươi đi theo ta viêm thiệu khang trầm giọng nói ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng chuẩn bị mang lăng tiếu đi lấy thủy nguyên thạch thổ thuộc tính lăng tiếu đại hỷ lập tức vươn người đứng dậy đi theo sau lưng viêm thiệu khang một hồi lâu sau lăng tiếu liền theo viêm thiệu khang đến một nơi sau đó hắn bị người viêm tộc tạm thời ngăn lại bảo hắn chờ ở đây lăng tiếu sẽ không để ý chỉ cần viêm thiệu khang có thể lấy được ra thổ thuộc tính thủy nguyên thạch thì tốt rồi cũng không lâu lắm lăng tiếu ở bên kia cảm nhận được một cổ lực lượng bằng bạc đang bắt đầu khởi động rất nhiều lực lượng thổ thuộc tính chuyển ra ba động, mà mảnh địa giới này cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Ở tứ phương có không ít người bị động tĩnh này kinh động. Dòng chính viêm tộc là võ giả hòa thuộc tính, nhưng một ít bổng cung trưởng lão bọn hắn mời chào đến và một ít đệ tử chi thứ, cũng có bộ phận là thổ thuộc tính, bọn hắn chính là ở bên này. Lực lượng chỗ này bỗng biến động, bọn hắn không kinh hãi mới là lạ đấy. Chỉ là bọn hắn, sau khi nghe được mệnh lệnh của các trưởng lão khác liền đều yên tĩnh lại. Viêm thiệu khang thân là trí tôn dược thần, hơn nữa viêm tộc bọn hắn lại là đệ nhất cổ tộc tại thiên tước địa vực tự nhiên có được một ít nội tình không muốn người biết rồi khối thủy nguyên thạch thổ thuộc tính này là lúc trước bọn hắn có được bọn hắn vẫn đợi xem có ai có thủy nguyên thạch hòa thuộc tính không để lấy ra trao đổi đáng tiếc là dù người khác thật sự có thủy nguyên thạch hòa thuộc tính cũng sẽ không lấy ra đổi trừ phi là trí tôn tu luyện thổ thuộc tính mới có thể trao đổi như thế bởi vì không cách nào trao đổi khối thủy nguyên thạch thổ thuộc tính này bởi vậy dứt khoát liền lưu lại cung cấp cho một ít trưởng lão cùng với chi thứ thổ thuộc tính dùng để tu luyện. Chỉ là nếu tính ra thì tác dụng của khối thủy nguyên thạch, thổ thuộc tính này ở trong tộc thật sự không lớn, có thể nói là gân gà. Hôm nay Lăng Tiếu có được thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính, Viêm Thiệu Khang tự nhiên ước gì có thể lập tức giao dịch rồi. Thủy nguyên thạch thổ thuộc tính lớn hơn khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính loại nhỏ, mà Lăng Tiếu thu được, nó thoạt nhìn không khác gì nham thạch bình thường cả, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở phía trên khối thủy nguyên thạch Thổ thuộc tính kia có một mảnh vần dài hẹp cổ quái, như xảo đoạt thiên công vậy, nó không ngừng hấp thu thổ thuộc tính thủy nguyên lực, mang theo trận trận khí tức trầm trọng. Lăng Tiếu nhìn xem nó mà lòng cực kỳ vui mừng, chuyến đi thiên tước một lần có thể tìm được hai khối thủy nguyên thạch, có thể nói thu hoạch rất lớn. Lúc trước, hắn muốn trao đổi với man tộc thủy nguyên thạch thổ thuộc tính, nhưng bọn hắn lại không chịu, nhưng bây giờ đạt được trong tay Viêm tộc, quả thật là phong hồi lộ chuyển rồi. Viêm Thiệu Khang sảng khoái lấy ra thủy nguyên thạch thổ thuộc tính, hắn nhìn lăng tiếu nói mang thủy nguyên thạch của ngươi ra đi đừng nói với ta là ngươi không mang trên người đấy chứ đối với thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính viêm thiệu khang đã nguyện nhất định phải có bằng không hắn cũng sẽ không lập lấy ra thủy nguyên thạch thổ thuộc tính như vậy rồi viêm dược thần đại nhân quả nhiên dứt khoát lăng tiếu lên tiếng cũng lấy ra khối thủy nguyên thạch loại nhỏ mà hắn đạt được bọn người viêm thiệu khang viêm diệp vừa thấy khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính này nhãn thần liền lộ vẻ cực kỳ mừng rỡ Khối thủy nguyên thạch này mặc dù nhỏ hơn khối thủy nguyên thạch, thổ thuộc tính của bọn hắn một ít, nhưng lại lớn hơn khối trong tộc nhiều, nếu hai khỏa thủy nguyên thạch đặt cùng một chỗ, nhất định có thể cho hỏa thuộc tính lực lượng trong viêm tộc trở nên vô cùng nồng đậm. Cái này đối với những tộc nhân bán thủy thần, muốn đột phá chí tôn mà nói tuyệt đối là một đại chí bảo. Bất quá, Viêm Thiệu Khang dù sao cũng là lão hồ ly, hắn đè nén xúc động nói với Lăng Tiếu, khối thủy nguyên thạch này này của ngươi nhỏ hơn không ít, viêm tộc chúng ta rất thiệt thòi. Lăng Tiếu cười nhạt nói, đúng vậy ta cũng biết khối thủy nguyên thạch này đổi thật không công bằng vậy thì chờ để ta tìm thử xem có khối thủy nguyên thạch nào cỡ chừng này không rồi lại đổi đi lăng tiếu là người ra sao sao có thể bị viêm thiệu khang chiếm tiện nghi được quả nhiên hắn vừa dứt lời viêm thiệu khang đã lập tức sửa lời được rồi được rồi ta kết giao bằng hữu với lăng tiểu hữu viêm tộc chúng ta thiệt thòi chút cũng không sao dứt lời hắn đưa khối thủy nguyên thạch thổ thuộc tính kia về phía lăng tiếu lăng tiếu cười cười cũng lập tức đưa khối thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính kia về phía viêm thiệu khang. hai người từng người nhận được thủy nguyên thạch đều cười mở phá lên cười. sau đó lăng tiếu tạm thời ở lại trong viêm tộc một thời gian, mà viêm thiệu khang tựa hồ cũng cố ý khảo nghiệm xem lăng tiếu có phải là trí tôn dược thần hay không, còn đặc biệt đưa ra yêu cầu luận bạn luyện đan chi thuật với lăng tiếu một phen. không luận bàn còn may, sau khi luận bàn qua hắn mới biết được lăng tiếu đối với luyện đan chi thuật am hiểu không thua gì trí tôn dược thần thành danh đã lâu như hắn, thậm chí ở một ít chi tiết, thủ pháp tỉ mỹ còn quỷ dị khó lường hơn cả hắn, thủ đoạn càng thêm hoàn mỹ. Lần này hắn thật sự tin tưởng Lăng Tiếu là trí tôn dược thần không chút nghi ngờ rồi. Bắt đầu từ đó, hắn liền bỏ cao thấp viêm tộc xem Lăng Tiếu như khách quý, mà hắn cũng luận giao ngang hàng với Lăng Tiếu. Để tỏ lòng thành ý, viêm thiệu khang còn tặng cho Lăng Tiếu một ít trí tôn thần tài, hy vọng Lăng Tiếu trở về tới kim tộc, và dược minh công hội sẽ nhắc tới chuyện hữu hảo giữa hai nhà lăng tiếu tự nhiên đáp ứng có thể kết giao với thế lực như viêm tộc tin tưởng kim tộc và dược minh công hội cũng sẽ không chú ý lăng tiếu ở lại viêm tộc chừng nửa tháng liền đưa ra cáo từ hắn nhất định phải quay về vạn thú sơn mạch một chuyến mới được viêm thiệu khang tuy liên tục giữ lại nhưng lăng tiếu đã quyết ý nên cũng không cưỡng cầu nữa lăng tiếu rời khỏi viêm tộc dùng tốc độ của hắn hiện giờ căn bản không cần mượn nhờ không gian trận cũng có thể trực tiếp xuyên thẳng qua không gian rồi tốc độ so với không gian trận còn nhanh hơn không ít đây chính là chỗ lợi hại chính thức của trí tôn thủy thần thoát ly phàm thể. Một gã trí tôn thủy thần muốn đến một mảnh địa vực khác, cho dù không đi vực môn, cũng có thể từ ngoại vực chi lộ xuyên thẳng qua. Lăng tiếu hiện giờ có thể nói là đường làm quan rộng mở. Lần này sau khi trở về hắn có thể tranh công với độc cô tấn lão gia tử rồi, đến lúc đó gõ hắn một ít trí tôn thần tài cũng không đủ à. Nghĩ tới đây, lăng tiếu không khỏi có chút đắc ý. Dù sao trí tôn thần tài đối với hắn cũng rất khó có được đây đều là thứ chỉ có đến ngoại vực không gian mới có thể tìm ra. Đợi sau khi giải quyết xong các vấn đề, không chừng hắn phải đến ngoại vực lưu lạc một phen, hiểu biết một chút về thương vũ thế giới chính thức mới được. Chẳng qua sau khi Lăng Tiếu vừa rời khỏi địa bàn viêm tộc, hắn rõ ràng phát hiện sau lưng có người đi theo. Lăng Tiếu nhíu mày nói, hẳn là người viêm tộc muốn đợi sau khi ta rời đi sẽ đối phó ta a. À? Không đúng. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được hai gã đuổi phía sau hắn đều là chí tôn thủy thần, bất quá thực lực chỉ tương đương hắn thôi, ngược lại không đủ gây áp lực. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng lẩm bẩm nói, nếu đã đến vậy để ta hảo hảo luyện tập chút đi. Hắn sau khi tiến giai thành Chí Tôn Thủy Thần, chỉ ở trong niết bàn không gian đối phó qua hai đầu hỏa diễm thú thập nhất giai thôi, còn chưa đối chiến qua với Chí Tôn Thủy Thần nhân, tộc bao giờ hôm nay chính là một cơ hội tốt, hắn không thể không quý trọng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức xông ra ngoài cửu thiên, dùng thân thể biến thái hiện giờ của hắn đã có thể so với đề giai cổ thần khí đỉnh phong rồi. Những bình chứng kia đối với hắn đã không đáng kể nữa, mà cương phong loạn lưu ở ngoại vực cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hắn cả. Hai người đuổi theo phía sau Lăng Tiếu phát hiện Lăng Tiếu đột nhiên chạy ra khỏi ngoại vực, bọn hắn cũng đuổi theo sau. Lăng Tiếu sau khi xông ra ngoài cũng không rời đi, mà đứng tại chỗ chờ hai người kia xuất hiện. Hai người này Lăng Tiếu từng gặp mặt một lần, nhưng không quá chú ý bọn hắn, bởi vì bọn hắn thực sự không phải là người Viêm tộc, mà là Chí Tôn Thủy Thần Viêm tộc mời đến trợ quyền. Một gã đê giai Chí Tôn đỉnh phong một gã hẳn là vừa vào cảnh giới trí tôn không bao lâu cảnh giới tựa hồ không ổn định lắm hai người này phân biệt gọi hồ nhạc nham động cao hồ nhạc dáng người trung đẳng tướng mạo thường thường nhưng trên mặt đầy dâu vừa nhìn giống hệt như là một người thô lỗ hắn vốn là nhân vật thiên tài của một thế lực nhưng lại bị người làm hại bị đuổi ra khỏi sư môn về sau đạt được cơ duyên một lần hành động trở thành một trong các thiên thần vương chấn động một thời khi đó hắn phản hồi sư môn tiêu diệt tất cả những người từng hãm hại hắn uy danh bắt đầu lan xa nham động cao lại là nhân vật thế hệ trước trong một thế lực tại thiên thức địa vực, hắn đã phí đủ tâm tư để trùng kích đến cảnh giới trí tôn, hắn muốn dựa vào thiên phú bản thân để tiến thêm một bước là chuyện không thể nào nữa, cho nên mới gia nhập vào đội ngũ thảo phạt vạn thú minh lần này, chính là hy vọng có thể đạt được trí tôn thần đan do viêm thiệu khang luyện chế, muốn khiến thực lực lại tiến thêm một bước. bọn hắn sở dĩ tìm đến lăng tiếu, là vì bọn hắn đều là trí tôn tu luyện thổ thuộc tính, mục tiêu của bọn hắn chính là thủy nguyên thạch thổ thuộc tính mà lăng tiếu vừa đạt được bọn hắn biết được tin tức này, đương nhiên là thăm dò được từ trên người tộc nhân viêm tộc rồi. Vốn chuyện này không được truyền ra bên ngoài, nhân viêm hạ long không có chút hảo cảm với lăng tiếu. Lúc hồ nhạc và nham động cao nghe ngóng, hắn liền nói ra tin tức này với hai người họ, còn xúi dục bọn họ động thủ với lăng tiếu nữa. Hai vị sao lại đuổi theo tại hạ. Lăng tiếu hai tay ôm ở trước ngực một bộ khí định thần nhàn nhìn hai người nói. Hồ nhạc cười nhạt nói, chúng ta chỉ là đến cùng các hạ kết giao bằng hữu, chỉ cần các hạ giao ra một kiện đồ vật, hồ nhạc ta ngày sau sẽ coi ngươi như huynh đệ, sao hả? Úc, hai vị cần gì? Chỉ cần tại hạ có, sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của hai vị. Lăng tiếu đáp, đưa thủy nguyên thạch ngươi đạt được trong viêm tộc ra cho chúng ta đi, dù sao ngươi không phải tinh tu thổ thuộc tính, đối với ngươi cũng không có lợi gì, chúng ta có thể cho ngươi một ít trí tôn, thần tài và thần tinh để đền bù tổn thất có được không? Nham động cao ở một bên cười nói. Cùng lúc đó, hắn cùng với hồ nhạc đã tách ra hai phương hướng bọc lấy lăng tiếu, tự hồ chỉ cần lăng tiếu, không đáp ứng lập tức sẽ lập tức ra tay đối phó hắn ngay. Lăng tiếu nhíu thoáng mày một cái, không nghĩ tới hai người này lại vì thủy nguyên thạch thổ thuộc tính mà đến. Lúc cùng với viêm tộc trao đổi thủy nguyên thạch ngoại trừ vài tên trí tôn viêm tộc, cũng không có người ngoài. Không ngờ, tin tức này vẫn truyền ra, có thể khẳng định trong viêm tộc có người không muốn hắn dễ dàng mang thủy nguyên thạch, đi rồi. Lăng tiếu cười lạnh nói, muốn thủy nguyên thạch cũng được, các ngươi có thủy nguyên thạch thuộc tính khác trao đổi là được rồi. Xem ra ngươi vẫn không rõ ý của chúng ta, giao ra thủy nguyên thạch thả ngươi rời đi, bằng không, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt." Hồ Nhạc nhe răng cười một tiếng, khí tức đê giai chí tôn đỉnh phong phong ra ngoài ép tới Lăng Tiếu. Nham động cao cũng phóng xuất ra khí thế của hắn, tập trung lấy Lăng Tiếu, không cho Lăng Tiếu nửa điểm cơ hội chạy trốn. "Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể giữ được ta sao?" Lăng Tiếu vẫn ung dung cười nói, hắn cũng không có nửa điểm lo lắng, hai người này đối với hắn không hề có chút lực uy hiếp nếu như hắn chỉ là đê giai trí tôn thủy thần bình thường, một mình hồ nhạc đủ bắt lấy hắn rồi dù sao mới vào cảnh giới trí tôn, vẫn kém đê giai đỉnh phong một khoảng cách rất lớn. Thế nhưng lăng tiếu lại là thiên vực cổ kim đệ nhất nhân, chiến lực vốn có của hắn cũng tuyệt đối không phải hồ nhạc và nham động cao, có thể tưởng tượng được. Xem ra ngươi là định rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Hồ nhạc khẽ nhíu mày nói. Hồ lão đệ cần gì nói nhảm với hắn, cùng ta bắt lấy hắn, Nham động cao hử lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất thủ với Lăng Tiếu. Trận chiến đầu tiên sau khi Lăng Tiếu tấn chức chí tôn thủy thần lặng yên khai hỏa. Lăng Tiếu chân thân và thần hồn song song đều là đê giai chí tôn, chỉ là chân thân mới thành lập cảnh giới, mà thần hồn lại là đê giai đỉnh phong, vẫn là một mạnh một yếu. Nhưng mình hắn đã tương đương với hai gã chí tôn rồi, huống chi hắn còn có cổ hoàng thần công có thể tăng phúc mấy chục lần chiến lực nữa. Muốn động đến hắn trừ phi là cao giai hơn hắn, bằng không đừng mơ chặn được hắn chỉ là hồ nhạc và nham động cao lại cho rằng lăng tiếu chỉ là trí tôn sơ thành lại mất đi đám thánh thú của vạn thú minh trợ giúp hai người bọn họ muốn bắt người còn không phải dễ dàng sao nham động cao tính tình không tốt đối với tiểu tử miệng còn hôi sữa như lăng tiếu cũng không để vào mắt hắn cảm thấy lăng tiếu sở dĩ có thể đạt đến cảnh giới trí tôn nhất định là do nhận được truyền thừa nghịch thiên hơn nữa chỉ là trí tôn sơ thành chiến lực khẳng định không được tốt lắm nham động cao là vào mấy chục năm trước trở thành trí tôn thủy thần cảnh giới một mực không vững chắc lắm, khí thế kém xa lăng tiếu, nhưng hắn lại không rõ ràng điểm này. chí tôn thủy thần ra tay đều là kinh thiên động địa, tuyệt đối không phải bán thủy thần có thể so sánh được. chỉ thấy nham động cao song trưởng đều xuất hiện, trước người hắn lập tức xuất hiện mảng lớn thạch thứ loạn lưu, thạch thứ đáng sợ kia hóa thành thứ vũ đầy trời đánh tới lăng tiếu. không gian mà những thạch thứ này bao phủ trọn vẹn chiếm cứ mười mấy vạn dặm, thậm chí là mấy mươi vạn dặm, đủ để hủy diệt đi hơn mười thành trì rồi. Đây mới chỉ là lực lượng do Chí Tôn Thủy Thần tiện tay khẽ vẫy thôi đấy." Lăng Tiếu chiến ý nghiêm nghị, có hai đối thủ cùng giai, vừa vặn để hắn lấy ra thử đao, hắn chỉ hy vọng hai tên này đừng bại nhanh quá mới tốt. Lăng Tiếu cũng không để thăng chiến lực, trực tiếp mua lấy thức thứ nhất Đế Long Diệt Thiên Quyết, Đế Long Diệu thế đón nhận nham động cao. Kim Long gào thét trăm vạn dặm, khí thế bàng bạc khí thôn sơn hà vô cùng uy vũ bá đạo. Rầm rập. Vạn Trượng Kim Long chi thân trực tiếp chấn khiến rất nhiều thạch thứ nát bấy sụp đổ mất tiếng long ngâm kinh khủng kia cùng với long trưởng đánh tới nham động cao nham động cao vốn bị sóng âm chấn khiến đầu váng não chướng không thôi mà những kim long trưởng ảnh kia đã lập tức đến trước người hắn đánh lên trên người hắn khiến thân thể của hắn bị lõm xuống máu tươi tung tóe ra nham động cao liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể bay ngược ra ngoài hồ nhạc lập tức kinh hãi hắn không do dự lập tức lựa chọn động thủ một đầu địa thứ long hư ảnh lập tức lao tới sau lưng lăng tiếu long khẩu khổng lồ thôn phệ tới lăng tiếu muốn một chiêu hạ gục lăng tiếu. Lực lượng hồ nhạc mạnh hơn nham động cao rất nhiều, uy lực do hắn ra tay tự nhiên cũng có tính uy hiếp hơn nham động cao rất nhiều. Chỉ một đầu địa thứ long cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lăng tiếu khinh thường nói một tiếng, thân ảnh lướt động, lại là một hồi kim long trưởng đánh ra. Kim long khí thế uy vũ, đụng vào địa thứ long kia, cũng tạo thành động tĩnh cực kỳ đáng sợ. May mắn nơi này là ngoại vực, không cần lo lắng những lực lượng bắn ra sẽ phá hủy hoàn cảnh xung quanh kim long khí thế cực tràn đầy trực tiếp phá tan địa thứ long của hồ nhạc tiếp theo gào thét về phía hồ nhạc chỉ là hồ nhạc không chỉ có chút thủ đoạn ấy hai đấm hắn đồng thời bay múa lại có mấy đầu địa thứ long từ tứ phương đánh giết ra mặt khác lại có hai đầu trùng kích tới lăng tiếu trong đó còn ẩn chứa lực trùng kích của vô số loạn thạch lăng tiếu chiến ý đại thịnh trực tiếp đón nhận những lực lượng này trực tiếp bắt giết địa thứ long đánh tan những loạn thạch kia Lăng Tiếu không tăng thực lực lên thì có chút vô lễ rồi, nhưng nhục thân hắn vốn đã biến thái, ứng phó lực lượng của đê giai trí tôn đỉnh phong như hồ nhạc vẫn trong phạm vi, chỉ bất quá hắn cũng bị xung kích khiến có chút chật vật. Đây dù sao cũng là nguyên chi trụ vũ lực lượng của hồ nhạc, lực lượng ẩn chứa cực kỳ bá đạo dị thường. Hồ nhạc thấy Lăng Tiếu có thể đỡ được công kích liền nổi giận gầm lên một tiếng, vùng vẫy dãy chết, chuẩn bị chịu chết đi. Hắn lăng không mà lên, đã đến trên đỉnh đầu Lăng Tiếu, tay liền kéo ra hơn 10 đạo loạn lưu không gian chi lực, Vô số loạn thạch từ trong vết nứt không gian tràn ra ngoài. Công kích của trí Tôn Thủy Thần đều là thực chất cả, những loạn lưu thạch này cũng đều là tồn tại chân thật, mà không phải là hư ảnh ngưng tụ thành, lực trùng kích của chúng khổng lồ cỡ nào, có thể phá hủy cả mảng lớn khu vực. Hồ Nhạc động thật sự rồi, bộ dáng hoàn toàn như muốn dồn Lăng Tiếu vào chỗ chết vậy. Nham động cao ở bên cũng không nhàn rỗi, hắn ở bên đánh qua, phong kín tất cả đường lui của Lăng Tiếu, không để cho Lăng Tiếu nửa điểm cơ hội. Nhưng mà vào lúc đó, Lăng Tiếu đã biến chiêu, Đế Long Diệt Thiên quyết thức thứ tư phần dương phái nhật. Từng nắm đấm cực lớn như diễm dương trùng kích mà đi, một quyền hừng hực thế lửa phần thiên, một quyền cuồn cuộn chiến ý phá nhật. Trong phiến hư vô không gian ngoại vực này, bắn ra lực lượng bá đạo cực kỳ chói mắt, tất cả đều phá hủy hoàn toàn loạn thạch lưu đánh đến. Lăng Tiếu không để thăng chiến lực, nhưng uy lực Đế Long Diệt Thiên quyết cũng đủ để lay động đê giai chí tôn đỉnh phong rồi. Dù sao lúc trước hắn ở cảnh giới bán thủy thần đã dùng Đế Long Diệt Thiên quyết, Đối phó với thập nhất giai thánh thú, càng giao thủ với trí tôn man tộc cũng chưa từng thua kém, đủ thấy uy lực khủng bố của Đế Long Diệt Thiên Quyết rồi. Lực lượng bị bức ra khiến hồ nhạc cùng với nham động cao đều vô cùng hoảng sợ. Lại lợi hại như thế, chúng ta không thể lại bảo lưu nữa, mau chóng tiêu diệt hắn. Hồ nhạc kinh hô với nham động cao tiếp tục gia tăng lực lượng ra tay với lăng tiếu. Một mảnh địa thứ long dài hẹp vô cùng hung mãnh, rất nhiều loạn thạch lưu càng không ngừng mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn bao phủ lấy lăng tiếu nham động cao cũng kéo ra vô số thạch thứ thạch thứ bén nhọn kia tuyệt đối có thể đâm thủng vạn vật oanh hủy hết thảy hai cổ lực lượng đê giai trí tôn điệp ra cùng một chỗ vùng cương phong bên này bị tàn sát bừa bãi nhộn nhạo ra xa xa những loạn lưu lực lượng cũng bị bức về phía xa tới hay lắm đối mặt lực lượng hủy thiên diệt địa dòng máu hiếu chiến của lăng tiếu sôi trào tới cực điểm hắn sợ hãi giống một tiếng hòa quyền lại lần nữa xuất kích rầm rập lực lượng hủy diệt cuồng bạo càng không ngừng trùng kích, vô số loạn lưu đụng nhau, lực lượng tạo thành oanh động khoách trương ra phạm vi cực lớn, nếu giờ đang ở dưới địa vực, nhất định có thể hủy diệt mảng lớn phạm vi, ảnh hưởng đến hàng ngàn sinh linh rồi. Đây chính là duyên cớ vì sao Chí Tôn Thủy Thần không thể ra tay trong thiên vực. Cho dù tử chiến, cũng không thể hủy diệt nơi nhân tộc sinh tồn, việc đó tương đương với hủy đường sống của hậu đại, bị tất cả võ giả căm thù, chắc chắn sẽ có càng nhiều Chí Tôn Thủy Thần ra tay diệt sát người vi phạm quy củ kia ba người đại chiến, động tĩnh gây ra cực lớn, nhưng ở trong trụ vũ bao la bát ngát ngoài ngoại vực, này lại lộ ra không chút ý nghĩa nào cả. Hồ Nhạc và Nham Động Cao càng đánh càng kinh hãi, bọn hắn vốn tưởng rằng có thể đơn giản bắt được Lăng Tiếu. Không ngờ, Lăng Tiếu chiến ý kinh người như thế, hơn nữa thuộc tính lực lượng giao thoa càng khiến người khó lòng ứng phó bọn hắn, đều có chút hối hận đã tìm đến Lăng Tiếu, nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể kiên trì tiêu diệt Lăng Tiếu cho bằng được, cướp lấy thủy nguyên thạch kia. Lăng Tiếu đã đại khái nắm rõ thực lực hai người này rồi, bọn hắn tới tới lui lui đều là những công kích này, bọn hắn kỹ cùng rồi. Lúc này mới là lúc Lăng Tiếu chính thức phản kích, nguyên chi trụ vũ lực lượng của Lăng Tiếu bộc phát. Chỉ thấy các loại thủy nguyên lực lượng ở loạn lưu không gian bên này, đều bị hắn ngưng tụ lại với nhau, chỉ thấy vô số thanh đăng tiên hoa hiện ra, càng có kim sắc lăng vương, hỏa sắc kỳ lân, kim long chân long, mưa đá, gió lạnh, miệng núi lửa, đủ loại dị tương bị hắn dùng thủy nguyên lực ngưng tạo thành chúng bí mật mang theo khí tức đến từ thái cổ, phân biệt đánh tới hồ nhạc cùng với nham động cao. Giống giống, thần vương là có thể lợi dụng thần lực tạo vật rồi, nhưng vật do thủy thần tạo thành mới có thể càng thêm chân thật, bất luận kẻ nào dưới trí tôm muốn phân biệt ra tuyệt đối không hề dễ dàng. Nhìn xem các loại lực lượng chi vật bỗng nhiên hiện ra, hồ nhạc và nham động cao đều chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết đây là nguyên chi trụ vũ lực lượng của lăng tiếu, nhưng cái này cũng hơi bị kinh khủng đi. Những thanh đằng kia điên cuồng loạn trường cuốn tới bọn hắn, vô số hoa ăn thịt người lăng không hiện ra cắn tới đỉnh đầu bọn hắn nhanh chóng phản kích nổ nát những thanh đằng thực nhân hoa kia nhưng chúng bị hủy rất nhanh lại dài ra hơn nữa đầu biến dị lang vương cùng với hai đầu thần thú kia lại ở cạnh trùng kích qua lực lượng của bọn nó có thể so với tồn tại thập nhất dai mưa đá theo âm phong cuồng cạo miệng núi lửa lại bộc phát như thiên tai năm loại lực lượng toàn bộ đánh tới bọn hắn những lực lượng này tuyệt đối không phải lăng tiếu năm đó ở cảnh giới thiên tôn hoặc huyền đế có thể so sánh được Hồ Nhạc và Nham Động cao dốc hết toàn lực phòng ngự, bọn hắn đều là thổ thuộc tính, cảm thấy ở đồng bậc muốn phá được phòng ngự của bọn hắn cũng không có nhiều người. Nhưng những lực lượng của Lăng Tiếu lại cường đại kinh người, những thanh đằng kia trực tiếp quấn tới đầu bọn hắn, một đầu Lăng Vương cùng và hai đầu thần thú kia càng trực tiếp phá tan phòng ngự của bọn hắn, lực lượng khác càng theo đó tràn đến, càng không ngừng tàn sát bừa bãi thân thể bọn hắn. Bọn hắn toàn lực chống cự, vẫn bị đánh đến thương tích đầy mình, vết máu loang lổ, bộ dáng vô cùng chật vật không chịu nổi bọn hắn cực kỳ sợ hãi, biết rõ lực lượng lăng tiếu quả thật hơn bọn hắn nhiều lắm. nếu lại cứ tiếp như thế, người chết sẽ chỉ là bọn hắn thôi. quả nhiên là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lỗ lớn rồi. hai người bọn họ cũng không biết có phải là tâm hữu linh tê hay không. sau khi ngăn cản lớp công kích này của lăng tiếu, rõ ràng tách ra hai hướng lập tức chạy trốn. bọn hắn cũng không biết xấu hổ xưng mình là trí tôn thủy thần, rõ ràng lại không có cốt khí trốn đi, thật sự khiến người quá thất vọng. Bất quá, Lăng Tiếu há lại để bọn hắn như nguyện. Đã muốn đánh chú ý vào ta, vậy thì lưu lại làm khôi lỗi cho ta đi. Lăng Tiếu nhe răng cười một tiếng, thần hồn phân thân hiện ra, chân thân và thần hồn chia làm hai đường đuổi theo bọn hắn. Lần này, Lăng Tiếu không chút giữ lại, mấy chục lần chiến lực bão tố tăng lên đến cực trí, phong lực lượng càng toàn lực triển khai. Đế Long Diệt Thiên Quyết Thức Thứ Năm, Cuồng Ảnh Tê Thiên. Ở ngoại vực là nơi cương phong tung hoành, lực lượng một chiêu này được tăng phúc không ít trực tiếp đánh cho hai người hồ nhà không rõ đông tây nam bắc, thần thể tổn hại nặng nề, thần huyết vẩy ra không ngớt. Tha, tha mạng. Nham động cao đầu tiên chịu không được, đối với Lăng Tiếu phát ra tiếng ai khiếu cầu xin tha thứ. Hồ Nhạc cũng không kiên trì được bao lâu, cũng là phải lên tiếng đầu hàng chịu thua, ta. Chúng ta nhận thua rồi, thỉnh thả cho chúng ta một mạng đi. Trong lòng Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao hối hận muốn chết. Bọn họ không nghĩ đến lăng tiếu tuổi còn nhỏ liền mạnh như thế, không chỉ đột phá cảnh giới trí tôn thủy thần, liền ngay cả lực chiến đấu cũng là biến thái muốn chết, hoàn toàn lực áp đồng giai bọn họ. Cần biết Hồ Nhạc đã là đề cấp trí tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới mới, thành tựu tồn tại càng cường hãn hơn. Mà giữa Tân Chí Tôn cùng trí Tôn lâu năm cũng có chênh lệch trên thực lực, nhưng mà ở trước mặt Lăng Tiếu lại là không hề thể hiện ra. Nếu như biết Lăng Tiếu biến thái như thế, cho dù bọn họ lại thêm một cái Chí Tôn đồng giai đến đây, bọn họ cũng không dám lại đánh lần nữa. Lăng Tiếu sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? đáp án này nhất định là phủ định đấy lăng tiếu dù luôn luôn nhận thấy mình là người hiền lành nhưng mà lúc đối mặt với địch nhân lại chưa từng có nương tay qua hồ nhạc cùng nham động cao trực tiếp bị chân thân cùng thần hồn phân thân của lăng tiếu oanh đến thần thể một lần lại một lần nữa bạo toái đạt tới trí tôn thủy thần thân thể đã rất cường đại coi như là bị hủy đi cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục chỉ bất quá là cần tiêu hao rất nhiều thần lực mà thôi mà cử động lần này của lăng tiếu chính là vì tiêu hao hết sạch thần lực của hai người giảm bớt thần hồn lực của bọn họ vì thế đem bọn họ nhất cử không chế hai cái khôi lỗi tốt như vậy bọn họ tự mình đưa đến cửa lăng tiếu tự nhiên là muốn vui vẻ nhận lấy rồi bây giờ hắn đạt tới trí tôn thủy thần rồi chính là cần càng nhiều trợ thủ thay hắn đi tìm trí tôn thần tài cùng với thủy nguyên thạch đồng thời đây coi như là thành viên nòng cốt để tổ kiến thế lực của mình vì chính mình tung hoành thiên vực hoặc là hoành hành vực ngoại tăng thêm càng nhiều bảo đảm hồ nhạc cùng nham động cao cảm nhận được lăng tiếu là sẽ không bỏ qua cho bọn họ nhưng mà bọn họ muốn trốn lại là không làm được, tốc độ cùng lực lượng của Lăng Tiếu không biết là gấp bọn họ bao nhiêu lần. Cuối cùng bọn họ bị Lăng Tiếu oanh bạo không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc là không cách nào chống đỡ liền hấp hối rồi. Bọn họ đều tuyệt vọng rồi, cũng đã nhận mệnh rồi. Bất quá hồ nhạc kia lại muốn tự bạo cùng Lăng Tiếu đồng quy vô tận. Đáng tiếc ở trước khi hắn tự bạo thì thần hồn của hắn lại là bị tỏa hồn chú của Lăng Tiếu cường hành tỏa định lại. Nham động cao kia cũng không ngoại lệ, rất nhanh đều bị Lăng Tiếu khống chế được thoáng cái liền thu hai đại chí tôn thủy thần, tâm tình của Lăng Tiếu cao hứng cực kỳ, có hai tên chí tôn, hắn còn có nội tình. Sau khi Lăng Tiếu thu hai người này, đắc ý cười cười, xem ra vẫn giống như trước kia, bên trong đồng giai khó tìm đối thủ. Nói xong hắn phi hân hướng về phía Vạn Thú Minh mà trở về. Độc Cô Tấn ở Vạn Thú Minh xa xa, cũng sớm nhận được tin tức mà Huyên Huyên mang cho lão. Lúc mới bắt đầu lão rất tức giận Lăng Tiếu mang theo Hạ Huyên Huyên, mạo hiểm lớn như vậy, nếu là viêm tộc thật sự liều lĩnh mà đem bọn họ lưu lại bọn họ liền đừng nghĩ chạy được còn may hạ huyên huyên bình an trở về trong lòng độc cô tấn là vừa kinh vừa mừng bởi vì chuyện đã được giải quyết viên mãn hắn còn có thể nói được cái gì bất quá lúc lăng tiếu trở về độc cô tấn vẫn là không nhịn được mà của trách lăng tiếu một phen nói hắn không nên mang theo hạ huyên huyên cùng đi mạo hiểm càng nhắc nhở sau này tuyệt đối không thể lại làm loại chuyện này lăng tiếu cũng là không có tranh công ngược lại hạ thấp tư thái tùy ý độc cô tấn tùy tiện nói mà không ngần ngại. Bởi vì kính già yêu trẻ luôn luôn là truyền thống mỹ đức của hắn. Cuối cùng độc cô tấn cũng là mắng đến mệt mỏi, cũng không lại tính sổ lăng tiếu nữa, ngược lại cho lăng tiếu một cái không gian giới, bên trong cư nhiên chứa không ít thần tài, trong đó cũng bao gồm một ít trí tôn thần tài. Nhìn ra được độc cô tấn lão gia tử còn là vô cùng cảm kích lăng tiếu, vì vạn thú minh bọn họ làm hết thảy. Lão gia tử, ngươi còn có thần tài hay không? có cần ta lại giúp ngươi luyện chế một chút đan dược hay không? Sau khi Lăng Tiếu đem không gian giới kia cất đi liền cười hỏi. Tạm thời không cần, lần trước kia đưa cho ta một ngàn khỏa kia, cũng đủ cho những tiểu tử kia tiêu hao một ít thời gian rồi. Độc cô tấn khoát khoát tay nói. Lão gia tử ngài cân nhắc rõ ràng chưa? Ta nhưng là phải trở về thiên nguyên địa vực. Lăng tiếu lại một lần nữa cường điệu nói. Đi đi, ngươi tiểu tử này can đảm quá lớn, ta không thể để cho huyên huyên rời đi cùng ngươi. Độc cô tấn nói. Trước đây lão vì nghênh đón quyết chiến với viêm tộc mới bỏ được để cho hạ huyên huyên, rời khỏi lão, hôm nay nguy cơ đã giải trừ, lão tự nhiên không hy vọng lăng tiếu đem hạ huyên huyên mang theo. Ừ, huyên huyên vẫn là ở lại bên cạnh lão gia tử ngài mới tốt, dù sao ta bây giờ đạt tới trí tôn muốn đến gặp nàng cũng rất dễ dàng. Lăng tiếu nhẹ đáp, ngươi không đến cũng không sao. Độc cô tấn tựa hồ ước gì lăng tiếu mau chóng rời đi, dường như sợ lăng tiếu bắt cóc huyên huyên. Hạ huyên huyên ở một bên kiểu thanh nói, ra ra, ngươi đừng gấp gáp đuổi đại ca ca đi như vậy, đợi chút nữa ngươi sẽ cầu xin đến trên người đại ca ca đấy. Độc cô Tấn có chút khinh thường nói, chuyện cười, tiểu tử này là may mắn trở thành trí tôn thủy thần, nhưng mà cũng bất quá là vừa mới tiến dai mà thôi, ta nhưng có chuyện gì sẽ cầu đến trên đầu của hắn được. Xác thật độc cô Tấn, đối với lăng tiếu đột phá trở thành trí tôn thủy thần cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng coi trọng tiền cảnh của Thiên Long, nhưng mà không có nghĩa là lão sẽ kéo xuống mặt mũi đến nịnh hót lăng tiếu, để lăng tiếu ở lại vạn thú minh bọn họ hạ huyên huyên mang theo vài phần giảo hoạt nói ra ra nếu như ta cho ngươi biết đại ca ca kỳ thật đã là một gã trí tôn dược thần hàng thật giá thật ngươi có hay không cầu hắn thay vạn thú minh ta luyện đan đây chuyện cười cho dù hắn là trí tôn dược độc cô tấn không cho là đúng nói chẳng qua là lời của hắn còn chưa nói xong thần sắc liền cứng lại sau đó nhìn lăng tiếu kinh hô tiểu nha đầu ngươi ngươi nói hắn đã là trí tôn dược thần Hạ Huyên Huyên cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên rất cao nói, "Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn đại ca ca là ai, hắn ngay từ lúc ở Nhất Bàn không gian liền thành tựu chí tôn dược thần, nhưng là có thể cùng lão bất tử của Viêm tộc kia ngồi ngang hàng, ra ra ngươi nói, ngươi còn muốn cầu đại ca ca hay không?" Ở trong mắt nàng phảng phất giống như hết thảy vinh dự của Lăng Tiếu, chính là vinh dự của nàng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Độc Cô Tấn nhìn Lăng Tiếu, trên khuôn mặt gầy gò cứng nhắc kia lộ ra nụ cười có vài phần nhiệt thành. Sau đó nhìn Lăng Tiếu nói, "Lăng Tiếu ngươi cái hài tử này cũng thật là, cư nhiên thành chí tôn dược thần cũng không nói với gia gia một tiếng, có phải là đem gia gia trở thành người ngoài rồi hay không?" Trung thực mà nói, lúc trước ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy là nhất biểu nhân tài, anh tuấn bất phàm, dung nhan chắc tuyệt, phong lưu tiêu sái. Ngươi cùng Huyên Huyên lại là huynh muội, ta sớm đem ngươi trở thành giống như thân sinh tôn tử để đối đãi rồi." Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên, nghe thấy lão gia tử luôn luôn nghiêm cẩn lại nói ra một đống lời khen như vậy, lập tức là da gà đều nổi lên rồi. Ở trong lòng Lăng Tiếu đổ mồ hôi nói, luận đến công phu vỗ mông ngựa này, bổn cung so với lão gia tử thật sự là khác biệt giữa trời và đất. Hạ Huyên Huyên cười to nói, ha ha, da mặt của gia gia ngươi thật dày, ngươi không phải là nói không muốn nhận đại ca ca làm tôn tử sao? Làm sao bây giờ lại biến quẻ rồi? Độc Cô Tấn vẻ mặt chính khí nói, làm sao như vậy được, ta cho tới bây giờ đều chưa nói như vậy, nhất định là ngươi nhớ nhầm rồi thiên tài giống như đại ca ca của ngươi là có một không hai, làm ca ca của ngươi cũng chính là làm tôn tử của ta liền thích hợp nhất. Thật là bị ngươi đánh bại rồi, ra ra, ta còn là lần đầu tiên phát hiện tài ăn nói của ngươi thật tốt. Hạ huyên huyên cười nói, khuôn mặt của độc cô tấn có chút trụ không được, vội vàng đối với hạ huyên huyên khoát khoát tay nói, đi đi, ngươi trước sang một bên chơi, ta và đại ca ca ngươi nói vài lời. Bị ta nói chúng rồi sao, ta liền nói ngươi chắc chắc sẽ cầu đến đầu của đại ca ca mà. Hạ Huyên Huyên lại nói một tiếng với Độc Cô Tấn, sau đó đối với Lăng Tiếu cười cười, mới tung tăng mà rời đi. Hai tử này, đều bị làm hỏng quen rồi. Độc Cô Tấn nhìn Hạ Huyên Huyên rời đi, lau mồ hôi một cái nói. Tiếp theo lão nhìn về phía Lăng Tiếu hóa ra nụ cười giống như tắm gió xuân nói. Cháu ngoan, ngươi trở thành trí tôn dược thần sao không sớm nói với ta một tiếng, cùng ra ra ta quá không để ý rồi, đây nhưng là không được. Nếu là lúc ngươi đi viêm tộc có chuyện gì? Độc Cô Tấn càng nói càng là đầu nhập vào. Lăng tiếu thật sự là chịu không nổi mà ho nhẹ mấy cái nói, khụ khụ. Lão gia tử trước tạm dừng một chút, ta tính toán trở về thiên nguyên địa vực đi rồi. Ai nha, hài tử ngươi làm sao có thể như vậy, huyên huyên nhưng là không hy vọng ngươi đi, ra ra cũng không nỡ rời ngươi. Độc cô tấn đương nhiên không muốn để lăng tiếu hiện tại rời đi nha. Chí tôn dược thần nhưng là loại người tôn quý nhất bên trong thiên vực, bọn họ có thể luyện chế chí tôn thần đan, nhưng là ở đâu cũng được hoan nghênh nhất đó. Độc cô tấn làm sao nghĩ tới lăng tiếu, ở sau khi đột phá trí tôn liền thuận thế trở thành trí tôn dược thần, đây khiến cho lão bất ngờ. Bằng không lúc trước lăng tiếu thuận theo muốn gọi lão là gia gia, lão khẳng định liền đáp ứng rồi. Bây giờ lão phải đem mặt mũi kéo xuống, cũng muốn cường hành nhận cái tôn tử lăng tiếu này. Có thể để một trí tôn dược thần làm tôn tử của hắn là vinh dự bực nào, đây nhưng là phong quang thật lớn. đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lão hy vọng lăng tiếu có thể tạm thời lưu lại thay lão luyện chế một ít trí tôn thần đan rồi. Nhìn Độc Cô Tấn lão gia tử chuyển biến thái độ, Lăng Tiếu cũng là vô cùng không nói được gì rồi. Hắn lại một lần nữa nói, "Lão gia tử, ở trước lúc ta rời đi lại thay ngươi luyện chế một ít đan dược đi, bất quá tài liệu này vẫn cần ngươi cung cấp, ta nhưng không có biện pháp cầm ra." Độc Cô Tấn lập tức giống như gà nhỏ mổ thóc mà liên tục gật đầu nói, "Đương nhiên đương nhiên, tài liệu này chúng ta xuất ra, chúng ta xuất ra. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi lấy, ta lập tức đi chuẩn bị." nói xong độc cô tấn lập tức biến mất ngay tại chỗ rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão thân là trung cấp trí tôn, chân tàng khẳng định không ít, nhưng mà lão nhưng nghĩ tới chỗ tốt cho những người khác ở trong minh, tinh toán một lần đem đại bộ phận trí tôn, thần tài đều nhất nhất tụ tập ở chung một chỗ để lăng tiếu, thay bọn họ luyện đan. Phải biết rằng sau khi bỏ qua một lần cơ hội này, có trời mới biết khi nào lăng tiếu sẽ lại đến vạn thú minh bọn họ nhìn độc cô tấn vội vã rời đi, lăng tiếu cười khổ một tiếng cũng không nói cái gì, dù sao hắn nhìn ở trên mặt mũi của hạ huyên huyên, chắc chắn sẽ thay độc cô tấn lão ra tử luyện mấy khỏa trí tôn thần đan, bằng không hắn cũng sẽ không lên tiếng mà hỏi rồi. Đây coi, như là trước lúc ly biệt làm một chút chuyện ở trong năng lực cho vạn thú minh đi. Đây đối với hắn ngày sau mà nói, người của vạn thú minh coi như là một trong những minh hữu của hắn rồi. Lăng tiếu không khỏi thầm thở dài một tiếng, thân phận trí tôn dược thần này quả nhiên là có lực hiệu triệu kinh người liền ngay cả lão gia tử đều thất thố như vậy xem ra ngày sau ta phải hào hào lợi dụng một chút mới được lúc độc cô tấn lần nữa trở về liền đưa cho lăng tiếu một cái không gian giới khác bên trong có chứa thần tài còn thật khiến cho lăng tiếu kinh ngạc quả nhiên không hổ là siêu cấp thế lực có thể tề danh với viêm tộc bọn họ đã truyền thừa vô số vạn năm nội tình còn thật là tương đối phong hậu huống chi bọn họ là tuần thú sư có thể ngự giá rất nhiều thánh thu ở vạn thú sơn mạch bọn họ muốn thu hoạch các loại thần thảo tự nhiên là không có chuyện gì khó khăn rồi chỗ tài liệu này tùy tiện ngươi sử dụng ta chỉ yêu cầu ngươi ít nhất thay ta luyện chế ra năm quả trí tôn thần đan đây hẳn cũng đủ đi độc cô tấn hỏi mỗi một quả trí tôn thần đan cần nhiều tài liệu không đếm hết độc cô tấn cũng không biết đan phương cụ thể cấp cho lăng tiếu những chân tàng này cũng không đi tính toán có phải là cho lăng tiếu nhiều thần tài hay không chỉ hy vọng những thứ này có thể đổi lại cho lão năm quả trí tôn thần đan liền thỏa mãn rồi lăng tiếu nhìn từng đống tài liệu đủ loại thuộc tính lộn xộn ở bên trong ánh mắt đều sáng lên rồi những thần tài này có không ít là trí tôn thần đan cần đến nhưng mà cũng có không ít lại không dùng dược nhưng mà muốn luận đến số lượng cùng giá trị xác thật không chỉ là năm quả trí tôn thần đan đương nhiên một chút thần tài thiếu hụt ở bên trong hắn có thể từ trong hắc rượu thần đỉnh bù vào nếu lão gia tử tin được ta năm quả trí tôn thần đan kia liền để ở trên người của ta đi lăng tiếu vỗ ngực nói tốt tốt còn cần gì cứ việc lên tiếng ta nhất định sẽ không thoái thác đâu độc cô tấn cao hứng mà nói lăng tiếu lộ ra vài phần khó xử nói xác thật còn cần một chút thú đan thập nhất dai cùng một chút nguyên tuyển khó gặp ngài cũng biết ta là vừa mới đột phá trí tôn không bao lâu nhưng không có chân tàng về phương diện này độc cô tấn vội vàng đáp đúng đúng ta cũng quên mất chỗ của ta có ta đây liền cho ngươi cho nên độc cô tấn lại lấy ra không ít thánh thú đan cùng với một chút nguyên tuyển thế gian khó gặp giao vào trong tay lăng tiếu, lăng tiếu giống như bắt được trí bảo, hai mắt hiện lên tinh quang, trong lòng đã là vui đến nở hoa. Hắn trọng thị nhất chính là những nguyên tuyển kia mà thôi, đây nhưng là những thủy nguyên tuyển dịch vô thuộc tính chỉ ngưng tụ ra ở, trong những tuyệt địa hung hiểm, đối với trí tôn thủy thần mà nói cũng là thần tuyển cực kỳ đỏ mắt. Hắn không nghĩ đến độc cô tấn lão gia tử lại có một hồ lớn như vậy, hắn luyện chế trí tôn thần đan nhưng không cần nhiều như thế, xuất ra nhiều như vậy còn không phải là tất cả quy về hắn sao. Nghĩ đến chỗ này, Lăng Tiếu hưng phấn dị thường, trong lòng thầm thở dài chính mình may mắn là luyện dược sư, đây thật là được ăn ngon. Lăng Tiếu cũng không có lại lo lắng, lập tức để Độc Cô Tấn lão gia tử ở bên trong vạn thú, sơn mạch tìm một nơi tuyệt hảo, khai phá ra động phủ mới tiến vào trạng thái luyện đan. Luyện chế Chí Tôn Thần Đan cần thời gian so sánh, với thần đan bình thường phải dài hơn không ít, mỗi mỗi lần ngưng một lô đan ít nhất cần thời gian nửa tháng trở lên mới có thể làm. Được, mà ở trong này đều không thể có cái gì sai lầm hơi không cẩn thận làm sai bất kỳ một trình tự nào đây chính là hủy hoại rất nhiều thần tài khó gặp nói tóm lại muốn luyện chế đan dược trí tôn tuyệt phẩm liền cần thực lực thiên phú tính nhẫn nại cùng với lực bền bỉ thiếu một cái đều khó có thể luyện chế thành công lăng tiếu ngay từ lúc ở trong niết bàn không gian thành công luyện chế ra trí tôn tuyệt phẩm đan dược chân chính hắn tự nhiên có năm chắc tỷ lệ thành công để luyện chế trí tôn thần đan rồi hắn cũng không muốn đem những thần tài kia lãng phí hắn nhưng là sẽ đau lòng đấy Chí Tôn Thần Đan vốn là Đan Dược Nghịch Thiên, bên trong gia nhập vài loại thần tài nghịch thiên, lúc ngưng đan ở trên Vạn Thú Sơn mạch ngưng tụ thành dị tượng thiên uy đơn giản là kinh khủng chí cực, tất cả linh thú ở trong sơn mạch đều bị sợ đến kinh hoàng chạy loạn lên. Vô số dị tượng lực lượng hướng về địa phương Lăng Tiếu luyện đan trùng kích xuống, lực phá hoại tạo thành giống như uy lực của một gã chí tôn toàn lực oanh xuống. May mà Lăng Tiếu để độc cô tấn, bày ra cấm chế phòng ngự mới đem những lực lượng dị tượng này cách tuyệt nếu không mà nói cũng sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ cho hắn. ở phía trên sân mạch này có hai đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, tựa hồ một điểm đều không sợ những dị tượng thiên uy này. hai người này chính là hai đại chí tôn thủy thần độc cô tấn cùng với mã nghiêm khoan của vạn thú minh. sư huynh, tiểu tử này yêu nghiệt như thế vì sao không để cho hắn lưu lại thay vạn thú minh chúng ta hiệu lực? mã nghiêm khoan mang theo vẻ mặt khẩn cấp nói, nếu như vạn thú minh bọn họ nhiều ra một vị trí tôn dược thần, đó tuyệt đối là như hổ thêm cánh tuyệt đối có thể đè ở trên viêm tộc. Có một số việc cưỡng cầu không được, tiểu tử này chính là một con chân long tại thế thì như thế nào mà vạn thú, minh chúng ta có thể vây được hắn. Ánh mắt của độc cô tấn thấu rõ sự đời mà sâu xa nói. Mã nghiêm khoan lại là không chú ý tới, vẫn đang nhìn đến tòa sơn nhạc ở phương xa kia nói. Huyền huyền nha đầu này cũng trưởng thành rồi, cũng là đến lúc lập gia đình, tư sắc vô song của nàng ngược lại xứng đôi với tiểu tử kia. Có một số việc không phải là ta với ngươi cảm thấy liền được, cũng là để người đương sự bọn họ cảm giác ngươi tình ta nguyện mới được huyên huyên đói với tiểu tử kia ngược lại hoàn hảo nàng là không có ý kiến chỗ mấu chốt là tiểu tử kia chỉ xem huyên huyên là tiểu muội muội mà thôi độc cô tấn mang theo vài phần cảm khái nói tiếp theo lão lại nói kỳ thật bọn họ như vậy cũng tốt ở trong nhân đồ đằng đẵng này cũng không nhất định không phải là tu lữ mới có thể quan hoài lẫn nhau mã nghiêm khoan suy tư một chút lập tức lộ ra vẻ minh ngộ cười nói vẫn là sư huynh nhìn thấu hết thảy ở trong động phủ sơn nhạc, thân trên của lăng tiếu đã xích lõa rồi, hắn một thân mồ hôi đầm đìa, nhìn lại bộ dạng hết sức cực khổ. Luyện chế trí tôn tuyệt phẩm đan dược thực sự là phí sức. Lăng tiếu đã đem trí tôn thần đan luyện xong cất vào mà than thở nói. Hắn dù là có thể luyện chế trí tôn thần đan, nhưng mà là muốn đem từng gốc trí tôn thần tài đã sắp trở thành yêu, cùng với luyện hóa thập nhất giai thú đan tràn đầy lực lượng cuồng bạo, lực lượng cần tiêu hao thật sự là kinh người, tuyệt không phải là trí tôn bình thường có thể kiên trì được cũng khó trách cho dù thần dược sư sau khi trở thành chí tôn thủy thần, cũng khó có thể trở thành chí tôn dược thần. Luyện dược sư bình thường muốn đạt tới một bước này, thực lực ít nhất phải là cảnh giới trung cấp chí tôn mới có thể chịu được lực lượng tiêu hao để luyện chế ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Lấy lực lượng hồn hậu vượt qua một bậc của Lăng Tiếu, chí tôn thần đan mà hắn ngưng kết cũng không giống như thần đan bình thường có thể một lần ngưng tụ thành mấy quả, chỉ có thể luyện thành một quả mà thôi hơn nữa đan dược kia còn không đạt tới trình độ hoàn mỹ lý tưởng mà hắn muốn, đủ thấy muốn trở thành chí tôn dược thần còn không phải là dễ dàng. Cũng may Lăng Tiếu từng có chí tôn dược thần truyền thừa, để hắn ít phải đi đường vòng, mà thực lực bản thân hắn lại không kém mới có thể làm được như vậy. Sau khi Lăng Tiếu luyện xong một khóa, cũng không có lập tức tiếp tục luyện đan, hắn cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày điều chỉnh trạng thái sau đó, mỗi lần nữa luyện khóa tiếp theo. Chớp mắt 3 tháng qua đi, Lăng Tiếu cuối cùng là đem năm khóa chí tôn thần đan và độc cô tấn, yêu cầu luyện thành, mà hắn cũng luyện cho chính mình hai khỏa khác lấy đó để chuẩn bị khi cần. Chỉ tiếc trong thần tài mà độc cô tấn cho hắn dù còn thừa lại không ít, nhưng mà còn thiếu mấy vị tài liệu trí tôn, thần tài mới có thể luyện ra mấy phần trí tôn, thần đan. Bằng không hắn muốn luyện thêm mấy khỏa cho khối lỗi của mình, cũng tăng lên thực lực một chút, cũng tốt tăng cường chỗ dựa của mình. Bất quá trí tôn thần đan mặc dù nghịch thiên, nhưng mà muốn mượn nó tiến một cấp liền phải đạt tới lúc hậu kỳ, hoặc đỉnh phong của cấp đó rồi phục dụng mới có thể đột phá tỷ như nói hồ nhạc là đê cấp trí tôn đỉnh phong phục dụng trí tôn thần đan khẳng định có thể tiến một cấp nhưng mà mới sơ nhập cảnh giới trí tôn giống như nham động cao phục dụng trí tôn thần đan muốn tiến một cấp cơ hồ là không thể nào tối đa cũng chỉ có thể đạt tới đê cấp trí tôn đỉnh phong mà thôi đây cũng không phải là nói thần hiệu của trí tôn thần đan không tốt mà là đạt tới một bước trí tôn này mỗi một đẳng giai cần phải tích lũy lực lượng cực kỳ khổng lồ một khỏa trí tôn thần đan cũng mơ tưởng để bọn họ dễ dàng mà nhảy qua một giai lại nói, mỗi một loại đan dược tiến giai đều chỉ có thể phục dụng một lần, lúc phục dụng lần thứ hai đã không có cái thần hiệu đó nữa rồi. Lăng Tiếu hết sức hài lòng mà đi ra khỏi động phủ, hắn có thể giao trả nhiệm vụ mà ly khai thiên tước, địa vực trở về thiên nguyên địa vực rồi, hắn muốn trở về Dược Minh công hội trước đổi thần huy chương một chút rồi lại nói. Vạn thú minh bởi vì có Hạ Huyên Huyên, tồn tại cho nên Lăng Tiếu đối với Vạn thú minh coi như là không tệ rồi, không chỉ ngăn cản liên quân của Viêm tộc tiến công, càng thay bọn họ luyện chế trí tôn thần đan, phần nhân tình này người của vạn thú minh phải nhớ ở trong lòng. Cho nên ở lúc lăng tiếu đem trí tôn thần đan giao cho độc cô tấn, độc cô tấn liền mang theo lăng tiếu đến tổng minh chi địa của vạn thú minh, triệu tập người từ thánh thú sư trở lên trịnh trọng tuyên bố lăng tiếu, từ bây giờ trở đi vĩnh viễn là khách quý của vạn thú minh, cũng hướng lăng tiếu giới thiệu mã nghiêm khoan, thân khôn báo cùng với mấy tên tồn tại khác đạt tới trí tôn. Hành động lần này của độc cô tấn là vì lôi kéo lăng tiếu, nâng lên mặt mũi của lăng tiếu. Hai là vì người của vạn thú bọn họ ngày sau nếu là lại gặp lăng tiếu, nhất định phải tôn trọng, không thể khinh thường chậm trễ. Đương nhiên ở trong này cũng là để cho thân khôn báo để xuống thành kiến với lăng tiếu. Sợ minh chủ hắn còn nhớ thù lăng tiếu lúc trước bất kính đối với hắn. Bây giờ thân khôn báo, biết thân phận trí tôn dược thần này của lăng tiếu làm sao còn dám sinh lòng oán khí. Hắn không lo lắng lăng tiếu, ở trước mặt lão minh chủ nói lời xấu liền A-di-đà-phật rồi đổi lời khác mà nói, Lăng Tiếu bây giờ đã trở thành tồn tại để hắn nhìn lên, là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với lão Minh chủ, hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ bất mãn gì rồi. Huống chi Chí Tôn Thần Đan mà Lăng Tiếu thay bọn họ luyện chế ở trong đó còn có một quả thuộc về hắn, hắn đối với Lăng Tiếu cảm kích còn không hết đâu. Thân Minh chủ, ngày xưa có nhiều đắc tội, còn thỉnh ngươi bỏ qua." Lăng Tiếu nâng lên chén rượu hướng thân khôn báo chân thành nói. Hắn dù là Chí Tôn dược thần quý trọng nhưng là lại sẽ không khinh thường mà làm ra cái bộ dạng gì, bởi vì Hạ Huyên Huyên ngày sau còn sống ở chỗ này, có thêm một người chăm sóc cũng là chuyện tốt. Thân Khôn Báo lộ ra vẻ hoảng sợ nói, "Lăng, Lăng Dược Thần đại nhân nói quá lời, Khôn Báo đã không còn nhớ tới chuyện lúc trước rồi, ta còn phải cảm tạ trợ giúp của Lăng Dược Thần đại nhân với vạn thú minh chúng ta." Sau khi Lăng Tiếu nâng chén với Thân Khôn Báo, coi như là xóa hết ân cừu, không hề lại có bất kỳ ngăn cách nào. Mà Hạ Huyên Huyên cũng bởi vì nguyên cớ Lăng Tiếu địa vị siêu nhiên của nàng ở vạn thú minh càng thêm vững chắc, mà thân khôn báo cũng sẽ không dám đối với nàng có bất kỳ ý bất mãn gì rồi. Một chuyến lăng tiếu đi đến thiên tước địa vực, đầu tiên là trợ giúp tiên vu giã cùng với tiên vu bộ lạc bọn họ, sau đó đi tới vạn thú minh cứu viêm dương, gặp được hạ huyên huyên lại tiến vào niết bàn không gian, trở thành trí tôn dược thần, thu được thủy nguyên thạch, hóa giải quyết chiến giữa viêm tộc cùng vạn thú minh. Lăng Tiếu cảm thấy một chuyến đi này cũng coi như là đầy đủ mà về rồi. Mà hành trình mới cũng sắp mở màn rồi ở dưới ánh mắt lưu luyến không rời của hạ huyên huyên lăng tiếu như vũ rời khỏi vạn thú sơn mạch chỉ là ở lúc rời đi lăng tiếu lại mang theo đại chu tức thần thú mà tiểu chu tức thần thú thì là lưu lại ở bên cạnh hạ huyên huyên đại chu tức thần thú chủ yếu còn là muốn gặp mặt với hỏa kỳ lân thần thú ở trong miệng lăng tiếu thương nghị đại sự diệt kim ô nhất tộc mà lăng tiếu sở dĩ không mang theo hạ huyên huyên đều bởi vì hắn bây giờ không có thời gian nhi nữ tình trường hắn phải nhanh chóng phản hồi bên trong tộc đem thủy nguyên thạch mà chính mình thu được nộp lên, xem một chút trong tộc có hay không đã kiếm được những thủy nguyên thạch loại khác. Nếu như chưa đủ mà nói, lấy thực lực cùng thân phận hiện tại của hắn đã có thể giúp được một chút việc. Đương nhiên chuyện gấp rút nhất bây giờ của hắn vẫn là trở lại Dược Minh Công hội thay cái huy chương thần dược sư này, chỉ có dược thần được Dược Minh Công hội tán thành mới có lực hiệu triệu. Chỉ là nghĩ đến khi trở về lại gặp nhân điệp kiều, Lăng Tiếu nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Mỹ lệ của nàng, ôn nhu của nàng, cái thoáng nhìn của nàng đã là xâm nhập vào trong trái tim của hắn, hắn nhận thấy nàng chính là hồng nhan tri kỷ của hắn, có thể nói ra bất cứ chuyện gì trong lòng. Nếu hắn thật muốn tiến thêm một bước, trừ phi hắn ở lại dược minh công hội, bằng không đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì tam đại điện chủ kia đem nàng là người nối nghiệp, làm sao có thể để nàng rời khỏi dược minh công hội được. Lăng tiếu đem những suy nghĩ này vứt ra sau đầu, hết thảy trước tiên lấy mục tiêu cứu ra lão tổ tông là quan trọng nhất. Lấy thực lực trí tôn, của hắn kỳ thật có thể ở vực ngoại bay thẳng đến phương hướng thiên nguyên địa vực, mà phi hành. Nhưng mà vực ngoại hung hiểm không ít, hắn tạm thời còn không muốn quá mức lớn lối, trước trầm xuống một đoạn thời gian, chờ hắn đem cảnh giới trí tôn này đều hoàn toàn củng cố rồi lại nói. Từ vạn thú minh bay hướng vực môn của thiên nguyên địa vực, lăng tiếu cũng bất quá dùng thời gian ước chừng một tháng, thời gian này so với hắn lợi dụng không gian trận còn phải nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên đây chủ yếu vẫn là tốc độ của chu thức thần thú quá nhanh, nhưng không phải là công lao của hắn, ở trên đường đi, Lăng Tiếu còn đem Tiên Vu Hương Mạt đưa tới địa bàn của Man tộc. Đối với Tiên Vu Hương Mạt, Lăng Tiếu càng nhiều là đối với nàng có một loại ham muốn giữ lấy nồng đậm, hắn sẽ không quên nữ nhân gợi cảm để cho hắn trầm mê này, hắn đáp ứng Tiên Vu Hương Mạt, đợi đến sau khi hoàn thành chuyện hắn muốn làm nhất định sẽ trở về gặp nàng. Ở trước khi Lăng Tiếu rời đi, Tiên Vu Hương Mạt lần nữa chủ động muốn cùng Lăng Tiếu, hảo hảo ôn lại một phen mớ bằng lòng. Nhìn bóng lưng Lăng Tiếu đi xa, nàng ôm lấy bộ ngực thương tâm mà lẩm bẩm nói, "Dũng sĩ mà ta yêu, ngươi nhất định phải trở về gặp ta, ta sẽ vì ngươi mà chờ đợi cả đời đấy." Lăng Tiếu tự nhiên là nhìn không được chân tình lộ ra của Tiên Vu Hương Mạt, đối với hắn, sau khi hắn thông qua vực môn, không ngừng chạy về Dược Minh công hội. Lần này khi hắn đi tới Cửu Thiên của Thiên Nguyên Chi Thành, mấy cỗ khí tức cường đại từ bốn phía xông ra. Bốn gã chí tôn thái thượng trưởng lão, bọn họ chính là nhân vật canh giữ ở Thiên Nguyên Chi Thành cùng với điện thành bình thường đều sẽ không xuất hiện, đều là tiềm ẩn ở trong thành giống như thường nhân khó có thể phát hiện được. Hôm nay Lăng Tiếu mang theo chu thức thần thú xông thẳng mà đến, bọn họ tự nhiên là đầu tiên phát hiện được, lập tức xông ra ngăn cản. Lăng Tiếu cũng là quá mức gấp gáp, thế cho nên quên mất để cho chu tức thần thú biến thành hình người, khi đi tới trong thành mới cảm thấy chính mình quá mức đường đột rồi. Người nào dám xông vào thiên nguyên chi thành? Một đạo thanh âm thương lão sâu kín mà ở trên cao không hồi đãng, chỉ thấy bốn gã lão giả từ mấy phương hướng đem Lăng Tiếu bao phủ lại. Mấy người kia sau khi thấy rõ tọa kỵ của Lăng Tiếu, rõ ràng là một đầu Chu Tước thần thú uy vũ, thần sắc trở nên vô cùng chấn kinh, đồng thời trong ánh mắt thấu ra vẻ hâm mộ đố kỵ nồng đậm. Bất kể là một loại thần thú nào đều là độc nhất vô nhị, người nào có thể có một đầu liền đại biểu vinh dự trí cao vô thượng kia. Bọn họ không nghĩ đến người trẻ tuổi này, cư nhiên có thể thu được tán thành của Chu Tước thần thú, trong lòng thầm nghĩ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là nhân vật phương nào? chẳng lẽ là người đến từ thiên tước địa vực? Bởi vì bọn họ đều biết chỉ có nhất bàn, không gian ở trong thiên tước địa vực mới có chu tước thần thú lui tới, những địa phương khác còn tạm thời không phát hiện qua. Lăng Tiếu nhìn bốn người ở trước mắt, phát hiện lực lượng thuộc tính dao động của bọn họ lại cũng không giống nhau, phân biệt là thổ, phong, hỏa, thủy bốn loại lực lượng mà lão giả vừa mới nói chuyện ở trong đó, rõ ràng đã đạt tới tu vi trung cấp chí tôn, ba người còn lại phân biệt chỉ là thực lực đê cấp chí tôn để bọn họ âm thầm canh giữ thiên nguyên chi thành cùng điện thành sát thật được tính là vô cùng trọng thị nghiêm phòng rồi chỉ sợ bất cứ chuyện gì ở bên trong thiên nguyên chi thành cũng mơ tưởng mà qua được tai mắt của bọn họ lăng tiếu đã sớm mặc lên áo choàng trưởng lão của dược minh công hội thần huy trương cũng treo ở trước ngực hắn hướng về phía bốn người chắp tay nói bốn vị đại nhân tại hạ lăng tiếu nhất thời không giữ đúng chừng mực mà bay vào thành còn thình bốn vị trưởng lão thứ tội ngươi chính là khách khanh trưởng lão lăng tiếu trung cấp trí tôn cầm đầu kia sâu kín mà hỏi. Ánh mắt của lão rơi vào trên người Lăng Tiếu quét qua một phen, ánh mắt nhảy lên vẻ hết sức kinh ngạc. Lăng Tiếu là khách khanh trưởng lão của Dược Minh Công hội bọn hắn, mấy người bọn họ đương nhiên đều là rõ ràng. Chẳng qua là bọn họ lại chỉ biết Lăng Tiếu là một gã thần dược sư, còn là một gã bán thủy thần tân tấn. Chỉ là không nghĩ đến lúc này mới 10 năm trôi qua, hắn lại nhất cử trở thành chí tôn, hơn nữa còn mang theo chu tức thần thú trở về, đây để cho bọn họ vừa giật mình lại là thật sâu không giải thích được. Cần biết Lăng Tiếu nhưng là người của Kim tộc, nếu như nói hắn có chân long thần thú đây còn có thể để bọn họ lý giải được, nhưng mà vì sao có thể nhận được tán thành của Chu Tước thần thú đây? Bọn họ không hiểu, Lăng Tiếu tự nhiên cũng sẽ không tự động giải thích cho bọn họ. Lăng Tiếu đưa ra lệnh bài trưởng lão của hắn, lần nữa chứng tỏ thân phận của mình. Bốn vị trí tôn này liền không có tiếp tục làm khó Lăng Tiếu rồi, ngược lại còn rất nhiệt tình cùng hắn trao đổi vài câu bởi vì Lăng Tiếu trẻ tuổi như thế mà đã trở thành chí tôn thủy thần, mà hắn lại là một gã thần dược sư, lần này đến đây nói không chừng chính là vì hướng Tam đại điện chủ thỉnh giáo luyện đan chi thuật, muốn trở thành cảnh giới dược thần. Nếu như hắn thật thành công, địa vị của hắn nhất định sẽ một đường thẳng tắp bay lên, bọn họ trước cùng Lăng Tiếu, đánh tốt quan hệ nhất định là trăm lợi mà không có một hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Sau khi Lăng Tiếu cùng bọn họ hàn huyên mấy câu, liền để chu tước biến hóa trở thành hình người, chuẩn bị cùng hắn tiến vào tổng bộ điện thành của Dược Minh công hội. Chẳng qua là một tên trung cấp chí tôn tên là Ngô Tuyên Lai, lại chủ động yêu cầu cùng đi với Lăng Tiếu tiến vào điện thành. Đây cũng là để Lăng Tiếu có chút được sủng ái mà sợ rồi. Bởi vì hắn cũng không phải là dòng chính của Dược Minh công hội, coi như là đã trở thành chí tôn nhưng cũng chỉ là cảnh giới đê cấp mà thôi, làm sao có thể nhận được trọng thị của chí tôn so với hắn còn cao dai hơn chứ? Lăng Tiếu đương nhiên không biết lúc hắn đột phá trở thành bán thủy thần, đỉnh phong đã bị nhị điện chủ liên hạo công hạ xuống thông báo đem lăng tiếu hắn trở thành nhân vật trọng yếu nhất mà đối đãi rồi bởi vì liên hạo công cùng trác hưng hồng sớm đã biết lăng tiếu có tư cách bước lên dược thần nếu không phải tâm lăng tiếu hướng về kim tộc bọn họ đều có tính toán đem yên điệp kiều phối cho hắn để hắn vĩnh viễn ở lại dược minh công hội ngô tuyên lai sớm từ trong miệng hai vị điện chủ biết được hết thảy liên quan đến lăng tiếu mới sẽ trọng thị lăng tiếu như thế có ngô tuyên lai đi cùng sau khi lăng tiếu một đường tiến vào điện thành lập tức nhận lấy ánh mắt của mọi người không biết lăng trưởng lão lần này đến công hội là có chuyện gì xem lão ngô ta có thể giúp được một chút chuyện hay không ngô tuyên lai sau khi hàn huyên với lăng tiếu một hồi cũng lộ ra vẻ tùy ý nhiều lắm bởi vì lăng tiếu không phải là dòng chính của dược minh công hội bình thường không cần lưu lại ở chỗ này hôm nay hắn đột nhiên trở về nhất định là có việc đương nhiên ngô tuyên lai nói ra cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút có một số việc hắn là có thể làm chủ nhưng mà có một số việc cũng không đến lượt hắn tùy ý nói chuyện được. Ha ha, còn thật không có cái đại sự gì, chỉ bất quá muốn gặp ba vị điện chủ một chút, xem một chút có thể đem huy chương thần dược sư này của ta thay đổi hay không." Lăng Tiếu cười mỉm đáp, "Muốn thay huy chương thần dược sư?" Ngô Tuyên Lai còn chưa hoàn toàn đem lời nói hết lập tức ngây ngẩn cả người, hắn dừng chân lại nhìn Lăng Tiếu nghiêm túc hỏi, "Lăng trưởng lão ngươi muốn thay huy chương thần dược sư, đây sao có thể thay được? Đây nhưng là vinh dự cả đời." Ánh mắt của Ngô Tuyên Lai khẩn cấp nhìn đến Lăng Tiếu, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng lại không dám khẳng định. Lăng Tiếu đánh cái ha ha cười nói, cái này lỗi thời rồi, cho nên liền thay một cái mới, bằng không không thể hiện ra thân phận của ta rồi. Lời này của Lăng Tiếu nói đến hàm xúc, nhưng mà lại đem ý đồ của hắn biểu hiện ra. Thần nhãn của Ngô Tuyên Lai có rút một chút, tiếp tục bắn phát ra thần quang tinh dập nói, chẳng, chẳng lẽ Lăng trưởng lão ngươi, ngươi đã là dược thần. Ha ha, đây cần phải để ba vị điện chủ tán thành mới được lăng tiếu cười mỉm nói ngô tuyên lai há lại không nghe ra ý tứ của lăng tiếu trong mắt tràn đầy vẻ kích động cùng kính nể nếu như nói vừa mới rồi hắn đem lăng tiếu trở thành một thanh niên nhân có tiền cảnh để đối đãi mà nói như vậy bây giờ hắn liền đem lăng tiếu trở thành người giống như hắn không hẳn là so với hắn còn tôn quý hơn ngô tuyên lai không nghĩ đến chính mình để xuống tư thái theo lăng tiếu một đường đi lên lại là vô tình nhận biết được một gã trí tôn dược thần tân tấn đây đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tình hết sức vinh dự Ta phải đi hướng ba vị điện chủ bẩm báo chuyện này, chắc hẳn sau khi bọn họ biết được nhất định sẽ rất cao hứng đấy." Ngô Tuyên Lai nói một tiếng liền trước một bước hướng về phía công hội đại điện chạy tới, bởi vì lấy thân phận của Lăng Tiếu không có thông báo, mà nói còn không thể trực tiếp tiến vào đại điện đi gặp diện chủ. Lăng Tiếu cười khổ một cái liền trước tiên trở về trụ sở ở trong điện thành. Cùng lúc đó tin tức Lăng Tiếu trở về điện thành cũng đầu tiên truyền đến trong tai Yên Điệp Kiều diện xa trên khuôn mặt của Yên Điệp Kiều sớm từ 10 năm trước đã tháo xuống rồi, không có lại mang lên nữa, khuôn mặt hoàn mỹ kia có thể để bất kỳ nữ nhân nào vì đó mà hổ thẹn. Nàng như cũng mặc áo choàng luyện dược sư rộng rãi, nhưng mà áo choàng này cũng không có cách nào che giấu dáng người có lồi có lõm, gợi cảm duy mỹ kia của nàng, đồng thời lại bày ra một cỗ khí chế khác biệt, khiến cho người ta dễ dàng sinh ra vọng động thèm muốn. 10 năm trước nàng hướng Lăng Tiếu biểu lộ tấm lòng, Lăng Tiếu lại là vô tình mà xé hủy một mảnh chân thành của nàng, để nàng đau triệt nội tâm, trong nội tâm nàng cực hận Lăng Tiếu. Mười năm trôi qua, nàng đối với Lăng Tiếu như cũ nhớ mãi không quên, bởi vì hắn là nam nhân ưu tú đầu tiên được nàng nhìn trúng. Hận ý trong nội tâm nàng đối với Lăng Tiếu đã sớm biến thành tư niệm vô hạn rồi. Bởi vì nàng biết Lăng Tiếu sở dĩ cự tuyệt nàng đó là bởi vị trí của Lăng Tiếu, không ở chỗ này, không muốn tham luyến hết thảy của Dược Minh công hội. Nàng vốn dĩ cho rằng Lăng Tiếu sẽ không bao giờ trở lại Dược Minh công hội nữa, hôm nay chợt nghe đến tin tức hắn trở về, trên khuôn mặt kiều diễm kia hiện lên tiếu rung nồng đậm đồng thời lại có từng giọt nước mắt rơi xuống vui quá mà khóc nàng cảm thấy lăng tiếu nhất định là trở về gặp nàng bằng không nàng nghĩ không ra hắn còn có chuyện gì lại trở về dược minh công hội chỉ là nàng nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện ra lăng tiếu đến chỗ này tìm nàng trong lòng lại bắt đầu tức giận rồi bất quá nàng lại cảm thấy chỗ ở của nàng không cho phép ngoại nhân tiến đến có lẽ lăng tiếu là vì thế mà bận tâm đi cho nên sau khi nàng do dư một phen vẫn là chủ động đi tìm lăng tiếu Viện tử của lăng tiếu nàng đã đến vô số lần, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Một khi lăng tiếu không rời khỏi dược minh công hội, không có vẫn lạc, cái viện tử này đều sẽ thuộc về hắn. Lúc Yên Điệp Kiều còn chưa đi tới viện tử, lăng tiếu đã cảm ứng được khí tức quen thuộc kia của nàng. Hơn nữa, trước một bước đi ra ngoài viện tử nghênh đón. Đối với Yên Điệp Kiều, trong lòng lăng tiếu rất là phức tạp. Một phương diện cảm giác của hắn đối với nàng rất tốt, một phương diện khác hắn lại không thể vì nàng mà bỏ đi những thân nhân của mình. Ở dưới hai cái lựa chọn này, Lăng Tiếu chỉ có thể lựa chọn cái sau rồi. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, Lăng Tiếu vẫn cảm giác được phanh nhiên tâm động. Không thể phủ nhận, sắc đẹp của Yên Điệp Kiều cùng Vân Mộng Kỳ có tư cách phân cao thấp, chỉ là khí chất kia lại là hoàn toàn bất đồng. Đối với hắn nhìn quen không ít nữ tử mặc chủ đoạn thanh lệ, lại nhìn thấy Yên Điệp Kiều, mặc áo choàng luyện dược sư còn có một phen phong vị khác biệt. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Vẻ mặt Lăng Tiếu lạnh nhạt, nhạt nhìn Yên Điệp Kiều mang theo vẻ u oán nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Yên Điệp Kiều nhìn thấy Lăng Tiếu mà áp chế tình tự kích động cười mình đáp, đúng là đã lâu không gặp. Sau khi hai người nói một câu như vậy đột nhiên liền nguội lạnh rồi, tựa hồ cũng không biết nên nói như thế là tốt hay không nữa. Sau khi trầm mặc một hồi, hai người lại nhất trí nói, ngươi còn tốt chứ? Hai người thoáng ngây ngẩn cả ngươi, tiếp theo nhìn đối phương đều nhất tề cười lên. Hết thảy trở ngại của hai người đã ở trong một tiếng cười này, tựa hồ hoàn toàn tiêu thất. Ta không tốt, ta thật không tốt, nhiều năm như vậy ngươi đều không có nghĩ tới ta sao? Đến bây giờ mới tới gặp. Yên Điệp Kiều thoáng cái không khống chế được mà hướng về phía ngực của Lăng Tiếu xông qua, đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đánh lên người Lăng Tiếu mà khóc nói. Nàng tựa hồ muốn đem hết thảy tình tự bất mãn đối với Lăng Tiếu đều một lần phát tiết ra. Người ở bốn phía nghe thấy dị trạng này sau khi lén nhìn một cái, cổ co lại, lập tức biến mất trở nên tiềm ẩn, không dám lại nhìn lén chút nào nữa rồi lăng tiếu bị lệ thủy kia thấm đẫm vạt áo chỗ mềm yếu nhất trong nội tâm bị xúc động tay của hắn rốt cuộc là đưa ra ngoài thong thả đem nữ nhân ôm vào trong lòng chỉ là khi tay của hắn vừa đưa đến phần eo của nàng lại là bị nàng đẩy ra muốn chiếm tiện nghi của ta người cái tên quỷ đáng ghét này liền chỉ biết khi phụ ta trên khuôn mặt của yên điệp kiều hiện lên vẻ hồng nhuận sau khi nàng nói một tiếng liền xoay người chạy trốn khỏi chỗ này chỉ còn lại có lăng tiếu vẻ mặt không hiểu hắn bật cười ha hả nói đây coi như là trùng phạt đối với ta sao Bất kể như thế nào, hắn bây giờ trở thành trí tôn rồi Thời gian cần để đi lại giữa các địa vực đã là rút ngắn rất lớn rồi Nếu như yên điệp kiểu nguyện ý theo hắn cũng liền thuận theo tự nhiên đi Giống như là đối với tiên vu hương mặt Có thể thường xuyên đến gặp nàng một chút Tin tưởng nàng cũng nên cảm thấy thỏa mãn Sau khi hắn đạt tới trí tôn thủy thần Tâm thái này đã là trở nên không giống lúc trước Mà đối với nữ nhân cũng không cần thiết giống như lúc trước phải Là sau khi thu vào liền nhất định đem nàng thả vào hậu cung của mình Nói thật người không an phận giống như hắn muốn ở một cái địa phương sống vĩnh viễn chỉ sợ là không dễ dàng giống như những nữ nhân kia của hắn sau khi được hắn đưa đến thiên vực cũng trên căn bản không có thời gian đi chiếu cố thật sự là để cho hắn cảm thấy áy náy cho nên yên điệp kiều thật lòng muốn ở chung một chỗ với hắn vậy thì phải chịu được cảm giác tùy thời tách ra đi trừ phi một ngày kia nàng cũng đạt tới hàng ngũ trí tôn đi lại giữa bọn họ có thể trở nên càng thêm dễ dàng thuận tiện người nào muốn đều có thể chủ động đi tới gặp mặt để giải nỗi khổ tương tư là được Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người tu võ hầu hết có thể nhẫn nại tịch mịch, bằng không lưu luyến quá nhiều hồng trần, muốn tăng lên thực lực nhanh hơn rất không dễ dàng đâu. Sau khi Ngô Tuyên Lai trở về bẩm báo với điện chủ là Lăng Tiếu cầu kiến, Trác Hưng Hồng lập tức để Ngô Tuyên Lai đến mời Lăng Tiếu lên điện. Chỉ là khi Ngô Tuyên Lai đến tìm Lăng Tiếu, lại thấy được một màn yên điệp kiều bổ vào trong lòng của Lăng Tiếu, khỏa trái tim không tranh giành này liền nhảy lên. Hắn không nghĩ đến thần nữ của Dược Minh công hội bọn họ thật là triệt để bị Lăng Tiếu tù binh trái tim rồi. Vừa nghĩ tới sau khi thân phận của Lăng Tiếu được tán thành, nếu như hắn lại lựa chọn kết hợp với thần nữ, như vậy địa vị của Lăng Tiếu ở trong công hội nhất định là khó có thể lay động. Tuy nói hắn là trung cấp trí tôn, ở bên trong công hội có quyền nói chuyện không nhỏ, nhưng mà hắn lại không phải là luyện dược sư, đồ tử đồ tôn mà hắn thu ở bên trong công hội có địa vị cũng không cao. Nếu như lần này có thể hào hảo kết giao với Lăng Tiếu, nói không chừng địa vị một mạch này của hắn có thể ở trong công hội nhận được trọng thị. Sau khi Yên Điệp Kiều rời đi, Ngô Tuyên Lai mới xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, hắn giả bộ đối với chuyện vừa rồi một điểm đều không thấy, vẻ mặt nhiệt tình mà cười nói: "Lăng trưởng lão, đại điện chủ cùng nhị điện chủ không có ở đây, chỉ có tam điện chủ, hắn nghe nói ngươi cầu kiến lập tức liền để ngươi đi qua, ngươi theo ta đi tới." Lăng Tiếu đối với Ngô Tuyên Lai khách khí nói: "Làm phiền Ngô trưởng lão rồi." "Làm phiền hay không làm phiền cái gì, ta và ngươi đều là người của công hội, sau này ngươi gọi ta một tiếng lão Ngô là được, đừng khách sáo như vậy." Ngô Tuyên Lai cười nói, Ngô trưởng lão ngươi khách khí rồi, vãn bối làm sao dám vô lễ. Lăng tiếu đáp, liền như vậy đi, nếu như ngươi xem thường lão phu, lão phu tự nhiên không trèo cao rồi. Ngô Tuyên Lai nói, Ngô Tuyên Lai nói đến phân thượng này rồi, Lăng tiếu cũng không có ý tứ lại từ chối, lập tức nói, được, vậy ta gọi ngươi là lão ngô, ngươi gọi thẳng tên ta Lăng tiếu là được. Ha ha, tốt, bây giờ mới đúng nha, nói như thế nào tất cả mọi người đều là người của công hội, đừng quá xem thành người ngoài rồi ngô tuyên lai rất là cao hứng mà cười nói tiếp theo lăng tiếu thuận theo ngô tuyên lai đến trên đại điện của dược minh công hội lăng tiếu lại một lần nữa nhìn thấy trác hưng hồng hắn phát hiện ra trác hưng hồng lần này không còn là thần hồn phân thân hàng lâm mà là tồn tại chân thân sau khi hắn thấy lăng tiếu cùng ngô tuyên lai lại từ trên chỗ ngồi đứng lên trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười nghênh đón bái kiến tam điện chủ lăng tiếu cùng ngô tuyên lai vẫn là rất cung kính mà hành lễ vấn an bởi vì Trác Hưng Hồng nhưng là trí tôn dược thần thành danh đã lâu, còn là một gã trung cấp trí tôn hậu kỳ, đủ để bọn họ hành lễ vấn an. Miễn miễn, lăng tiếu nhưng là có mấy năm không nghe tin tức của ngươi rồi, thật giống như ngươi chưa trở về thiên long địa vực, những năm trước đây còn có người của thiên long địa vực đến đây tìm ngươi đó. Trác Hưng Hồng rất là khách khí mà nói, vừa mới rồi hắn nghe ngô tuyên lai, like, hồi báo lăng tiếu là đến nghiệm chứng vị trí dược thần, hắn thật là hung hăng chấn kinh một phen, tuy nói lúc trước hắn cùng hai vị sư huynh đều cảm thấy lăng tiếu nhất định là có thể đi tới một bước này nhưng mà cũng cảm thấy đây là chuyện tình ít nhất là mấy trăm năm hoặc ngàn năm sau nhưng mà bây giờ mới qua bao lâu lăng tiếu lại là đi tới cảnh giới cùng vinh dự mà bọn họ phải dùng đến vạn năm mới đạt tới thật sự là để cho hắn cảm khái vạn phần hắn bây giờ cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của nhị sư huynh hắn thật sớm liền đã phong lăng tiếu thành khách khanh trưởng lão lăng tiếu coi như là người của dược minh công hội bọn họ rồi khi thân phận trí tôn dược thần của lăng tiếu được công bố như vậy dược minh công hội bọn họ liền tăng thêm một gã dược thần sức ảnh hưởng kia lần nữa đại trướng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha